Chương 561 sáng hôm sau, Giang Tả dự định đi mua một chiếc tivi. Chuyện này không thể chậm trễ, về phần bình hoa, cái này để chờ Tô Kỳ tự mình đi mua, dù sao cũng đã rơi nhiều lần như vậy, cô ấy đã quen rồi. Giang Tả rửa mặt xong liền rời khỏi nhà. Đoạn Kiều nhìn nơi bị một đống pháp bảo bao vây, không khỏi thở dài. Bắt đầu từ hôm nay, ban công có thể chỉ còn lại mình nó. Những kẻ này không có nó trông coi, liền gặp phải tai họa ngập đầu. Đoạn Kiều không biết trong đầu bọn chúng nghĩ gì nữa không biết đại ma đầu đáng sợ cỡ nào sao giang tả muốn mua tv đương nhiên phải đến trung tâm bán thiết bị điện lần này hắn vẫn định đến chỗ đã mua tv trước đó có điều trước khi đi nên ăn bữa sáng đã đã lâu rồi không ăn thực ra hắn khá đói giang tả vào quán điểm tâm gọi một ít đồ sau đó ngồi xuống ăn nhưng không bao lâu sau bàn của giang tả lại có thêm một người vị thí chủ này chỗ ngồi không còn nhiều nữa có thể cho bần đạo ngồi cùng được không giang tả ngẩng đầu nhìn hắn nếu là giọng nói xa lạ giang tả tự nhiên sẽ không ngẩng đầu bởi vì không cần nhưng giọng nói này lại rất quen thuộc giang tả nhìn hắn đạo sĩ kia đương nhiên cũng nhìn thấy giang tả cả hai đều khá ngạc nhiên giang tả không khỏi nói hóa ra ông cũng ăn bữa sáng à đây là đạo sĩ trung niên thường xuyên bày quán cấp bậc rất cao ăn bữa sáng thật sự là chuyện lạ đạo nhân khóe miệng giật giật cười nói tiểu hữu như nhau thôi sau đó hai người không nói gì lặng lẽ ăn sáng ăn gần xong đạo sĩ đột nhiên hỏi giang tả gần đây cậu có định đi đâu không giang tả tò mò nhìn đạo sĩ đạo sĩ mỉm cười tuy nhiên tiếng lòng trong bụng hắn lại đang nghĩ tai tinh này đi đâu hắn sẽ không đi nơi đó cuối cùng giang tả đáp không đi đâu cả đạo sĩ cười nói bần đạo định đi ngự linh tông nếu đạo sĩ muốn đi nhớ đừng quên chiếu cố tới việc kinh doanh của bần đạo kỳ thật suy nghĩ thực sự trong lòng đạo nhân là không thể đi tới ngự linh tông hắn cố ý nói ra để đánh lạc hướng đối phương Giang Tả gật đầu, nếu như gặp được, hắn nhất định sẽ chiếu cố tới chuyện kinh doanh của đối phương. Sau đó cả hai đều ăn xong, đạo sĩ lập tức đi thẳng ra ngoài, Giang Tả đi thanh toán, 15 đồng cho hai người. Giang Tả, những gì hắn ăn không đến 5 đồng, phải không? Hơn nữa, đạo sĩ kia ít nhất cũng nhập đạo, thế mà lại đi ăn cơm chùa, không biết xấu hổ. Tất nhiên, chỉ hơn 10 đồng tiền, Giang Tả vẫn có thể trả. Đợi ra khỏi quán điểm tâm, Giang tà lắc đầu thở dài, người này đi ngự linh tông. Xem ra ngự linh tông sắp gặp xui xẻo rồi. Nơi mà người này xuất hiện, ngoại trừ Giang thành, hầu như không an toàn. Thánh địa chị nhận được tin tức, kiếm tu nhất mạch có vẻ muốn tổ chức kiếm tu đại tái, muốn mời thánh địa đến làm khách quý. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói, lão bất tử bảo chị dẫn người qua đó, mấy đứa ai muốn đi. Đám người tuyết ngọc y nhược vừa định vung tay lên, tĩnh Nguyệt lại nói, tam giai trở xuống thì quên đi. Tuyết ngọc, y nhược, các cô cảm thấy thánh nữ sư tỷ đang trêu đùa với mình tô kỳ bất mãn em có thể không đi sao em muốn về nhà ở đây cô là người duy nhất đủ điều kiện tĩnh nguyệt lắc đầu không được nhưng thời gian chưa tới chúng ta còn có thể nghiên cứu vài ngày chị không tin mình không nghiên cứu ra được cách trò chuyện tô kỳ bất lực khi nào thì em mới có thể trở về tiến tu tĩnh nguyệt nói chị đã bảo với bọn họ rồi họ nói gần đây thánh địa có rất nhiều chuyện không sắp xếp kịp chờ nửa năm đi như vậy có dài quá phải không cũng tạm, hai đứa ở bên nhau mười mấy năm rồi, chỉ có nửa năm, vất vả chút liền qua, chờ có con sẽ không rảnh nữa, giờ phải biết trân trọng mới đúng. Được rồi, tăng tốc độ nghiên cứu đi, sau đó đến kiếm tu nhất mạch mua sắm. Việc mua tivi diễn ra rất thuận lợi, may mà vẫn có cái giống nhau, bằng không giang tả lại phải nhức đầu. Bằng một số phương pháp nhỏ, giang tả đã thành công đưa chiếc tivi vào không gian chữ vật. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn vào nhóm, phá hiểu, ai biết bán buôn pháp bảo ở đâu không? Giang tả dự định bán lô pháp bảo trong tay, vì vậy hắn không quan tâm đến vài món đồ ở nhà. Trong nhóm nghe thấy có người bán pháp bảo, tất cả đều xuất hiện ngay lập tức. Liễu y y gửi y con phấn khích, phá hiểu đạo hữu muốn bán pháp bảo gì? Lục Nguyệt Tuyết là pháp bảo cấp cao sao? Biên hải đao khách, chúng tôi có thể sử dụng nó. Xích huyết đồng tử, tôi còn một ít tiền. Tiêu tiểu mặc, chúng tôi cũng còn một ít tiền nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha phá hiểu pháp bảo tam giai thông thường hoặc hơn nhiều nhất là một số pháp bảo tứ giai nhưng đều thuộc tầm trung thôi mặc ngôn tiên tử đại lão nói thông thường chứng tỏ là một pháp bảo rất tốt phá hiểu đại lão giá bao nhiêu tôi tính lấy hết anh bán giá rẻ cho tôi được không xích huyết đồng tử cô định giết đan tuyết ma nữ bằng pháp bảo sao đã quên cô ấy còn giàu hơn cô rất nhiều à đại sư huynh đã giúp cô chuẩn bị mộ rồi các sư huynh khác cũng mua chút đồ tốt trở về, dự định ăn mừng trước mặt ngôn tiên tử, nhớ mang tôi đi cùng. Xích huyết đồng tử. Lục nguyệt tuyết, mặc ngôn lại làm gì vậy? Không phải cô thường xuyên bị đan tuyết ma nữ ngược đãi sao? Có thể có chuyện gì được chứ? Biên hải đao khách, nghe nói đan tuyết ma nữ đã là tam giai rồi, nên hậu quả có thể nghiêm trọng hơn. Mặc ngôn tiên tử gửi y con khinh bỉ, tam đại mỹ nữ của giới tu luyện, thánh nữ nguyệt liên là người đầu tiên tiến vào tam giai, Ma tù đàn tuyết ma nữ cũng theo theo đó mà tam giai. Chỉ có bông hoa trong nhóm của chúng ta vẫn còn đang loay hoay ở nhị giai. Cô sẽ bị lãng quên sớm thôi, tiểu muội muội lục nguyệt tuyết tiên tử. Lục nguyệt tuyết gửi y còn lạnh lùng, ngày hôm qua tôi đã trở thành người lớn. Mặc ngôn tiên tử, thật hay giả. Tại sao tôi không nghe ai nói gì về chuyện cô trưởng thành? Xích huyết đồng tử, tôi cũng chưa nghe nói về nó. Liễu y y, tôi cũng không biết. Tiêu tiểu mặc, các người bị ngốc sao? Người tu chân còn có sinh nhật, không phải sinh mạng là vô tận à giang tả xem bọn họ tán gẫu hắn không ngờ những người này có thể kéo chủ đề xa như vậy phá hiểu hầu hết pháp bảo đều không thích hợp để cô sử dụng muốn xem thì cứ tìm một chỗ tiêu tiểu mặc chúng ta đến nhà sơ thanh đi cha của sơ thanh cũng muốn cảm ơn đại lão sơ thanh cũng có thể nhân cơ hội này để cảm ơn hơn nữa sơ tình làm nghề rèn cũng có thể để bọn họ thu mua pháp bảo bọn họ rất có tiền giang tả suy nghĩ một chút sau đó nhắn lại được đối với giang tả đi đâu không quan trọng nhưng trên người hắn có rất nhiều pháp bảo nhất định không thích hợp để ở nơi công cộng nhà của sơ thanh quả thực là lựa chọn hoàn hảo liễu y y để tôi cầm tiền qua các người đừng qua sớm tôi cũng đến lục nguyệt tuyết trả lời tôi cũng vậy cũng có một tin nhắn từ xích huyết đồng tử sau đó giang tả không để ý nữa đi thẳng đến nhà của sơ thanh một lúc lâu sau giang tả đến khu vực nhà của sơ thanh hắn đi ngang qua nơi ở ban đầu của huyết yêu nhắc mới nhớ hắn còn có nhẫn trưởng lão không biết còn có cơ hội sử dụng không nhưng hai con huyết yêu không biết sẽ trốn đến khi nào dù sao kiếp trước chúng ẩn cư một thời gian rất dài lâu đến mức thời thế đều thay đổi giang tả không nghĩ nhiều về chuyện này ngay sau đó hắn xuất hiện trước cửa nhà sơ thanh nhưng hắn phát hiện sơ tỉnh đã đứng ở cửa sơ tỉnh vẫn ăn mặc như vậy quấn một chiếc khăn giấu nửa khuôn mặt ở bên trong ống tay áo dài che đi mu bàn tay nếu không phải mặt trời còn rực rỡ độ ấm còn rất con, Giang Tả đã nghĩ bây giờ là mùa đông. Lúc này sơ tình cũng nhìn thấy Giang Tả, lập tức chạy tới nói, phá hiểu thúc, chú đến rồi à? Tiêu tỷ tỷ bảo con ở chỗ này chờ chú. Giang Tả gật đầu, sơ tình là như thế này, mọi thứ đều tốt, rất lịch sự. Nhưng nội tâm cô không hợp với vẻ ngoài của cô chút nào. Cũng không biết vì sao mà tổn thương thành thế này. Sau đó Giang Tả được dẫn vào phòng khách. Cha mẹ tạm thời ra ngoài mua đồ ăn cho sơ thanh, vì vậy họ không có ở nhà. Tiêu tỷ tỷ và những người khác đã lên đường, họ sẽ sớm đến đây. Giang Tả vẫn gật đầu, hắn cảm thấy Sơ Tình quả nhiên hiểu chuyện, nhưng vừa vào phòng, hắn lập tức sững sốt. Sơ Thanh đang hấp hối nằm trên mặt đất, nếu đổi lại là người khác, ai có thể chịu đựng được Sơ Tình. Đệ đệ mình đã vậy, cô vẫn mỉm cười để cho khách ngồi ở một bên. Sau đó, cô cầm búa lên và tiếp tục đánh Sơ Thanh. Biến thái, quỷ dị. Giang Tả đột nhiên muốn biết khi phát điên, hắn cũng biến thái và quỷ dị như vậy sao? Thực sự không có bất kỳ ấn tượng nào. Trong lúc điên loạn, phần lớn ký ức của Giang Tả đều mơ hồ, một số trực tiếp không thể nhớ rõ. Tư duy không còn theo thứ tự, nên không thể trông đợi nó ghi nhớ những thứ có trật tự và lỗ dích được. Giang Tả đợi ở đây một hồi, mặc Ngôn là người đầu tiên đi vào, vừa đi vào đã bị kinh ngạc. Sơ tình, cháu có thể bình thường được không? Sao có thể hù khách như thế? Ma Tu cũng không tàn nhẫn như cháu, sau đó sơ tỉnh quay đầu nhìn mặc ngôn, vẻ mặt rất bình tĩnh nói, nhưng phá hiểu thúc không nói gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là đại lão, tư duy của đại lão khác với chúng ta. Đầu óc cháu có bệnh cũng nên biết đại lão là người như nào chứ. Lúc em trai cháu không ai cứu nổi, đại lão chính là người ra tay đấy. Cho nên chuyện đại lão có thể chấp nhận, chưa chắc chúng ta đã có thể đâu. Tiêu tỷ tỷ của cháu mà thấy sẽ rất tức giận đấy. Mặc ngôn vẫn cảm thấy lôi tiêu tiểu mặc ra là có tác dụng quả nhiên, sơ tình cất cây búa đi, yên lặng ngồi một chỗ. Sơ thanh tự mình hồi phục. Lúc này, mặc ngôn chạy tới chỗ giang tả hỏi, phá hiểu đại lão, đồ vật này nọ đâu rồi? Giang tả vẫy tay một cái, một loạt pháp bảo xuất hiện trên đất. Có vẻ như mặc ngôn rất thích thú với đống đồ này. Giang tả không nói gì, dù sao hắn cũng ở đây để bán pháp bảo. Mặc ngôn cũng rất là chấn động, có điều những thứ này ở đâu ra? Lúc này, cha mẹ của sơ thanh đã về. Họ quay lại sau khi nhận được cuộc gọi từ Tiêu Tiểu Mặc. Ngay khi bước vào, nhìn thấy pháp bảo đầy phòng khách, họ đều choáng váng. Những pháp bảo này không là gì đối với họ, nhưng đó là một điều khó tin đối với Tam giai và Tứ giai. Chất lượng của pháp bảo nói chung khá cao. Vừa đi vào liền nghe thấy tiếng Mặc Ngôn hỏi, "Phá Hiểu, anh cướp sạch đồ của môn phái nhỏ nào đó a?" À? Lấy khả năng của Phá Hiểu, loại chuyện này có thể làm được. Nghe câu hỏi của Mặc Ngôn, Giang Tả không khỏi liếc mắt nhìn bị giang tả liếc mặc ngôn lập tức thay lời cướp của người giàu giúp người nghèo cướp của người giàu giúp người nghèo phá hiểu đại lão là tà đạo không không là hiệp khách hiệp khách giang tả cha mẹ của sơ thanh cũng không nói nên lời ma tu này thực sự có chút đặc biệt cha mẹ của sơ thanh quay về sơ tình liền ngoan ngoãn gọi một tiếng cha mẹ nếu không nhìn thấy sơ thanh hấp hối bọn họ thực sự sẽ nghĩ rằng sơ thanh là một đứa con gái ngoan tuy nhiên tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng Mẹ của Sơ Thanh đỡ Sơ Thanh dậy, sau đó nói với Sơ Tình, em trai con vừa mới bình phục. Mẹ Sơ Thanh chưa kịp nói xong, mặc ngôn liền đề nghị, tinh thần không bình thường thì có dạy dỗ cũng vô dụng. Tôi nghĩ nên đánh cho một trận thì hơn. Cha mẹ Sơ Thanh, họ muốn đánh mặc ngôn, nhưng thực ra đánh cũng vô ích. Trước đây đã đánh không ít lần, nhưng có đánh hay mắng cũng chẳng có tác dụng gì. Họ đã dùng tất cả mọi cách nhưng không thể chữa trị được cho Sơ Tình. Cũng không thể giam cầm cô mãi mãi được cũng may thể chất của sơ thanh đặc biệt bằng không hậu quả thực sự không thể tưởng tượng khi mặc ngôn nhận thấy ánh mắt của cha mẹ sơ thanh lập tức chỉ ra cửa nói nhìn kìa tiêu tiểu mặc tới rồi tiêu tiểu mặc đã đến xích huyết đồng tử và những người khác cũng vậy khi họ nhìn thấy một đống pháp bảo cũng choáng váng liễu y không khỏi nói phá hiểu đạo hữu đã đào mộ nhà ai vậy giang tả thật ra có chút tương tự nhưng nó không tính là mộ phần nó chỉ có thể được coi là một di tích viễn cổ dù sao cũng là một chiến trường. Hơn nữa hắn không chạm vào mộ, nhiều nhất là vào chỗ ở thôi. Lúc này, biên hải đao khách xúc động nói, quả nhiên, pháp bảo thông thường trong miệng phá hiểu đạo hữu, người thường như chúng ta cũng không thể hiểu được. Họ cảm thấy pháp bảo tốt trong mắt phá hiểu, tối thiểu cũng phải như vô ảnh trùy thủ trong tay mặc ngôn. Cha của Sơ Thanh cũng cầm pháp bảo lên xem xét, cuối cùng kinh ngạc nói, phương pháp rèn của những pháp bảo này không giống như bây giờ. Đây là pháp bảo từ thời viễn cổ sao, giang tả gật đầu hai ngày trước ta đi tranh tư cách chiến trường tiện tay nhặt được tất cả mọi người tiện tay có thể nhặt được nhiều như vậy đây là cướp sạch mới đúng ngược lại sơ tình ở một bên nghe nói là phương pháp rèn đặc biệt lập tức chạy tới kiểm tra sau đó nói với cha sơ thanh con muốn hai cái cha của sơ thanh thở dài chỉ có thể gật đầu nói mua sau đó sơ tình vui vẻ nở nụ cười giang tả lật trên mặt đất sau đó lấy ra một viên đá ném cho sơ tình dùng cái này đánh sắt có thể nâng cao hiệu quả sơ tình khó hiểu cầm lấy một cục đá lớn cô không biết cục đá này nhưng cha mẹ của sơ thanh lại rất kinh ngạc cha của sơ thanh nói phá hiểu đạo hữu đây là một hoang thạch chúng tôi sẵn sàng dùng một viên cửu phẩm linh thạch để mua xin đạo hữu đừng cự tuyệt giang tả vẫn còn khó hiểu hoang thạch đắt như vậy mẹ sơ thanh tò mò hỏi cậu không biết tác dụng của hoang thạch sao giang tả lắc đầu ngoài cứng một chút dễ tương thích dễ dàng xuất khí linh thì còn có ích lợi gì tất cả mọi người tiêu tiểu mặc hỏi phá hiểu đại lão cảm thấy tạo khí linh rất dễ dàng sao giang tả nói cô có thể sử dụng bất kỳ tài liệu nào cô muốn không phải sao tất cả mọi người thật hay giả cha của sơ thanh hỏi đạo hữu có biết rèn không giang tả gật đầu sau đó nói nhưng tôi đã từ bỏ việc rèn sơ thanh bố tại sao giang tả liếc nhìn sơ tình ý tứ rất rõ ràng hắn cũng sẽ phát điên tất cả mọi người như vậy rất có thể phá hiểu là một đại sư siêu cấp nếu là trước kia bọn họ có thể không tin nhưng hiện tại sẽ tin một chút tiếc là không thể xác nhận lúc này mặc ngôn lập tức kêu lên phá hiểu đại lão còn có hoang thạch không tôi cũng lấy giá cao mua lại giang tả lắc đầu chỉ có khối đó trên thực tế khối đá đó có được là do tình cờ nếu không phải đặt cùng pháp bảo giang tả sẽ không có hoang thạch mặc ngôn vô cùng tiếc nuối xích huyết đồng tử thật ra không luyến tiếc mấy vì xích kiếm vốn dĩ có linh sau đó họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn pháp bảo cha của sơ thanh cũng gọi giang tả đi ra ngoài sau khi rời khỏi giang tả nghe thấy một câu hỏi rất kỳ lạ cha của sơ thanh hỏi giang tả phá hiểu đạo hữu cậu nghĩ gì về con gái tôi giang tả không biết có phải mình đang suy nghĩ nhiều hay không nhưng hắn vẫn đáp bệnh thần kinh cha sơ thanh quả nhiên người này không hề cho người khác mặt mũi chút nào cha của sơ thanh miễn cưỡng cười nói không phải đạo hữu cũng có những biểu hiện như con gái tôi hay sao cũng coi như người một nhà cả giang tả hắn không định nói nữa đợi đến khi người này nói xong rồi tính giang tả không nói chuyện cha của sơ thanh tiếp tục nói không biết đạo hữu có ý định tìm xong tu đạo lữ không giang tả không chút ngập ngừng lập tức nói tôi có đạo lữ rồi vậy đạo hữu đã từng nghĩ tới tôi không suy nghĩ cha của sơ thanh chưa nói xong Giang tả đã cắt lời, sơ tình mới 14 tuổi, đúng không? Bây giờ người làm cha đều như ông vậy sao? Cha của sơ thanh đúng lý hợp tình nói, không, nếu có thể kết hôn với đạo hữu, tôi nghĩ đó sẽ là một chuyện tốt. Trong vài năm nữa, nó sẽ trưởng thành, sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù đầu óc sơ tình không bình thường nhưng các phương diện khác vẫn tốt lắm. Tài năng lại càng đáng kể. Nếu đạo hữu, Giang tả xoay người rời đi, nhân tiện nói, có bệnh. Cha sơ thanh, người làm cha như hắn lo lắng cho chuyện trung thân đại sự của con gái mình thì đã làm sao cả hai đều rèn nhất định sẽ có tiếng nói chung hơn nữa tầm mắt đối phương cao sơ tình chắc chắn sẽ thích lúc này giang tả đột nhiên dừng lại cha sơ thanh tưởng giang tả đã thay đổi ý định nhưng hắn chưa kịp vui mừng lời giang tả nói đã khiến hắn hoàn toàn bất ngờ còn dám nhắc tới chuyện này với tôi tôi sẽ giết sơ tình nói xong giang tả bước vào cha sơ thanh sửng sốt sau đó thở dài đáng tiếc đã muộn một bước bằng không thật sự là chuyện tốt tuy nhiên việc đã đến nước này hắn đương nhiên sẽ không hỏi lại chỉ có thể giữ con gái bên mình thêm một thời gian khi giang tả bước vào mọi người đều đang chọn pháp bảo không cần là uổng phí hơn nữa phá hiểu sẽ không lừa bọn họ nhất là mặc ngôn lục nguyệt tuyết và liễu y ba người họ gần như chia nhau tất cả pháp bảo họ không có ý tưởng nào khác chỉ muốn bắn lại những thứ này về phần còn lại những người khác không ăn được không còn cách nào, mặc ngôn và lục nguyệt tuyết đều buôn bán lời một món tiền lớn, cho nên họ có tiền để mua. còn liễu y y là tự mình có tiền, biên hải đao khách thì tốt hơn một chút, cũng mua được nhiều nhưng không bằng mấy người mặc ngôn. khổ nhất đương nhiên là xích huyết đồng tử, gần đây liên tục làm ăn thua lỗ. đừng nói đến hắn, ngay cả trong môn phái của bọn họ, linh thạch cũng không ngừng giảm xuống. đó là những gì mặc ngôn nhận xét về họ. giang tả không khỏi hỏi, các người có tiền mua? hắn biết rằng những người này rất nghèo sau đó họ lấy ra không ít linh thạch biên hải đao khách nói đạo hữu chúng tôi đại khái tính ra chỗ này khoảng giang tả nói thẳng cứ nói cho tôi biết rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch bọn họ sửng sốt sau đó tính toán lại cuối cùng biên hải đao khách nói tính cả hoang thạch tổng cộng ở đây có một viên cửu phẩm tám viên bát phẩm sáu viên lục phẩm giang tả không nói nên lời không ngờ nhiều đồ như vậy lại không bằng một viên hoang thạch sớm biết hoang thạch có giá trị như vậy hắn nên lấy nhiều hơn nữa có thể bán nhiều linh thạch như vậy giang tả vẫn rất kinh ngạc đáng ngạc nhiên hơn nữa là lần trước những người này chỉ có thể lấy ra một ít tam phẩm linh thạch nhưng giờ mới có hơn một tháng ngay cả bát phẩm linh thạch cũng được đưa ra kiếm tiền đơn giản vậy sao có điều giang tả không hỏi dù sao hắn cũng hài lòng với giá này trong mắt hắn những thứ này chẳng có giá trị gì dù sao vô ảnh thủy thủ cũng chỉ bán bằng một viên ngũ phẩm huống chi là những thứ này sau đó giang tả trực tiếp nói với lục nguyệt tuyết tôi muốn một ít linh dược Tôi gửi cho cô, cô xem xem hết bao nhiêu." Lục Nguyệt Tuyết gật đầu. Sau đó, Lục Nguyệt Tuyết nhận được tin nhắn riêng của Giang Tả, vừa lướt nhìn, cô liền hiểu phá hiểu đang định tiêu hết số tiền thu được lần này, thậm chí còn chưa đủ. Ngay lập tức, Lục Nguyệt Tuyết liên lạc với sư tỷ của mình, sau đó cho ra giá cả cuối cùng. Cô lấy điện thoại di động gõ chữ, tổng cộng là 3 viên cửu phẩm với 2 viên ngũ phẩm, sư tỷ nói có thể bớt 2 viên ngũ phẩm linh thạch. Mối hàng này rất lớn, những thứ hắn muốn đều là linh dược vô cùng chân quý. Giang tả cao mày, thêm cả tiền hiện có trên người hắn cũng không có nhiều như vậy. Lần này, hắn muốn luyện chế một lọ linh dược có tác dụng tương tự tố tạo đan, đương nhiên hiệu quả kém hơn nhiều. Nhưng có nó, chắc chắn sẽ không để chuyện như lần trước xảy ra. Khiến Tô Kỳ lo lắng sợ hãi tới bật khóc. Hắn có thể dùng vào lúc mấu chốt nhất, sau đó có thể phục hồi nhanh chóng. Dược này, ít nhất phải đáng giá hai viên cửu phẩm linh thạch. Phần còn lại đương nhiên dùng để thăng cấp lên tam giai, về mặt lý thuyết thì chắc sẽ đủ. Có điều, thiếu tiền làm hắn bất lực, xem ra chỉ có thể giảm bớt tác dụng của thuốc, có lẽ vấn đề cũng không lớn lắm. Lúc này Tiêu Tiểu Mặc nói, "Phá hiểu đại lão, cha của Sơ Thanh vẫn chưa cảm ơn anh, nếu anh không cần gì, hãy để ông ấy giúp anh bổ sung nốt số linh thạch còn thiếu đi." Không đợi Giang Tả từ chối, Tiêu Tiểu Mặc lập tức yêu cầu Lục Nguyệt thuyết đặt hàng. Cha của Sơ Thanh đương nhiên cũng lấy linh thạch ra giúp Giang Tả thanh toán tuy rằng cửu phẩm linh thạch rất quý nhưng đây là việc cần làm nếu đã vậy giang tả cũng không định nói gì thêm chỉ bảo với sơ tình đưa hoang thạch cho tôi sơ tình có chút luyến tiếc nhưng vẫn làm theo ý của tiêu tiểu mặc ngoan ngoãn đưa qua giang tả lấy được hoang thạch bèn sử dụng một tia tiên thiên khí khắc một ấn ký lên trên đó một ấn ký mà bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được sau đó trả lại hoang thạch cho sơ tình đem đi rèn chỉ cần hoàn thành dù có tạo ra một viên đá cũng có thể sinh ra linh trí sơ cấp. Nghe thấy lời này của Giang Tả, cha của Sơ Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Nếu đây là sự thật, thì khả năng rèn đúc của phá hiểu tuyệt đối đạt tới trình độ siêu thần. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao tiểu mặc lại ân cần như vậy, chỗ tốt này thậm chí hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nếu cửu phẩm có thể mua được khí linh, vô số người sẽ đổ xô đến. Có rất nhiều cửu phẩm, hầu như ai đạt tới ngũ dai cũng đủ khả năng để thu thập nó nhưng khí linh pháp bảo khó hơn, cái này còn phải dựa vào thời gian tích lũy. Tu vi càng cao mới càng có khả năng sinh ra. Nếu không, tại sao một viên hoang thạch lại quý giá như vậy? Hơn nữa hoang thạch vẫn có xác suất nhất định, hơn nữa xác suất còn rất thấp. Bây giờ nó đã trở thành 100%, giá cả có thể gấp hàng trăm lần. Cho nên hắn vẫn không thể hiểu nổi, người này kiếm tiền không phải dễ dàng sao. Tới giữa buổi trưa, Giang tả đã lấy dược liệu. Một lúc sau liền rời đi, những người khác tự nhiên cũng trở về nhà của mình tất cả đều lấy được rất nhiều pháp bảo đương nhiên phải chuyển đi họ đã nhất trí sẽ không can thiệp lẫn nhau hơn nữa không thể hạ giá bán đồ sau khi đạt được đồng thuận ai nấy đều tự mở con đường phát tài của mình xích huyết đồng tử nhanh trí không chịu về nhà muốn hành động trước rồi mới về nếu không về nhà liền sẽ không còn gì nữa mặc ngôn cũng không đi cô định liên hệ với ma tu tập đoàn thiên hòa ở gần đây xung quanh nhất định có rất nhiều ma tu dù sao trong tập đoàn Thiên Hòa cũng có ma tu. Lục Nguyệt Tuyết trực tiếp trở lại môn phái, dễ dàng bán cho đồng môn. Biên Hải Đao khách quen biết không ít người, cũng liên hệ với một số bạn tốt của bản thân. Mà Liễu Y là lợi hại nhất, trực tiếp gọi điện thoại cho một nhóm người tới tìm mình, sau đó bán pháp bảo. Ai dám ra giá với cô, ghi hết vào trong sổ. Những người nhận được tin tức liền đen mặt, đại tiểu thư có đến mức phải vậy không? Cô có thiếu tiền sao? Liễu Y liền lấy mỹ danh đang tự lực cánh sinh, truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tuy nhiên tất cả những gì bọn họ bán là cổ vật chân chính từ viễn cổ chiến trường chưa kể những thứ khác tóm lại sẽ không thiệt viễn cổ pháp bảo có một số thứ luôn khác biệt tác dụng của chúng cũng đặc biệt một đạo sĩ trung niên tình cờ đi ngang qua thấy cảnh tượng này liền xạ mặt lại mọi người bây giờ làm sao thế sao ai nấy đều đi cướp việc của hắn vậy đạo sĩ tính toán một chút cuối cùng thở dài, là duyên hay là nghiệt đây, đại gia nhà hắn. Sau khi Giang Tả rời đi, liền trực tiếp trở về nhà, hắn cần phải luyện dược. Hơn nữa TV mới nên được lắp đặt. Cũng may là trước kia hắn từng lắp, lần này lắp cái mới cũng không có áp lực hay vấn đề gì. Sau đó, Giang Tả mở TV lên thử, thấy không có vấn đề gì liền tắt đi. Về phần chiếc TV cũ, trước cứ để trong không gian chữ vật đã. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Tả định đi ra ngoài ban công cho Hồng Thự ăn nhưng khi hắn bước ra ban công mới nhớ mấy đứa đó còn đang bị nướng giang tả đứng trên ban công nhìn một đống pháp bảo sau đó hắn nghe thử một chút phát hiện không có âm thanh nào phát ra cuối cùng hắn lắc đầu vậy chờ chín rồi nói sau hôm nay kiếm thập tam từ bên ngoài trở về sau khi độ kiếp hắn đã dành một khoảng thời gian để điều tức bây giờ về cơ bản không có vấn đề gì lớn hiện tại hắn đã đường đường chính chính là một cao thủ bát giai vấn đạo thực sự sau khi đạt tới bát giai hắn định nói ngay với sư muội của mình tuy nhiên hôm nay khi hắn đến nơi ở của nguyệt tịch huyền vũ lại nói nguyệt tịch bị hắn chọc tức nên đã bế quan kiếm thập tam hoàn toàn không hiểu ta không chọc tức sư muội vì sao sư muội lại giận ta kiếm thập tam thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra hắn nghĩ có thể là huyền vũ đã hiểu nhầm dù gì thì huyền vũ vẫn còn nhỏ huyền vũ thề son sắt nói nhất định là thật lúc đó lão thất rất tức giận kiếm thập tam hỏi vậy lúc đó sư muội nói gì huyền vũ suy nghĩ một chút rồi đáp hình như là nói sư huynh mà tới nói cho hắn biết ta bế quan kiếm thập tam khó hiểu cái này không phải là một câu nói trong lúc tức giận mà nhỉ chẳng lẽ là sư muội thật sự bế quan có thể do lúc đó quá vội cho nên ngươi hiểu lầm rồi huyền vũ có chút không xác định được hỏi có phải thế thật không kiếm thập tam gật đầu chắc chắn là thế dù sao ta không chọc tức sư muội cũng không có chuyện gì xảy ra nếu thật sự chọc tức sư muội cô ấy nhất định sẽ nhờ ngươi nói với ta rằng không muốn gặp ta huyền vũ chợt hiểu ra xem ra là vậy thế lão thất thật sự bế quan vậy ta càng phải trông coi kiếm thập tam do dự một chút sau đó nói vừa nãy ta thấy ngươi đang âm thầm tu luyện cũng sắp đột phá hay là để ta tới đây canh giữ cho sư muội đừng lo lắng tu vi của ta đã là bát giai vấn đạo nhất định sẽ bảo vệ được sư muội đối với kiếm thập tam huyền vũ vẫn có thể tin tưởng được người này đối với lão thất vẫn rất tốt nhất định sẽ không làm hại lão thất huyền vũ nói vậy ta về nhé nhưng nếu như lão thất xảy ra chuyện, ta sẽ không cho ngươi bảo vệ lão thất nữa đâu." Kiếm Thập Tam gật đầu. Sau đó, Huyền Vũ bò lên trời. Nhìn thấy Huyền Vũ bò đi, Kiếm Thập Tam không nói gì mà lặng lặng đứng bên ngoài. Nguyệt Tịch ở bên trong tỏ vẻ bất lực, tiểu tỷ tỷ nhà cô sớm muộn gì cũng bị bán đi, lúc bán đi có khi còn giúp người khác đếm tiền. Nhưng nhìn Kiếm Thập Tam đang canh gác bên ngoài, Nguyệt Tịch lại mỉm cười. Đã quyết định rồi, sẽ gửi hắn đi vào ngày mai. Thánh nữ sư tỷ, em vừa kiểm tra và phát hiện ra một điều. Vị trí kiếm tu nhất mạch gần một điểm được ghi chép trong văn thư của thánh địa. Tuyết Ngọc cầm cuốn sách nói. Thanh Liên cầm bản đồ, cao mày, nhưng vị trí vẫn chưa rõ, chỉ có thể nói nó ở quanh đó. Tô Kỳ tò mò hỏi, đại khái là nơi nào? Tĩnh Nguyệt nói, hắc ám chi địa, chi nguyên, nguyền rủa chi sơ. Tô Kỳ không hiểu. Tĩnh Nguyệt buông tay, chị cũng không hiểu, nhưng vừa nghe đã thấy không phải là nơi tốt đến lúc đó tiện đường nhìn xem nếu không mở ra vậy sẽ không có gì nói tới đây tĩnh nguyệt lại im lặng một hồi mới nói chị có ý kiến lần này tất cả chúng ta cùng đi vừa lịch lãm vừa kiểm tra kết quả y nhược đột ngột hỏi nếu nhóm chúng ta bị tiêu diệt toàn bộ thì sao tất cả mọi người nếu đi như trước đại khái chỉ chết một hoặc hai nhưng nếu diệt toàn bộ như vậy sẽ không còn có thánh nữ dự khuyết tĩnh nguyệt nói không phải còn có một vị thứ bảy sao chỉ cần có thánh nữ thay thế vấn đề không lớn sau đó tĩnh nguyệt liếc nhìn tô kỳ nói hơn nữa không có khả năng cả nhóm bị tiêu diệt những thứ trên người tô kỳ không phải bình thường muốn diệt toàn bộ là điều cực kỳ khó khăn lúc này giang tả đã dành cả buổi chiều để luyện ra không ít thứ gần như tất cả đều dùng để tăng cường tu vi sau khi hoàn thành những thứ này hắn lại dùng cả đêm để luyện chế linh dịch khôi phục linh dịch luyện xong cô lại chỉ còn một giọt chỉ một giọt này cũng đủ cho giang tả nhanh chóng hồi phục chỉ mong không cần sử dụng nó sớm như vậy sau đó giang tả định đi nghỉ ngơi chờ ngày mai trời sáng sẽ tìm một nơi thích hợp bế quan ở nhà không được chỉ sợ hỏa nguyên tố đại quân sẽ đốt trụi nhà hắn mất nhà đốt trụi rồi giang tả hắn cũng phải tiêu theo nhưng mà giang tả đang suy nghĩ ngày mai có nên gọi điện thoại cho tô kỳ hay không hắn sợ nhất là tô kỳ đột nhiên gọi điện cho mình nghĩ một lúc giang tả cảm thấy thua quên đi ngày tiếp theo giang tả từ trong giấc ngủ tỉnh dậy hắn thu dọn rồi đi thẳng ra ngoài trên ban công, đoạn kiều nhìn Giang Tả đi ra ngoài, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Xong rồi, thực sự xong rồi, các tiểu đệ của nó sắp chết. Đã hai đêm rồi, bây giờ còn có thể lâu hơn, cho dù bọn chúng có đặc biệt đế mấy, nhất định cũng phải gục ngã ở bên trong. Về chuyện hồng thự, Giang Tả đã quên từ lâu, bây giờ hắn chỉ muốn thăng cấp. Hắn rời Giang Thành, sau đó ngoài ý muốn tìm thấy trận pháp tự nhiên trong một sơn cốc. Giang Tả thêm một số trận pháp vào sơn cốc, đảm bảo an tâm bế quan ở trong. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Giang Tả liền vẽ trận pháp phụ trợ, lên kế hoạch bắt đầu tu luyện. Lần này hắn không chỉ muốn vượt đột phá 2.4, nếu có đủ thời gian, hắn muốn một đường đột phá đến 3.1. Nhưng Giang Tả đang định nhắm mắt lại, điện thoại lại đột nhiên văng lên. Giang Tả, hắn sắp bế quan, bây giờ không ai có thể liên lạc với hắn, ngoại trừ Tô Kỳ. Cho nên sáng sớm như này, Tô Kỳ đã gọi điện thoại cho hắn. Bất lực, Giang Tả chỉ có thể nghe điện thoại. Câu đầu tiên của Tô Kỳ là, anh có nhớ em không? Có mơ thấy em không? Giang Tả nói, "Có nhớ. Em cũng nhớ anh, nhưng còn lâu lắm em mới trở về được." Nói đến chuyện trở về, tâm trạng cô liền không vui. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Giang Tả hỏi. Sư tỷ chuẩn bị đưa mọi người tới Kiếm Tu Nhất Mạch, "Ừm, Kiếm Tu Nhất Mạch là một môn phái, nói là có hoạt động của môn phái, hơn nữa vừa vặn gần đó có một nơi liên quan đến thánh địa. Tất cả chúng em đều phải đi, cho nên em phải ở lại thêm vài ngày." Tô Kỳ đặc biệt giải thích giang tả gật đầu sau đó nói vậy thì em nhớ cẩn thận chỉ thế thôi bằng không thì sao bây giờ em bỗng phát hiện ra ước gì tối nay em có thể trở về tô kỳ nói giang tả không muốn nói chuyện giờ hắn có chút bận rộn đương nhiên cũng hy vọng tô kỳ trở về muộn một chút ngay sau đó tô kỳ lại nói không được anh phải đi cùng em giang tả nhíu mày tại sao anh chỉ là người thường nghe nói sư bá đã trở lại em sẽ bảo sư bá đi cùng anh tô kỳ nói giang tả hắn không phải là siêu cấp cao thủ sao em mời được tô kỳ nói về lý thuyết thì không nhưng em có thể nhờ sư phụ mời giúp hơn nữa sư tỷ đưa tất cả mọi người đi loại chuyện này rất nguy hiểm ui không được thôi hay là quên đi sao vậy giang tả tò mò anh sẽ không vui tô kỳ nói giang tả bất lực nếu chỉ có hai người tô kỳ sẽ không quan tâm giang tả cao hứng hay không hai vợ chồng ở riêng với nhau thì không có gì phải khó chịu nhưng kiếm thập tam dù gì cũng là một cao thủ thực sự còn giang tả chỉ là một người bình thường buộc giang tả phải ở bên cạnh kiếm thập tam nghĩ kiểu gì cũng thấy giang tả sẽ không vui vẻ cho nên tô kỳ từ bỏ ý định để giang tả đi cùng mình cuối cùng tô kỳ nói em nhớ anh muốn ôm anh giang tả thở dài em đi thử xem sao mời được thì anh sẽ đi cùng không không muốn để anh phải tủi thân đâu giang tả cười bất lực sau đó tô kỳ lại yêu cầu giang tả phải nhớ mình rồi vội vã đi luôn giang tả cảm thấy rất bất đắc dĩ cuối cùng vẫn gọi cho kiếm thập tam điện thoại kết nối rất nhanh nhưng đối diện không có tiếng đáp lại giang tả là tôi giang tả lúc này phía đối diện mới có tiếng nói hóa ra là tiểu hữu sao vậy chờ chút nữa tô kỳ có thể sẽ đi tìm gì nhỏ để nhờ anh hỗ trợ hộ tống họ tới kiếm tu nhất mạch tới lúc ấy anh qua đón tôi đưa tôi đi cùng giang tả nói kiếm thập tam tò mò tại sao tiểu hữu lại muốn vậy đi gặp Tô Kỳ, để cô ấy vui vẻ chút. Tôi hiểu rồi, nhân tiện, sư muội tôi đang bế quan. Tôi đang ở bên ngoài nơi ở của cô ấy, nhưng việc canh gác như thế này sẽ không làm cho sư muội tức giận đúng không? Kiếm thập tam bỗng đột ngột hỏi. Giang tả sững sờ, sau đó hỏi, tôi nhớ chỗ ở của dì nhỏ cũng giống với của Tô Kỳ. Anh cho rằng nơi đó thích hợp cho cao thủ lục giai bế quan sao? Kiếm thập tam sững sờ, sau đó nói, không thích hợp. Cho nên, dì nhỏ vốn dĩ không hề bế quan, giang tả nói kiếm thập tam có chút lạnh trong lòng vậy tôi ngang nhiên đứng ở chỗ này sẽ không bị ghét bỏ chứ kiếm thập tam từ nhỏ đến lớn đều vô cùng thận trọng trước kia khi ở bên hồ nhìn lén nguyệt tịch chỉ sợ bị phát hiện cũng may bà chỉ quay đầu nhìn lại một lần nhỡ bà phát hiện ra không cho hắn xem liền tiêu lúc biết nguyệt tịch thường xuyên xuất hiện ở hồ thánh thú hắn thường gác lại việc tu luyện của mình trong khoảng thời gian ấy sau đó đến nhìn nguyệt tịch mấy trăm năm đều là như vậy kiếm thập tam rất quan tâm đến nguyệt tịch và cũng rất sợ nguyệt tịch hồi trước hắn có nói với người bạn tốt bán đậu hũ về chuyện này nhân tiện hỏi hắn làm thế nào để gần gũi với sư muội mình câu trả lời là trở nên mạnh mẽ hơn cho nên hắn một mực muốn trở nên mạnh mẽ hơn một mực đứng sau nguyệt tịch mãi đến thất giai hắn mới hoàn toàn xuất hiện trước mặt bà nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng nói được vài câu tất nhiên việc đứng sau bí mật nhìn nguyệt tịch cũng khiến hắn cảm thấy thuận tiện bây giờ trắng trợn đứng ở đây không khỏi khiến hắn có chút bất an lúc này giang tả mới đáp không to tát như anh nghĩ đâu có điều anh đã chọc tức gì nhỏ như thế nào kiếm thập tam lập tức nói tôi không có chọc tức sư muội tôi vừa mới trở về thôi giang tả nói không chọc tức gì sao gì lại không chịu gặp anh sư muội chỉ nói cần bế quan còn đặc biệt dặn huyền vũ nói với tôi như thế chỉ mặt đặt tên gần như là vậy giang tả bất lực đây không phải là muốn để anh biết cô ấy không muốn gặp anh sao nếu là người khác tới tiểu ô quy sẽ không cần nói gì nhỏ đang bế quan kiếm thập tam ngạc nhiên vậy sao giang tả hẳn là kiếm thập tam thế giờ tôi phải làm sao giang tả suy nghĩ một chút rồi nói tốt hơn hết vẫn nên gặp mặt kiếm thập tam khổ sở đáp nhưng sư muội không ra ngoài thế này đi anh nghĩ ra một chuyện ngoài ý muốn nào đó vừa hay dẫn gì nhỏ đi ra ngoài hồi xưa những lúc tô kỳ không chịu gặp tôi thường hay nghĩ vậy nếu bây giờ mà bất ngờ có động đất tô kỳ sẽ sợ hãi trực tiếp chạy ra ngoài giang tả đưa ra ý tưởng kiếm thập tam nghe vậy hơi bối rối cuối cùng nói không thì tiểu hữu giúp tôi nghĩ ra cách nào đó đi tôi không giỏi chuyện này lắm giang tả gật đầu tôi sẽ nỗ lực nhưng nếu không được anh có thể tiếp tục chờ sau khi cúp điện thoại kiếm thập tam đứng đó có chút bất an lúc đầu hắn vẫn còn có chút ngang ngược nhưng giờ thì hết rồi lâu lâu lại nhìn vào phòng của nguyệt tịch nguyệt tịch ở bên trong tò mò nhìn kiếm thập tam Vừa rồi huynh ấy gọi cho ai, khí thế tự nhiên thay đổi. Mới nãy vẫn còn tự hào canh cửa mà giờ đã như đứa trẻ mắc sai lầm. Nguyệt Tịch nhìn Kiếm Thập Tam bên ngoài, hóa ra cũng biết mình hiểu sai. Kiếm Thập Tam rất ít nói chuyện với mọi người, thật, ra người rút kiếm thường khá độc đoán, muốn hắn nhận sai vô cùng khó. Nhưng Nguyệt Tịch không định ra ngoài, muốn đợi bao lâu thì đợi, còn hơn đi ra ngoài mấy trăm năm mà không trở lại. Khi Nguyệt Tịch nhớ đến Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh liền thực sự xuất hiện. Sư phụ, sư phụ, mau cứu con. Giọng nói của tĩnh nguyệt đột nhiên vang lên. Sư phụ còn có con nữa. Giọng nói của Tô Kỳ cũng chuyển đến. Theo sau còn có cả một luồng khí tức như cuồng phong, vô cùng khổng lồ, không phải thứ tam giai như đám tĩnh nguyệt có thể so sánh. Nguyệt tịch giật mình, nhanh chóng đi ra ngoài, khi vừa bước ra, đã phát hiện tĩnh nguyệt và Tô Kỳ đã tiếp đất an toàn. Luồng khí tức kia cũng biến mất. Không cần nghĩ cũng biết, sư huynh của bà đã ra tay uổng công bà đặc biệt chạy ra ngoài, lo lắng vô ích. Bà bỗng muốn giết tĩnh nguyệt và cửu tịch. Sau đó bà lạnh lùng nhìn hai học trò xui xẻo, nói, hai đứa có chuyện gì đây? Tĩnh nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, dáng vẻ như không biết chuyện gì, cuối cùng nói, hẳn là do thời tiết xấu, đường trơn. Tô Kỳ gật đầu, sư tỷ nói đúng đấy ạ. Bốp, bốp. Không bao lâu, Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ lặng lẽ đứng sang một góc. Chán của hai người đều ửng đỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio gần đây con có một cây thương cho nên muốn ngự thương phi hành thử xem nhưng con phát hiện một người không thể ngự được nó tĩnh nguyệt nói sau đó tô kỳ nói tiếp nên con đi cùng sư tỷ vốn dĩ không sao nhưng đột nhiên con mất kiểm soát cuối cùng thành như vậy nguyệt tịch đó là lý do cô luôn cảm thấy hai học trò này thiếu dạy dỗ ma khí của người khác có thể nói ngự là ngự sao còn là một pháp bỏ mạnh mẽ như vậy từ khí tức vừa rồi nguyệt tịch liền biết nó không phải là ma khí bình thường lúc này kiếm thập tam đang ngự thương trên bầu trời trong lòng đầy thán phục giang tiểu hữu quả nhiên có năng lực nói có thể nghĩ cách đưa sư muội hắn ra liền đưa được thật khó trách theo đuổi được thánh nữ là người có năng lực thực sự nhưng theo đuổi thánh nữ cũng như này sao kiếm thập tam không hiểu lắm loại chuyện này đối với hắn còn khó hơn là ngộ đạo đặc biệt là hắn không thể đoán được sư muội mình nghĩ gì kiếm thập tam tiếp đất sau đó đưa thương cho nguyệt tịch nguyệt tịch cầm thương và nói với kiếm thập tam cảm ơn sư huynh Kiếm thập tam không nói gì, cất tiếng chỉ sợ lắp bắp. Nguyệt tịch cao mày cầm thương, cô phát hiện cây thương này mạnh hơn cô nghĩ, mấy đứa lấy ma khí này ở đâu ra. Tĩnh Nguyệt thì thào, là nam thánh nữ dự khuyết kia đưa vào phong ấn, có người để lại nó cho thánh nữ. Kiếm thập tam sững sờ, nam thánh nữ dự khuyết. Khi nào thì thánh nữ dự khuyết là nam, nhưng hắn cũng không hỏi quá nhiều, đây là bí mật thuộc về thánh nữ, không tiện biết. Nguyệt tịch kinh ngạc, con biết hắn là ai, hoặc có thể liên hệ với hắn, tĩnh nguyệt lắc đầu quyền hạn người kia cao như vậy có thể biết được hắn trừ phi do chính hắn chủ động lúc này tĩnh nguyệt lại nói sư phụ thật ra chúng con đến đây để thương lượng với người một chuyện sau đó tĩnh nguyệt nói ra ý tưởng của mình rồi cô nhìn kiếm thập tam tiếp đó nói với nguyệt tịch con có thể mượn sư bá một lúc được không nguyệt tịch chuyện này hỏi bà làm gì cuối cùng nguyệt tịch vẫn quay đầu nhìn kiếm thập tam sư huynh gần đây có rảnh không kiếm thập tam gật đầu ý là mình đã tự do Nguyệt Tịch lại nói, "Vậy sư huynh có thể tạm thời giúp muội trông coi vài đồ đệ được không?" Kiếm Thập Tam vẫn gật đầu, bày tỏ không có vấn đề. Lúc này, Nguyệt Tịch nhìn Kiếm Thập Tam, sư huynh bị thương nặng không thể nói chuyện. Kiếm Thập Tam ngay lập tức nói, "Không, không, vậy làm phiền sư huynh, nếu không có chuyện gì, sư muội liền trở về phòng." Sau đó, Nguyệt Tịch liền trở về, nhưng chưa đi được mấy bước đã quay đầu nhìn về phía Kiếm Thập Tam, nghe nói sư huynh nhờ người mang về thịt vịnh tê, là muốn cho muội ăn sao? Kiếm Thập Tam gật đầu, "Sư, sư muội, muội không thích sao?" Nguyệt Tịch lắc đầu, nói, "Không, chỉ mong lần sau sư huynh sẽ đích thân mang tới. Muội sẽ không ăn đồ do người khác giao." Kiếm Thập Tam thực sự không hiểu ý của Nguyệt Tịch, nhưng hắn không còn cơ hội hỏi, vì Nguyệt Tịch đã đóng cửa rồi. Tĩnh Nguyệt ở một bên nói, "Sư bá, ý của sư phụ rất rõ ràng, chỉ muốn người." Chưa kịp nói xong, một phát thương đã đập thẳng vào trán Tĩnh Nguyệt, muốn tránh cũng đã muộn. Ầm một tiếng, Tĩnh Nguyệt ngã xuống đất ban đầu còn co giật hai cái trên mặt đất, sau đó liền bất động. Tô Kỳ sợ chết khiếp, kéo Tĩnh Nguyệt, cảnh giác nhìn vào phòng Nguyệt Tịch, sau khi kéo giãn một khoảng cách nhất định mới cõng Tĩnh Nguyệt trên lưng, nhanh chóng chạy trốn. Kiếm thập tam đặc biệt bất lực, xem ra hắn chỉ có thể hỏi Giang Tả. Suy cho cùng, Giang Tả cũng là người từng trải, còn có kinh nghiệm thành công, trên đời này chỉ có một mình hắn, nhận được cuộc gọi từ kiếm thập tam, Giang Tả có chút sừng sốt. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, chắc là muốn anh tự mình nấu, trước kia tôi cũng từng nấu ăn rồi chính lúc đó tôi đã thầm quyết định tư cách ở nhà của mình không thể dính tới việc nấu ăn kiếm thập tam khó hiểu nhưng tôi và sư muội đều là người tu chân không tệ đâu cần ăn gì dù sao nếu anh tự mình xuống bếp sau đó tự tay phục vụ cho gì nhỏ bà ấy nhất định sẽ rất vui vẻ giang tả nói kiếm thập tam khổ sở nói nhưng tôi không biết vậy thì học anh là bát giai vấn đạo trên đời này hiếm thấy còn có có thứ mình không học được giang tả thẳng thắn nói chỉ không bảo rằng không thể học được bởi vì hắn cũng không thể học cuối cùng kiếm thập tam chỉ có thể nói vậy tôi sẽ cố gắng hết sức mà này tiểu hữu còn nhiều thịt không anh đến chỗ ông chủ quán đậu phụ chỗ hắn còn có rất nhiều sau đó giang tả nói thêm vài câu rồi cúp máy hắn muốn nâng cao tu vi của mình không muốn kiếm thập tam làm phiền sau khi chuẩn bị xong đồ giang tả liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện lúc này linh dịch trên trận pháp phụ trợ bắt đầu xông vào thân thể giang tả không ngừng cuồn cuộn bốc lên trên người hắn tiên thiên khí chỉ còn lại một cái nhưng có chiến linh bia ở bên cạnh bổ sung tốc độ tăng trưởng của tu vi cũng không tính là quá chậm hơn nữa trời đêm nay kết thúc tiên thiên khí rất có thể sẽ trực tiếp bổ sung đó chính là lúc hắn dốc hết sức lực để chạy nước rút nếu có đủ thời gian hắn muốn bứt phá lên tam giai chỉ trong một lần hắn muốn loại bỏ tạp niệm tập trung thăng cấp thăng cấp bằng tất cả lực lượng trong lúc này hỏa nguyên tố tiểu đệ cũng bắt đầu đề phòng bọn nó biết không bao lâu nữa hỏa nguyên tố đại quân sẽ kéo tới. Lần này nhất định không thể giống lần trước, bọn họ phải có những cống hiến rõ ràng cho đại ca. Thủy nguyên tố tiểu muội cũng đã sẵn sàng. Ban đêm, sơn cốc nơi Giang Tả tọa lạc tình cờ gặp trăng tròn, ánh trăng chiếu sáng, tạo thêm một phần trợ lực cho trận pháp của Giang Tả. Dưới đáy sơn cốc tỏa ra bạch quang chói lòa, đó là nhật nguyệt tinh hoa bị tồn động ở nơi đây bấy lâu. Sau khi bạch quang sáng lên, sức mạnh của ngọn lửa ở chỗ sâu cũng bùng phát. Giang Tả kinh ngạc mở mắt, lông mày cao lại, nhật nguyệt tinh hoa xuất hiện lúc này là muốn giúp hắn khôi phục tiên thiên nhị khí sớm sao? Giang Tả chưa kịp suy nghĩ xong, tiên thiên nhị khí của hắn đã bắt đầu hồi phục. Lần này không phải do nó hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa hay ngũ hành chi lực mà được hồi phục bởi chính bản thân, cho nên không có tác dụng phụ. Nhưng chân mày của Giang Tả càng nhíu chặt hơn. Những thứ này đối với hắn mà nói, không thua kém một món mang kim trúc thuộc tính. Ngay khi Giang Tả nghĩ vậy, một tảng đá từ trong sơn cốc rơi xuống. Sau đó nó tách ra một khối tinh thạch xuất hiện trước mắt giang tả kim diệu thạch phẩm chất cao tới ngoài sức tưởng tượng nó quá đủ để bổ sung kim lực giang tả có thể xác nhận rằng viên đá này không có bất kỳ sức mạnh bổ sung nào nó chỉ tự mình rơi xuống tự mình nứt ra đã xảy ra chuyện gì tại sao vận may lại đột nhiên bùng nổ giang tả kinh ngạc hắn vừa muốn bỏ qua tất cả tập trung thăng cấp lại xảy ra chuyện đột ngột này nhưng nếu đồ đã giao đến tận cửa tự nhiên không việc gì phải buông tha Hắn lập tức lấy đồ từ trên người ra, một bên tấn thăng, một bên ngưng tụ tiên thiên tam khí, khi vận may của Giang Tả bùng nổ, Tô Kỳ cũng cảm thấy như thể bản thân đã đột phá một tấm màn ngăn nào đó. Dường như cô có thể nhận thức được thế giới, mọi nghi vấn trong tu luyện đều có thể được giải quyết và thậm chí có thể ngay lập tức bước vào trạng thái ngộ đạo. Tĩnh Nguyệt ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Tô Kỳ, phát hiện Tô Kỳ đã nhắm mắt luyện công. Một cảm giác vô cùng khác lạ xuất hiện trên người Tô Kỳ, cứ như thể cô đang cộng hưởng với thiên địa. Tuy nhiên, ngay khi tĩnh nguyệt định quan sát Tô Kỳ, một luồn cảm ngộ khổng lồ bỗng bao trùm lấy cô. Trong tích tắc, tĩnh nguyệt cũng theo đó rơi vào trạng thái ngộ đạo. Cảm giác này quá tệ, thậm chí có chút đáng sợ. Tĩnh nguyệt không hề do dự, trực tiếp cắn đầu lưỡi, ép bản thân tỉnh lại. Cơ hội ngộ đạo vô cùng hiếm, nhưng cô không quan tâm, cô cảm thấy mình không thể không đánh thức Tô Kỳ. Đây là suy nghĩ chỉ vừa chợt nảy ra trong đầu tĩnh nguyệt. Mặc dù trước đó có nhiều chuyện không hợp lẽ thường đã xảy ra, nhưng lần này cô chọn cách đồng ý với suy nghĩ này tĩnh nguyệt vừa tỉnh dậy lập tức muốn đánh thức tô kỳ cách đơn giản và thô bạo nhất đương nhiên là động thủ luôn không chút do dự tĩnh nguyệt trực tiếp muốn đấm tô kỳ một cái có điều khi nắm đấm của tĩnh nguyệt chuẩn bị đánh lên người tô kỳ hiệu ứng cảm ngộ đột ngột tràn ngập khiến cho tô kỳ chặn đòn tấn công của tĩnh nguyệt tĩnh nguyệt choáng váng chuyện này quá quỷ dị quá trùng hợp lúc này cô bỗng hiểu ra điều gì đó tĩnh nguyệt lập tức liên lạc với sư phụ trước Mặc dù tình hình của Tô Kỳ có vẻ là chuyện tốt, nhưng cô cảm thấy nó sẽ không phải như bề ngoài, sau khi lấy hết mọi thứ ra, Giang Tả, người sắp sinh ra Tiên Thiên Tam Khí, bỗng đột ngột mở mắt, thậm chí không thèm quan tâm đến công pháp đang vận chuyển trên người. Hắn cảm thấy đặc biệt tồi tệ, giống như khi vừa quen biết Tô Kỳ, sợ rằng cô sẽ đổi vị trí, đi học lớp khác, cảm giác như muốn nổ tung. Phụt Giang Tả phun ra máu, hắn lập tức ngừng việc tu luyện, hoàn toàn mặc kệ việc mình có bị thương hay không hắn cần gọi cho tô kỳ hắn cần nghe giọng nói của cô cần xác nhận rằng những điều vừa nãy chỉ là ảo giác cho nên giang tả rời khỏi sơn cốc bỏ qua tất cả những gì may mắn mang lại những thứ này đối với hắn không quá quan trọng ở trước mặt tô kỳ hoàn toàn không có gì đáng nói thậm chí việc hắn bị trọng thương cũng không có gì để nhắc tới giang tả nhanh chóng tìm được một nơi yên tĩnh liền lấy điện thoại di động ra gọi cho tô kỳ nhưng chưa kịp gọi hắn đã kinh ngạc nhận ra nơi đây không có tín hiệu giang tả liếc nhìn sơn cốc phát hiện rằng năng lượng bất thường ở đây đang làm sai lệch tín hiệu chuyện này vô cùng ít thấy giang tả không chút do dự nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi trong sơn cốc hắn tiếp tục gọi điện cho tô kỳ muốn điện thoại kết nối muốn tô kỳ bắt máy mà lúc này bên phía tĩnh nguyệt kiếm thập tam và nguyệt tịch đều chạy đến lúc nhìn thấy tô kỳ kiếm thập tam kinh ngạc nói thiên địa ngộ đạo nguyệt tịch hỏi ý là gì kiếm thập tam nó chính là ôi sư phụ người mau tránh sang một bên tĩnh nguyệt trực tiếp đẩy nguyệt tịch ra. Sau đó cô hỏi kiếm thập tam, sư bá, cứ nói cho con biết, đừng để ý tới sư phụ. Kiếm thập tam gật đầu, thiên địa ngộ đạo, đơn giản chính là bắt đầu hiểu rõ thiên địa, sau đó mới cố gắng nhập đạo. Nhưng loại tình huống này thường xảy ra ở thất giai hoặc lục giai, như cửu tịch, thực sự rất hiếm thấy. Nếu mọi việc suôn sẻ, không đến trăm năm, con bé sẽ có thể nhập đạo, trở thành cường giả nhập đạo chân chính. Một trăm năm bước vào thất giai nhập đạo, đây mới là yêu nghiệt thực sự mặc dù kiếm thập tam rất mạnh, nhưng thời gian nhập đạo cũng lâu hơn 100 năm. Huống chi là Nguyệt Tịch và những người khác, Nguyệt Tịch đã tu luyện mấy trăm năm còn chưa tới được thất giai. Bắc Thiên Kiếm Khách là một thiên tài, hơn 1.300 tuổi, còn không phải vẫn chưa thất giai nổi. Cho nên, trăm năm nhập đạo là một chuyện rất đáng sợ. Tĩnh Nguyệt lo lắng, mặc dù nghe có vẻ là việc điều tốt, nhưng nó quá kỳ lạ. Sư muội chưa bao giờ tu luyện, vừa nãy cũng ngộ đạo mà không thể giải thích nổi. Liệu có vấn đề gì không? kiếm thập tam cao mày nhìn hào quang xung quanh cửu tịch nói quả thực có chút khác biệt cứ như sự ngộ đạo này không phải tự mình phát sinh mà là thiên địa đã chủ động khiến con bé ngộ đạo hơn nữa tĩnh nguyệt hỏi hơn nữa cái gì kiếm thập tam lắc đầu ta không thể nhìn rõ kiếm thập tam thật sự không thể nhìn rõ nhưng có một loại cảm giác kỳ quái tĩnh nguyệt cũng không hỏi quá nhiều chỉ nói sư bá có thể đánh thức sư muội được không kiếm thập tam gật đầu được nhưng vô dụng cho dù tỉnh táo con bé vẫn có thể ngộ đạo được tĩnh nguyệt ngạc nhiên sao lại có người đáng sợ như vậy trước kia sư muội cũng không như thế chuyện đó kiếm thập tam không rõ nhưng hắn cũng cảm thấy việc này không ổn muốn gọi cho giang tả bởi vì nhãn giới của giang tả rất cao có lẽ hắn biết điều gì đó ngay khi kiếm thập tam có ý tưởng này tất cả đều nghe thấy chuông điện thoại vang mọi người tò mò nhìn nhau cùng nhận ra là điện thoại của cửu tịch đổ chuông khoảnh khắc điện thoại gieo vang kiếm thập tam liền cảm thấy ngộ đạo kia lập tức bị dập tắt nguyệt tịch và tĩnh nguyệt cũng cảm nhận được điều đó như thể một thứ vô hình đã phá hủy ngộ đạo hơn nữa ngộ đạo còn không thể dãy dụa đấu tranh nổi tô kỳ cũng tỉnh dậy ngay khi tỉnh dậy cô liền thấy điện thoại đổ chuông vừa muốn nhắc máy bỗng kinh ngạc phát hiện trước mặt có ba người đang đứng nguyệt tịch nghe đi tô kỳ nhận điện thoại sau đó thử hỏi con ra ngoài nghe nhé nguyệt tịch gật đầu vẫn là sư phụ tốt nhất tô kỳ cười chạy ra ngoài Nguyệt tịch bất giác nói, chuyện gì vừa xảy ra? Thành thật mà nói, không ai hiểu rõ. Giang tả dựa vào gốc cây, hắn đã liên lạc được. Thật lâu sau, hắn mới nghe thấy tiếng cười khẽ của Tô Kỳ ở phía đối diện. Sao vậy? Nhớ em rồi hả? Giang tả chỉ nhẹ giọng nói thầm, ừm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảm giác biến mất, cái loại cảm giác vô cùng tồi tệ đó cuối cùng cũng biến mất, nghe được tiếng của Tô Kỳ cả trái tim hắn đều được thả lỏng tại sao anh không nói gì tô kỳ từ bên kia hỏi giang tả thì thào anh giang tả vốn dĩ muốn hỏi liệu có phải hắn vừa suýt mất đi tô kỳ hay không nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại không nên nói những điều như vậy mất đi không không ai có thể đoạt được của hắn anh làm sao vậy tô kỳ hỏi cảm giác anh hơi lạ cuối cùng giang tả cười nói vài ngày nữa anh sẽ cho em một bất ngờ tô kỳ khó hiểu nói sẽ không phải là kinh hãi chứ hay anh đã coi trọng mỹ nữ nhà nào rồi giang tả lập tức đen mặt mỗi ngày em đều nghĩ cái chuyện gì vậy tô kỳ tủi thân đáp mỗi ngày đều nghĩ đến anh mà giang tả dù sao thì em cứ đợi đi tô kỳ cười nói có cần vợ anh tắm rửa sạch sẽ chờ đợi không trước mắt giang tả lập tức tối hù lúc sau liền cúp điện thoại trong lúc gọi điện hắn đã lấy thuốc chuẩn bị sẵn từ trước ra dùng bây giờ cơ thể đã gần như hồi phục hôm nay vừa luyện chế xong buổi tối đã phải dùng không biết vận khí của hắn là may hay rủi nữa. Nhưng hắn biết vận may của mình không phải quá tốt. Chỉ vừa định toàn lực tấn công tam giai, đã lập tức hội tụ đủ ngũ hành lực và nhật nguyệt tinh hoa. Nhưng hậu quả ngoài ý muốn khiến hắn không khỏi bất an. Giang tả trở lại sơn cốc một lần nữa, những thứ kia đã biến mất như thể nó chỉ được sinh ra bởi vì ánh trăng tròn. Thời gian cũng không dài, Giang tả trực tiếp từ bỏ. Lúc này, kiếm thập tam gọi điện cho Giang tả. Ba nãy Giang tả đã bỏ chặn. Sau khi nhận điện thoại, Giang Tả nghe thấy giọng nói nghiêm túc của kiếm thập tam, vừa rồi cửu tịch rơi vào trạng thái thiên địa ngộ đạo rất kỳ lạ. Thiên địa ngộ đạo là một chuyện tốt, nhưng kiếm thập tam nói đó là điều kỳ lạ, ở giữa chắc chắn có vấn đề. Giang Tả hỏi, anh phát hiện điều gì? Kiếm thập tam, tiểu hữu đã từng nghe nói qua thất tình lục dục quyết. Giang Tả nhíu mày, ý của anh là. Sau đó, kiếm thập tam nói ra bốn chữ, thái thượng vong tình. Giang Tả sừng sốt, cuối cùng gật đầu, tôi đã biết cuối cùng bọn họ cúp máy thái thượng vong tình trong miệng kiếm thập tam chính là một loại trạng thái và trạng thái này là kết quả của thất tình lục dục quyết nhưng tô kỳ không thực sự tu luyện thất tình lục dục quyết rốt cuộc giang tả thở dài tô kỳ quả thực có rất nhiều vấn đề sau đó giang tả không nghĩ về chuyện này nữa bởi chúng vừa hay thuộc điểm mù kiến thức của hắn nhưng hắn có thể khám phá tìm hiểu và cuối cùng là giải quyết nó ít nhất thì hắn đã biết cách để ngăn điều đó xảy ra Cuối cùng, hắn bắt đầu tu luyện trở lại. Đối với ngũ hành thuộc tính, Giang Tả đã thu hồi băng tinh mộc liên, nhật viêm thạch, hạo nguyệt châu, xuyên tâm mộc, cùng với kim diệu thạch. Lần này cũng không tổn thất mấy. Trưa ngày hôm sau, vô số ngọn lửa và giọt nước xuất hiện xung quanh Giang Tả. Hỏa nguyên tố đại quân đã tới. Lần này quân số đông hơn trước rất nhiều. Số lượng của thủy nguyên tố trực tiếp tăng gấp đôi, tuy rằng không bằng hỏa nguyên tố đại quân, nhưng cũng không thể xem thường hơn nữa từng người một trong số họ đều không chỉ trong trạng thái ban đầu tất cả đều có tay có chân phía giang tả bên này hỏa nguyên tố tiểu đệ khá tốt mỗi người đều mặc trang bị chỉ thiếu nguyên tố hóa ngựa nữa còn thủy nguyên tố tiểu muội thì kém hơn rất nhiều thể lực nhìn chung còn thấp giang tả cũng xuất hiện vào lúc này hỏa nguyên tố thủ lĩnh nhìn giang tả khiêu khích nó đã giao tiếp với người này sớm muộn gì tà giáo cũng phải biết được sự khủng bố của nguyên tố đại quân của nó sẽ càng lúc càng khổng lồ và các đồng minh của nó sẽ càng ngày càng mở rộng tà giáo sẽ bị chi phối bởi các nguyên tố hắn vung đao lên giết tiêu diệt tà giáo hôm nay chúng ta không có đồng minh chiến đấu vì vinh quang của các nguyên tố chiến đấu vì vinh quang của các nguyên tố chiến đấu vì vinh quang của các nguyên tố hỏa nguyên tố tiểu đệ cũng xông lên bảo vệ đại ca tiêu diệt kẻ thù hùng mạnh chiến đấu vì đại ca chiến đấu vì đại ca chiến đấu vì đại ca lúc này giang tả cũng bước ra hắn cần phải để cho hỏa nguyên tố thủ lĩnh có hiểu biết mới về bản thân. Nó sinh ra chỉ để hắn dẫm lên, để hắn đánh. Ngay sau đó hỏa nguyên tố thủ lĩnh đã bị giang tả dẫm lên. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh? Tại sao? Nó đã làm nóng cơ thể, bảo trì phong thái tiêu sái. Tại sao nó vẫn bị dẫm lên? Hay vấn đề là ở phong cách cưỡi ngựa? Trận chiến này diễn ra trong một thời gian dài, từ mờ sáng đến tối, lại từ tối đến rạng sáng. Ngày hôm sau, Giang Tả thành công tiến vào 2.4 lúc này hỏa nguyên tố thủ lĩnh bùng phát lại một lần nữa chạy trốn khỏi giang tả nếu giang tả đã thành công chúng dự định rút lui một cách chiến lược nhưng chưa đi được quá xa chúng đã dừng lại dị đoan lại đến thời kỳ quan trọng đúng vậy giang tả đè nén cả đêm không tấn thăng chính là vì muốn thăng liên tiếp trong nháy mắt bằng không làm sao hắn có thể khiến hỏa nguyên tố thủ lĩnh nghi ngờ cuộc đời nguyên tố chứ hỏa nguyên tố thủ lĩnh tà giáo quá hèn hạ sau đó, hỏa nguyên tố thủ lĩnh lại một lần nữa ổn định đội ngũ, trực tiếp đánh về phía giang tả. Lần này nó vẫy tay để triệu hồi đội quân dự bị ra một lần nữa. Chiến tranh lại tiếp tục nổ ra. Sau đó, hỏa nguyên tố thủ lĩnh lại một lần nữa bị dẫm dưới chân giang tả. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh. Lại một ngày nữa trôi qua, giang tả thăng từ 2.3 lên 2.5. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh cũng bị giang tả ngược đãi. Đáng tiếc nó vẫn không sợ. Quả thực là tinh lực tràn đầy trong khoảng thời gian này giang tả còn nhân tiện dẫm đạp thủy nguyên tố thủ lĩnh điều này thực sự đáng kinh ngạc tuy kém hơn nhiều so với hỏa nguyên tố thủ lĩnh nhưng vẫn là kẻ dẫn đầu một phương có điều lần này giang tả đã để chúng nó đi bởi vì hắn không có biện pháp tiếp tục thăng cấp không phải dược liệu không đủ mà là cơ thể đang bị áp bức quá nhiều cần phải chậm lại trung quy đã mấy ngày không ngủ thân thể nhất định không khỏe lại thức khuya lúc gặp tô kỳ để cô ấy hiểu lầm gì đó sẽ không hay lắm cho nên, Giang Tả ngừng thăng cấp. Tu vi 2.5 là được rồi, cách tam giai cũng không xa. Chỉ cần hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể trực tiếp thử đột phá. Chỉ là thiên kiếp thì có chút phiền phức. Thiên kiếp nhị tiến tam của Tô Kỳ rất dễ dàng, nhưng Giang Tả cảm thấy đối với mình thì khó nói. Hắn chỉ có thể hy vọng rằng thiên kiếp sẽ không gây phiền phức gì. Sau đó, Giang Tả trở về Giang Thành, hắn định đến quán duyên, tuyệt không thể tả, đã lâu không được ăn thịt đa linh khuyển và vịnh tê nhưng thịt vịnh tê có thể phải phiền toái chút giang tả vừa bước vào quán người phục vụ đã mỉm cười nói phá tiên sinh hôm nay ông chủ ở đây anh có cần thông báo không người phục vụ biết phá hiểu không phải người bình thường lại biết lần gần nhất hắn đến đều yêu cầu ông chủ nhà mình nấu cơm cho nên hỏi thẳng giang tả bất lực hắn đã từng gặp người phục vụ này nhưng đối phương luôn gọi hắn là phá tiên sinh chuyện này là bình thường sao có điều giang tả không định tìm hiểu dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô chỉ có thời điểm Tô Kỳ đổi cách gọi tên, Giang Tả mới có thể để ý, nhất là khi cô cất tiếng gọi tiên sinh, thường sau đó sẽ không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả. Sau đó Giang Tả gật đầu, ý bảo đối phương đi thông báo cho Trung Dịch Dương. Giang Tả đi đến vị trí phía sau, ngồi xuống. Người phục vụ đi ra rất nhanh, đến chỗ Giang Tả, lễ phép nói, phá tiên sinh, ông chủ nói phiền anh đợi một lát. Ông chủ còn đặc biệt giải thích rằng nhất định sẽ không để anh chờ đợi uổng công. Đến lúc đó nhất định sẽ khiến anh hài lòng giang tả gật đầu sau đó yên lặng chờ đợi trong lúc chờ hắn lấy điện thoại ra xem trong nhóm có gì không vừa bấm vào đã nhìn thấy một bức ảnh một người toàn thân đầy thương tích là phụ nữ cả người đều mơ hồ gần như không thể nhận ra bất cứ thứ gì ngoại trừ tóc nhưng một số người tu chân là nam giới tóc của họ cũng dài cho nên giang tả không chắc lắm lục nguyệt tuyết tôi tìm thấy một xác chết ở cửa là của nhà ai biên hải đau khách tiên tử tại sao lại đi hỏi người trong nhóm xích huyết đồng tử, bởi vì trăm phần trăm đó là ma tu mặc ngôn, dù sao cũng không phải của nhà chúng ta, lục nguyệt tuyết cứ xử lý đi. Thật sự không tìm được thì chôn luôn. Lục nguyệt tuyết. Lúc này, Giang tả nhìn lại bức ảnh, phát hiện rất có thể đó là mặc ngôn. Cứ nhiên bị đánh thảm như vậy, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng bình thường. Liễu y kiếm tu nhất mạch sắp tỷ thí, mọi người muốn đi xem không? Dù sao tôi cũng phải trở về một chuyến. Biên hải đao khách, Tôi cũng nghe nói, hình như bởi vì ở gần đó có tiểu bí cảnh. Vừa hay để tiểu bối đi mài kiếm. Nhưng mặc dù y tiên tử là người của kiếm tu nhất mạch, lại cũng không phải là kiếm tu, đúng không? Liễu y y gửi y con bất lực, không phải cũng phải đi, dù sao lệnh tử đã ban. Mấy ngày trước phong độ quá tốt, cứ nói thiên tư của tôi là độc nhất vô nhị. Tôi giải thích là mấy lời đó được lan truyền, bởi người khác bọn họ mới không lan truyền với người khác, nếu không phải lo lắng cây cao đón gió, có khi họ còn công khai bốn phía cũng nên. Đến lúc đó, phá hiểu đạo hữu có tính phí bản quyền của tôi không? Lục Nguyệt Tuyết, tôi thì không gặp nhiều khó khăn như thế. Vừa nói ra họ đã biết tôi cũng chỉ đi nghe thôi. Một chút cũng không tưởng là tôi có thiên phú về kiếm tu. Xích huyết đồng tử, biên hải đao khách, tin tức của anh từ đâu đến vậy? Có phải sớm quá hay không? Liễu y y, đúng vậy, chuyện tiểu bí cảnh cũng chỉ có người chúng tôi biết. Sao biên hải đao khách đạo hữu lại nắm được? Biên hải đao khách, tôi nhận ủy thác đến kiếm tu nhất mạch. Nghe nói tỉ thí rất nhiều, cho nên tôi đã đặc biệt hỏi thăm, cho nên phát hiện ra nó. Liễu y, vậy thì trước tiên ở lại chỗ này, sau đó cùng nhau tiến vào bí cảnh nhé. Nghe nói sẽ thu hoạch được không ít, bên trong khá đặc biệt. Lục Nguyệt Tuyết, lần này tôi cũng đi, đã ném mặc ngôn cho sư tỷ tôi rồi, thương tích không nhẹ. Số tiền cô ta kiếm được gần đây có khi cũng mất. Xích huyết đồng tử, tôi cũng có thể đi, hơn nữa tôi cũng là một kiếm tu. Tiêu tiểu mặc gửi y con ngạc nhiên, mặc ngôn tiên tử kiếm được rất nhiều tiền, đúng không? gần bằng một viên cửu phẩm rồi đúng không? Cứ thế không còn. Xích huyết đồng tử gửi y con vui mừng, bình thường, sư tỷ lục nguyệt tuyết là người tốt. Nói chung chị ấy sẽ dùng loại thuốc tốt nhất. Có thể dùng thuốc theo giá của cửu phẩm, tuyệt đối sẽ không dùng giá của lục phẩm. Ha ha mặc ngôn tiên tử gửi một y con mặt đen đang hỏi chấm. Mặc, ngôn tiên tử, xích huyết đồng tử, mau đến cứu tôi với, bọn họ định bắt cóc tôi, định lấy tiền của tôi. Xích huyết đồng tử, cô là ai? Không rảnh đâu nhé, tạm biệt xích huyết đồng tử mọi người hẹn gặp lại ở kiếm tu nhất mạch mặc ngôn tiên tử tiêu tiểu mặc vẫn còn có thể di chuyển được vừa rồi không phải huyết nhục mơ hồ sao sơ thanh cũng không lợi hại như vậy đi lục nguyệt tuyết thuốc tốt tất cả mọi người mặc ngôn phá sản rồi giang tả có chút kinh ngạc nhìn điện thoại không phải vì mặc ngôn mà là vì tiểu bí cảnh đây rất có thể là nơi mà tô kỳ đã nói một nơi liên quan đến những ghi chép của thánh địa chúng là mục đích chính của chuyến viếng thăm kiếm tu nhất mạch lần này thế nên thánh nữ và thánh nữ dự bị mới đồng loạt lên đường vị thánh nữ dự bị như hắn cũng phải đi hắn cảm thấy mình nên cẩn thận một chút nhưng kiếm tu nhất mạch ở đâu kiếp trước đã xảy ra chuyện gì hình như không có mà sau đó giang tả không quan tâm đến những người đó nữa lần này đi kiếm tu nhất mạch vấn đề hẳn không lớn lúc này trung dịch dương cuối cùng cũng đi ra hắn bưng một cái mâm đậy nắp tới sau đó đặt trước mặt giang tả nói đã để phá hiểu đạo hữu chờ lâu giang tả tò mò nhìn vào mâm hỏi đây là cái gì trung dịch dương nói vì kỹ năng nấu nướng không tốt nên lúc ở thiên vân sơn mạch đã mời phá hiểu đạo hữu ăn những thứ không tính là thức ăn cho nên sau khi trở về tôi đã chăm chỉ nghiên cứu và làm ra món ăn mới vừa hay kịp lúc đưa đạo hữu thưởng thức nói rồi trung dịch dương liền nhấc nắp lên lúc này món ăn được bày ra trực tiếp trước mặt giang tả khác với lúc trước tất cả đều phát sáng đây là một đĩa thịt đã được cắt và xếp trồng lên nhau ngay ngắn có linh khí cuồn cuộn ở giữa tụ lại mà không tán và hiệu ứng đặc biệt của ánh sáng được tạo ra bởi sự cộng hưởng của linh khí và sự hô ứng của thịt vịnh tê những thứ còn lại thì giang tả không hiểu hắn chỉ biết muốn linh khí tụ lại mà không tiêu tán làm cho linh khí và hô ứng thịt vịnh tê tạo ra hiệu quả đặc biệt khá đơn giản hắn cũng làm được giang tả không thích những hiệu ứng đặc biệt nhưng cái mùi nhàn nhạt, nhạt vấn vương khiến giang tả có chút bận tâm nó hơi khác so với những gì hắn đã ăn trước đây giống như sự khác biệt giữa thịt đa linh khuyển mà hắn nướng và trung dịch dương nướng giang tả cầm đũa lên và kẹp một miếng ngay sau đó hắn nghĩ đến khuôn mặt của vịnh tê giang tả có chút buồn nôn tuy rằng mặt vịnh tê hơi xấu nhưng thịt rất ngon và điều khiến giang tả nhớ đến khuôn mặt của vịnh tê có lẽ là hơi thở bên trên thịt điểm khác biệt so với lần trước là thịt này không phải thịt thuần có rất nhiều linh khí hoặc là nó càng nguyên vị hơn Nói một cách đơn giản, nó thực sự ngon hơn lần trước rất nhiều lần. Sau đó, hắn ăn thịt mà không hề phân tâm. Chỉ có một khuyết điểm là dễ nghĩ đến vịnh tê, thật sự ảnh hưởng đến mùi vị. Nếu chưa từng nhìn thấy vịnh tê, chắc chắn sẽ cảm thấy ngon miệng hơn. Nhưng đã gặp qua rồi thì sẽ không còn thấy tốt, đặc biệt là còn từng nói chuyện cùng. Sắc mặt đó có chút bị ổi. Trung Dịch Dương không nói gì, vẫn đứng bên cạnh Giang Tả. Mãi cho đến khi Giang Tả ăn xong, Trung Dịch Dương mới lên tiếng, Phá hiểu đạo hữu cảm thấy thế nào?" Giang Tả gật đầu, "Ừm, rất tốt." Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực sự có rất ít thứ có thể khiến Giang Tả khen ngợi nhiều như vậy. Trung dịch Dương thực sự có tài nấu ăn, Giang Tả có chút ghen tị. Trước kia hắn cũng từng cố gắng thử, nhưng không may, hoàn toàn thất bại. Bằng không hắn đã chẳng quản xa xôi cách trở bắt mấy đầu bếp về, một đám còn nhân cơ hội hắn xung đột với cửu tịch mà thừa dịp bỏ chạy. Không còn cách nào khác, dưới cái mắt cái mũi của giang tả bọn họ muốn chết cũng không được vào thời điểm đó dường như còn có một truyền thuyết nói chủ đạo đạt tới đỉnh sẽ xảy ra đại kiếp nhưng không ai biết đại kiếp đó là gì vì không ai sống sót giang tả nhớ rõ hắn nghe thấy chuyện này khi đang đi bên đường cửu tịch thì đi ở phía sau nghe được lời đồn liền không thể nhịn được mà bật cười sau đó giang tả giết cô rồi bắt đầu liên tục là những trận đại chiến nói một cách đơn giản giang tả hồi đó có rất nhiều truyền thuyết cả sáng lẫn tối tất nhiên cử tịch cũng có rất nhiều dù sao họ cũng xuất hiện ở hầu hết mọi thời đại những người có tuổi thọ so sánh được với hai người rất hiếm khi xuất hiện cho dù có cũng không dám dễ dàng nhắc tới hai người bọn họ đặc biệt là giang tả hắn chính là một tồn tại tương đương với cấm kỵ lúc này trung dịch dương nói đạo hữu thích nó là được rồi mà tôi đã bắt đầu nhập môn đao pháp nhưng không biết khi nào mới học được thức thứ hai đây ừm ý tôi là tôi phải giúp đạo hữu làm gì để học được thức thứ hai Giang tả đã từng nói, nếu giúp hắn làm điều gì đó, hắn sẽ dạy thức tiếp theo. Có tổng cộng 7 thức. Nhưng Giang tả lắc đầu, chưa nghĩ ra, nghĩ được tôi sẽ nói cho anh. Trung dịch dương, cho nên, 10 năm không. Nghĩ ra, 10 năm tới hắn không thể học được. Quả nhiên, loại đao pháp này sao có thể học được dễ dàng như thế. Nhưng hắn không nản lòng, hắn đã có mở đầu, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội để phát triển. Sau đó Trung Dịch Dương nói, vậy khi nào đạo hữu nghĩ ra, nhớ nói cho tôi biết nhưng trong khoảng thời gian này tôi đi vắng sẽ không có cách nào nấu cơm cho đạo hữu trung dịch dương vừa nói xong liền cảm thấy mình nói cái gì cũng không đúng đây không phải là cố ý sao vì vậy hắn lập tức giải thích kiếm tu nhất mạch cần tỉ thí tôi là một đệ tử của kiếm tu nhất mạch nên sư phụ yêu cầu tôi quay trở lại để tham gia tiểu bí cảnh đạo hữu không cần nghĩ nhiều giang tả không nghĩ nhiều nhưng khi biết trung dịch dương là kiếm tu hắn có chút kinh ngạc anh là kiếm tu thành thật mà nói giang tả không nhìn thấy một chút bóng dáng nào của kiếm tu trên người trung dịch dương nói hắn là tiên chủ còn hiểu được trên người mỗi kiếm tu thường sẽ có chút bóng dáng của kiếm kiếm tu vốn không giống người thường thậm chí một số kiếm tu còn liều mạng không kém gì đoán tạo sư tuy nhiên hầu hết kiếm tu đều bình thường mà người như trung dịch dương đây không có một chút bóng kiếm nào tương tự như kiếm thập tam khi hắn không rút kiếm thì chỉ là một tu sĩ cường đại không thể nhận ra là kiếm tu nghe thấy câu hỏi của giang tả trung dịch dương có chút xấu hổ tôi không có thiên phú gì nên chưa thể đạt được thành tựu giang tả không nói về chủ đề này nữa mà hỏi khi nào thì bắt đầu trung dịch dương nói hẳn là mấy ngày nữa không có tin tức chính xác chủ yếu là bởi vì tiểu bí cảnh còn chưa mở hết muốn vào cũng không được nếu đã vậy giang tả cũng không hỏi nhiều mà bí cảnh xa lạ này chắc cũng chỉ mình kiếm tu nhất mạch giám để đệ tử tiến vào dễ dàng như vậy những môn phái bình thường đều cần phải thăm dò một chút ai biết được bên trong sẽ có cái gì còn có một khả năng khác đó là thiên cơ nhất mạch đã giúp tính toán ra nhưng thiên hạ này quá rộng biến hóa lại vô số chưa đến phút cuối cùng thì không ai dám khẳng định kết cục ngay cả huyền học của giang tả còn có thời điểm bị gián đoạn mà một khi đã gián đoạn giang tả sẽ khó sử dụng lại nó chỉ có thể đợi lần thứ hai rồi tính tiếp nhưng tất cả đều là suy đoán của giang tả dù sao kiếp trước hắn cũng không có cảm giác gì đối với kiếm tu nhất mạch có lẽ thực sự là một tiểu bí cảnh cho dù có liên quan đến thánh địa có khi cũng chỉ là nơi giống như sơn cốc lưu giữ tin tức của tiên linh phủ chủ bây giờ thông tin đã được đồng bộ giang tả cũng không lo lắng sẽ bỏ qua điều gì hắn vẫn rất tò mò về tiên linh phủ chủ sau khi ăn xong giang tả rời đi hắn vẫn trả tiền rời khỏi nhà hàng duyên tuyệt không thể tả giang tả trực tiếp đến tập đoàn thiên hòa hắn muốn đưa ra một ủy thác lời kiếm thập tam nói và cảm giác khó giải thích đó khiến giang tả cảnh giác cơ thể tô kỳ có vấn đề nếu nó thực sự là những gì kiếm thập tam đã nói thì tất cả những gì hắn cần làm là can thiệp cản trở sự ngộ đạo kỳ lạ đó chỉ là vật liệu hiếm hắn có kỹ năng nhưng không có vật liệu thì cũng vô dụng cho nên hắn cần đưa ủy thác để tìm tài liệu chẳng mấy chốc đã đến bộ phận thị trường hắn vừa ngồi xuống liền bật máy tính rồi bắt đầu phát ủy thác phạm vi ủy thác không hạn chế nội dung ủy thác kỳ chân dị bảo phần thưởng ủy thác trăm vạn tiền mặt bổ sung bên cạnh còn có gặp gỡ để thảo luận chi tiết ghi chú thảo luận chi tiết có thể là bất kỳ yêu cầu nào bao gồm một số lượng lớn linh thạch khi giang tả nhấp vào để đăng một lời nhắc đột nhiên xuất hiện phát hành thất bại ủy thác thuộc loại tu chân không rõ cấp độ mời tới cục thẩm định thẩm định cấp độ nộp linh thạch giang tả chuyện gì đang xảy ra thế giang tả vốn tưởng rằng chỉ cần phát hành là xong không ngờ sẽ có nhiều thứ phát sinh như vậy còn phải trả linh thạch nghĩ cũng đúng tiền mặt có trích phần trăm nhưng linh thạch thì không chẳng phải tập đoàn thiên hòa sẽ không có linh thạch thu về hay sao tuy nhiên chỉ phát hành ủy thác mới phải thu linh thạch trên thực tế tập đoàn thiên hòa cũng không kiếm được bao nhiêu về phần thất bại có thể trả lại linh thạch hay không cái này giang tả không biết có lẽ cũng không trả lại được phòng thẩm định cách đó không xa giang tả hỏi trần ức bọn họ đến cục thẩm định bộ phận thẩm định không chỉ thẩm định mức ủy thác, mà còn cả một số pháp bảo và linh dược chưa biết. Tập đoàn Thiên Hòa cung cấp gần như tất cả các chức năng của một môn phái, hoặc nói đơn giản, tập đoàn Thiên Hòa cũng tương tự như một môn phái. Chính là muốn đạt được thứ gì thì phải trả giá, cho dù là bên nào cũng như nhau. Sau khi nói chuyện với quầy lễ tân của bộ phận thẩm định, Giang tả biết mình phải đến phòng nào. Nơi này không khác gì bộ phận đánh giá lắm, chỉ cần tìm người theo số phòng. Căn phòng số 1 mà hắn muốn đến, chính là căn phòng ở tận cùng bên trong. Khi đi ngang qua, phòng số 7, hắn sửng sốt khi nhìn thấy một tảng đá màu đen. Bên trong truyền ra một giọng nói bất lực, chỉ là một viên đá bình thường thôi sao. Giọng nói của một người đàn ông, hơn nữa là một người đàn ông khá trẻ. Sau đó nam thanh niên hỏi tiếp, nhưng người đó nói với tôi là khi nhặt viên đá này lên thì thấy khói đen. Có phải thẩm định bị nhầm không? Theo lý thuyết thì không thể sai được, trừ khi nó vượt xa nhận thức của tôi. Nếu không tin, anh có thể đến phòng thứ ba để giám định. Là giọng của một nữ thẩm định viên. Người đàn ông thở dài, quên đi, phí thẩm định phòng ba đều từ ngũ phẩm trở lên, quá đắt. Lúc này Giang Tả bước vào, nhìn thấy bên trong có hai người, một người là nữ thẩm định viên, tu vi ngoài tam giai, ngoài ra còn có một nam tử khoảng nhị giai. Giang Tả nhìn hòn đá, nói, loại đá này người thường không nhìn thấy sự kỳ lạ, dù có nhìn thấy cũng vô dụng, chỉ người chuyên về phương diện này mới có thể dùng nếu không nó sẽ chỉ gây rắc rối cho người cầm thanh niên kinh ngạc liền nói tại hạ tên pha đỗ dám hỏi đạo hữu biết được nhiều ít ừm ở chỗ tôi đây có một viên nhị phẩm bởi vì là tán tu cho nên cũng không có nhiều linh thạch lúc này người thẩm định kia không vui nói vị đạo hữu này đây là phòng của tôi đi vào cắt ngang chuyện làm ăn như vậy có phải là quá đáng rồi không giang tả mặc kệ cô ta nhìn pha đỗ nói tôi không cần linh thạch của cậu tôi chỉ muốn biết viên đá này đến từ đâu pha đỗ lập tức nói từ pha đỗ chưa kịp nói xong thì thẩm định viên đã đứng dậy trầm giọng nói vị đạo hữu này muốn biết viên đá đến từ đâu có phải nên thể hiện chút bản lĩnh làm người ta tin phục đã ví dụ hòn đá này có thực sự nguy hiểm như vậy không nếu chỉ là lời nói lung tung tôi sẽ không khách sáo giang tả vươn tay đưa cho tôi pha đỗ đưa viên đá cho giang tả giang tả một tay cầm viên đá tay kia gõ nhẹ vào nó một chút ngay khi giang tả vừa gõ một làn khói đen lập tức bốc ra những làn khói đen này mang theo tà tính vô tận chúng giống như những linh hồn từ trong thâm uyên vừa hung bạo vừa ác độc như muốn nuốt chửng mọi thứ khói đen đi qua đến đâu sẽ có tầng tầng lớp lớp tà khí bám theo đến đấy sau khi bị khói đen bao phủ giá trị tinh thần trên màn hình của thẩm định viên nhanh chóng biến thành màu đen sau đó vặn vẹo rồi gia nhập vào hàng ngũ khói đen giống như một tồn tại tà ác chui ra từ đám khói đen đó vậy người thẩm định và thanh niên kia lập tức kinh ngạc họ lùi lại thật nhanh nhưng không ngờ trên tay hai người đã lấm tấm khói đen từ lúc nào không biết sau đó họ cảm thấy một thứ gì đó đang cắn xé trong cơ thể như muốn xé nát chúng ra và thay thế chúng những thay đổi như vậy khiến họ cảm thấy sợ hãi cơ thể bắt đầu đau đớn đau đớn tột cùng đau đớn không thể ngăn cản ngay khi họ định hét lên cơn đau đột ngột biến mất cơn đau biến mất quá nhanh khiến bọn họ có chút không kịp phản ứng mà khói đen lúc này đã biến mất bọn họ trốn ở trong góc nhìn về phía giang tả phát hiện viên đá vẫn nằm trong tay hắn cực kỳ tĩnh lặng cực kỳ bình thường mọi thứ dường như chỉ là ảo ảnh nếu không phải bảng giá trị trên bàn chỉ còn lại những mảnh vỡ bọn họ thật sự sẽ cho rằng ban nãy chỉ là ảo giác chớ chú thạch ẩn chứa rất nhiều sức mạnh nguyền rủa nhưng sức mạnh nguyền rủa không thuộc về hòn đá mà là của một thứ gì đó hoặc một ai đó chỉ cần vật hoặc người đó tỉnh dậy sức mạnh nguyền rủa thuộc về người đó sẽ bộc phát ngay lập tức về hậu quả của việc bộc phát các người cũng đã thấy nguyền rùa bắt đầu từ nội tại một khi đã nhiễm độc thì khó mà thoát ra được giọng nói của giang tả truyền vào trong tay họ sau đó giang tả ném lại chớ chú thạch cho pha đỗ nhưng khi pha đỗ nhìn thấy chớ chú thạch bay tới liền giật mình bật dậy giờ bảo hắn cầm lại chớ chú thạch nói gì hắn cũng không dám chuyện này quá khủng khiếp đạo đạo hữu viên đá này tặng tặng cho anh pha đỗ lo lắng nói giang tả lắc đầu thứ này đối với tôi không có ích lợi gì nó là thứ không thuộc về tôi khống chế không dễ dàng tôi chỉ muốn biết nguồn gốc của viên đá này pha đỗ tránh xa chớ chú thạch nói nó được gửi tới từ một người bạn của tôi ở kiếm tu nhất mạch giang tả cau mày kiếm tu nhất mạch sao kiếm tu nhất mạch có thể có một viên đá như vậy hắn tìm thấy nó ở đâu hoặc ai đã đưa nó cho hắn giang tả hỏi pha đỗ lắc đầu không là do kiếm tu nhất mạch phát hiện bạn tôi nói kiếm tu nhất mạch có một bí cảnh mới viên đá này được tìm thấy gần bí cảnh giang tả cao mày cậu xác định thứ này thuộc về kiếm tu nhất mạch pha đỗ suy nghĩ một chút rồi nói chắc là có nhiều núi lớn như vậy tính kỹ ra cũng có thể không phải của kiếm tu nhất mạch nghe pha đỗ nói giang tả sững sờ nhiều núi lớn như vậy hắn nhớ rằng kiếm tu nhất mạch nằm trên một hòn đảo và thiên hàng thất mạch phân biệt nằm trên các hòn đảo khác nhau vậy chuyện gì đã xảy ra hắn có nhớ nhầm không chuyện này làm sao có thể khi đó hắn cũng không điên lúc này giang tả hỏi kiếm tu nhất mạch ở đâu câu hỏi này khiến pha đỗ choáng váng người này không biết kiếm tu nhất mạch ở đâu nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều mà đáp kiếm tu nhất mạch ở trên hàng dược sơn mạch chân mày giang tả vẫn không thể thả lỏng hàng dược sơn mạch hắn chưa bao giờ nghe nói về nó đừng nói là cho rằng kiếm tu nhất mạch sẽ ở đó hơn nữa gọi là sơn mạch càng không thể ở trên biển vậy vấn đề nằm ở đâu chuyện này giang tả không biết hoặc là hai thế giới khác nhau, hoặc là thiên hằng thất mạch di chuyển. Nhưng điều gì quan trọng tới mức thiên hằng thất mạch phải di chuyển? Vấn đề phong thủy. Điều này có khả năng, bởi vì phong thủy nhất mạch có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, phong thủy bên kia hiển nhiên cũng không tốt, bởi vì cuối cùng cũng chỉ còn lại thiên cơ nhất mạch. Đối với việc không phải cùng một thế giới, điều này là không thể, thiên kiếp còn nhớ rõ hắn, nghĩa là thế giới không thay đổi. Từ thiên kiếp liên tiếp, giang tả liền biết, thiên kiếp cũng có hồ sơ dữ liệu, nhưng không biết chỉ có nó ghi lại hay những người khác cũng thế giang tả không có được đáp án cuối cùng nhưng chuyện này hắn đã nhớ kỹ giờ cần phải đi tìm hiểu rõ ràng bởi vì hắn biết rõ sự đáng sợ của nguyền rủa chớ chú thạch đã nhắc nhở hắn về một nơi nhưng bây giờ hắn quan tâm tô kỳ nhiều hơn nếu thật sự là từ kiếm tu nhất mạch đi ra thì hắn cần phải cẩn thận cẩn thận tô kỳ bị lây nhiễm nguyền rủa lây nhiễm vừa gây tởm vừa độc ác nhiều thời điểm khiến người ta bất lực không biết phải làm sao tu vi hiện tại của giang tả chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì vẫn có thể giải trừ, nhưng trong khoảng thời gian đó, hắn sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Nếu Tô Kỳ cũng phải chịu loại thống khổ đó, hắn quả thực sẽ nổ tung. Vì vậy, hắn cần phải cẩn thận hơn trong chuyện này. Truy cập haleyji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kiếm tu nhất mạch, Giang Tả đã ở thế bắt buộc, hắn phải hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Không lâu sau đó, Giang Tả rời khỏi phòng số 7, về phần chớ chú thạch hắn thật sự không có hứng thú người thẩm định nhìn giang tả rời đi cô vốn tưởng giang tả rất có thể đang lừa dối bọn họ vì muốn hòn đá đó nhưng đối phương thậm chí còn không nhìn viên đá lấy một lần cho nên những gì hắn nói rất có thể là sự thật pha đỗ nhìn chớ chú thạch sau đó nhìn người thẩm định rồi nói tiền bối viên đá này tôi đưa nó cho cô thẩm định viên cô cần nó làm gì cảm giác ban nãy đến giờ vẫn còn vương vấn muốn quên cũng không được cho dù giang tả có nói dối cô vẫn có chút lo lắng dù sao rất có thể nó là sự thật. Tục ngữ từng nói, một lần bị rắn cắn, người năm sợ dây thừng. Người tu chân cũng biết sợ. Nhưng pha đỗ nhất quyết không để cô có cơ hội từ chối, trực tiếp bỏ chạy. Dù sao thì pha đỗ đã hạ quyết tâm sẽ từ bỏ. Hắn còn muốn cảnh báo bạn tốt rằng thứ này không phải là thứ mà họ có thể chạm vào. Lúc này, Giang Tả đã đến phòng một. Căn phòng này tương đối rộng, có hai người đang ngồi, một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ giang tả bước vào mở miệng nói cấp ủy thác thẩm định cô gái duỗi tay không ngừng đầu thẻ công tác giang tả đưa thẻ công tác qua cô gái kiểm tra thẻ công tác của giang tả rồi nói thất tình lục dục thạch giang tả gật đầu đúng vậy thứ hắn muốn là thất tình lục dục thạch thất tình lục dục thạch được dùng để nuôi dưỡng thất tình lục dục quyết nhưng giang tả muốn dùng nó làm vật liệu để tô kỳ không thể giữ vững trạng thái thất tình lục dục trống rỗng nói một cách đơn giản chính là làm cho tô kỳ không thể tiến hành thiên địa ngộ đạo cô gái nhìn người đàn ông trung niên hỏi sư phụ thất tình lục dục thạch là gì người đàn ông trung niên cao mày tỏ vẻ cũng không biết giang tả nói thẳng tìm một người hiểu chuyện đến đây người đàn ông trung niên cao mày đây không phải làm hắn mất mặt sao người này thật không để cho ai mặt mũi hắn tự tin nói thất tình lục dục thạch là tài liệu quý hiếm một số tiểu bối không biết cũng là chuyện bình thường ủy thác xác định ở mức cao cấp cô gái nói được rồi mức độ của ủy thác là cao cấp vui lòng trả phí một viên tứ phẩm linh thạch bởi vì trong tài khoản không có giá trị linh thạch anh muốn nạp bổ sung hay trả trực tiếp giang tả lấy ra một viên tứ phẩm linh thạch nói trả tiền về phần người đàn ông trung niên nói đúng hay sai hắn không quan tâm miễn có thể phát ủy thác bình thường là được sau khi đối phương nhận được linh thạch liền trả lại thẻ công tác cho giang tả đã hoàn thành nếu có tin tức thì họ sẽ liên lạc với anh nếu không liên lạc được một khi thất tình lục dục thạch được giao tới sẽ bảo quản trong kho hàng ủy thác tạm thời đóng lại để tránh việc viên thất tình lục dục thạch thứ hai xuất hiện tất nhiên chúng tôi sẽ tiến hành xác định danh tính trước giang tả gật đầu sau đó bước ra ngoài hắn hy vọng có thể nhanh chóng nhưng mà thất tình lục dục thạch rất hiếm căn bản là vô vọng vì sao bởi vì từ xưa đến nay chỉ có một thất tình lục dục thạch không thể có viên thứ hai ngay sau khi giang tả đi ra ngoài người phụ nữ kia liền nói với sư phụ sư phụ người có thể không bận tâm tới thể diện một lần được không ngộ nhỡ thất tình lục dục thạch này là thứ nguy hiểm thì làm sao bây giờ con sẽ bị mắng một lần nữa đúng vậy cô đã sớm nhận ra sư phụ của mình đang nói chuyện lung tung người đàn ông trung niên hờ hững xua tay cùng lắm thì ta tự mình nhận một viên ngũ phẩm thôi mà người phụ nữ trợn mắt sư phụ người khác đi làm để kiếm tiền người đi làm chỉ có thể phá sản người vẫn nên đi hỏi một chút xem thất tình lục dục thạch là gì đừng để đến lúc có người gửi tới thì không thể giám định, đến lúc đó không đơn giản là mất tiền thôi đâu. Giang tả đi ra ngoài, thật ra hắn không nghĩ sẽ có người sẽ sớm lấy được thất tình lục dục thạch, chủ yếu bởi vì cho dù có người lấy được nó, chưa chắc họ đã nhận ra. Rốt cuộc, chỉ có một số ít người từng nghe đến thất tình lục dục thạch, biết về nó càng ít hơn. Hắn nghi ngờ, không biết có ai trong tập đoàn Thiên Hòa có thể xác định được không? Đáng tiếc là bói toán không thể cho biết vị trí của thất tình lục dục thạch, không có thông tin để cung cấp cho bói toán. Nếu có một bức ảnh hoặc một phần thông tin vị trí, hắn có thể thử. Tuy nhiên không có gì cả. Lúc này Giang Tả nhìn thấy giám định viên ở phòng số 7 đứng cách đó không xa, nhưng Giang Tả cũng không quan tâm lắm, định trực tiếp bước qua. Chờ một chút, Giang Tả chưa kịp rời đi, người kia đã ngăn lại. Giang Tả nhìn cô ta không lên tiếng, hắn đang đợi người này nói. Sau đó người thẩm định mở miệng, đạo hữu cầm chớ chú thạch bên trong đi đi. Giang Tả mặc kệ cô ta, xoay người rời khỏi chờ một chút chờ một chút tôi sẽ cho đạo hữu linh thạch đạo hữu cầm viên đá này đi đi thẩm định viên ngăn giang tả lại nói tôi cũng chỉ là người đi làm kiếm tiền không dễ dàng viên đá này đạo hữu không cần tôi cũng không dám lấy tôi nghĩ đạo hữu có thể kiểm soát nó hay lấy nó dùng làm thuốc nổ đi vừa có thể sử dụng vừa được cầm tiền như vậy được chứ giang tả do dự cuối cùng nói lấy tảng đá ra dùng làm chất nổ chuyện này cũng có thể nhưng dùng rồi tương đương với việc lên kế hoạch cho những chuyện không thể kiểm soát mang tới không ít ảnh hưởng hơn nữa cầm nó quả thực như sở hữu một quả bom hẹn giờ một khi căn nguyên của nguyền rùa bùng nổ nó cũng sẽ bùng nổ theo với tu vi hiện tại của giang tả không thể kiểm soát được nói tóm lại nhược điểm nhiều hơn ưu điểm nhưng mà hắn sẽ sớm đến kiếm tu nhất mạch có thể lợi sẽ nhiều hơn hại cho nên giang tả định nhận lấy nó vị thẩm định viên cũng do dự nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi tự mình lấy ra cô thực sự không muốn chạm vào viên đá đó lỡ như nổ thì biết làm sao cô nhanh chóng cẩn thận đưa chớ chú thạch cho giang tả giang tả thuận tay cất nó đi nhưng hắn không muốn linh thạch trước khi đi thẩm định viên hỏi tôi sẽ không có việc gì chứ giang tả không sau đó giang tả định rời đi nhưng vừa đi được hai bước thẩm định viên đã hỏi không biết tên của đạo hữu là gì giang tả không trả lời trực tiếp rời đi thẩm định viên người này thực sự không lịch sự chút nào thật không dễ dàng để trưởng thành tới mức này với tính cách như thế. Có điều cô không thấy được tu vi của Giang Tả, nên không dám nói thêm điều gì, có lẽ đây là một đại tiền bối ẩn thân. Ủy thác của Giang Tả vừa phát hành, rất nhiều người đã nhìn thấy nó, tên của phá hiểu rất nổi tiếng. Không ít người trong số họ tò mò, thắc mắc không biết thất tình lục dục thạch là gì. Sau đó hỏi một vòng, phát hiện, căn bản không ai biết. Không phải chứ, tới một người biết cũng không. Đừng nói tìm được rồi, đến nghe nói cũng chưa, Tôi đi liên hệ với những người khác thử xem. Tây môn linh lùng cũng rất tò mò, Kaka cô nói phá hiểu rất lợi hại, lần này thứ hắn muốn tìm kiếm chắc chắn không đơn giản. Dù sao nhiều người như vậy mà chưa ai từng nghe nói, đương nhiên cô cũng không biết nó là gì. Sau đó cô liên lạc với ca ca của mình, nhanh chóng nhận được câu trả lời, thất tình lục dục thạch. Hình như anh từng thấy nó ở đâu đó. Ừm, hình như nó là tài liệu cần thiết cho một công pháp cấp bậc rất cao. Anh không biết rõ lắm, dù sao cũng rất hiếm, tây môn linh lung hỏi hiếm như thế nào trị giá bao nhiêu với cả giờ nó ở đâu tây môn suy hỏa sao em hỏi nhiều thế thứ này giờ không xuất bản nữa chẳng biết đã thất lạc bao nhiêu năm rồi chỉ có thể nói đây là một bảo vật vô giá về phần nhiều hơn hoặc cụ thể hơn có thể người cha nghiêm túc của chúng ta sẽ biết đấy tây môn linh lung chưa kịp hỏi thì đã có người trực tiếp nói hỏi được rồi đó là một loại tài liệu để tu luyện công pháp trí cao rất có thể phá hiểu đạo hữu muốn tu luyện loại công pháp đó nếu là loại công pháp này phá hiểu mua được sao vấn đề không phải mua được hay không mà là có để mua không ta nhận được tin tức nói là từ xưa đến nay chỉ có một viên thất tình lục dục thạch duy nhất rất có thể không ai trong toàn bộ tu chân giới biết được thất tình lục dục thạch tây môn linh lung kinh ngạc cường điệu như vậy nay cả một người biết cũng không có vậy đây chẳng phải là một khoản ủy thác không thể hoàn thành trên thực tế tây môn linh lung đang rất tò mò về phần thưởng mà phá hiểu đưa ra Tây Môn Linh Lung nghĩ, nếu cô có thất tình lục dục thạch, liệu có thể yêu cầu phá hiểu gỡ bỏ tay chân của sùng vật nhà hắn không? Lấy lại công đạo cho kỳ kỳ, hiểu luyện thất tình lục dục quyết ngay, sau đó một loạt các cuộc thảo luận bắt đầu diễn ra. Họ có rất nhiều đường, mặc dù ít người biết thất tình lục dục thạch, nhưng một khi ai đó đã biết, thì hầu như tất cả sẽ biết. Tin tức trong bộ phận thị trường lan truyền rất nhanh. Một người bạn tốt của tôi nói là thất tình lục dục quyết. Nghe nói là công pháp được tu luyện dựa trên cơ sở cảm xúc của bản thân, hoặc cảm xúc bên ngoài tốc độ tu luyện không thể đo lường bằng lẽ thường hơn nữa tu luyện thất tình lục dục quyết cuối cùng sẽ đoạn tình tuyệt dục vô dục vô cầu đó là lý do tại sao phá hiểu tu luyện nhanh như vậy là nhờ thất tình lục dục quyết vẻ mặt vô cảm không cho người khác mặt mũi cũng là vì cái này rất nhiều người lập tức liên tưởng tới chuyện này dù sao thì phá hiểu nổi tiếng nhưng thanh danh lại không tốt dường như họ vừa khám phá ra một điều gì đó rất khó lường tốc độ tu luyện của phá hiểu rất nhanh chóng một số người nghĩ rằng hắn đang che giấu tu vi hoặc sở hữu pháp bảo nào đó bây giờ mọi thứ đã rõ ràng thứ mà hắn tu luyện là thất tình lục dục quyết tất cả mọi chuyện dường như đã rõ ràng tây môn linh lung cũng tỉnh ngộ chẳng trách chẳng trách người đó giống như một tên ác ma thảo nào hắn có thể ra tay nặng như vậy với kỳ kỳ dễ thương bình thường muốn nói chuyện phiếm cũng khó nhưng chính xác thì thất tình lục dục quyết là gì tây môn linh lung vẫn không hiểu rõ cô chỉ thắc mắc nếu phá hiểu không có ham muốn không có dục vọng thì gỡ cánh tay của sủng vật đối phương cũng đâu thể đả kích được gì. Sau đó Tây Môn Linh Lung cũng không nghĩ nhiều nữa, nếu thật sự không có tác dụng, thì yêu cầu hắn đừng đưa ra những ý tưởng quái đản với kỳ kỳ, nhà cô nữa. Đương nhiên, trước tiên phải tìm thấy thất tình lục dục thạch đã. Không lâu sau, Giang Tả đi vào, rất nhiều người đều kỳ quái nhìn hắn. Giang Tả lựa chọn bỏ qua những ánh mắt này, trước giờ hắn không nhìn sắc mặt người khác để hành động. Người khác nhìn hắn, liên quan gì đến hắn? Giang Tả ngồi xuống, sau đó bật máy tính lên, hắn muốn xem có ủy thác nào tốt hơn không. Vừa ngồi xuống, điện thoại của hắn đã rung lên. Một người nào đó trong nhóm phá hiểu. Vừa mở ra, là biên hải đao khách, phá hiểu, phá hiểu đạo hữu, nghe nói anh phát hành ủy thác. Nội dung ủy thác còn trực tiếp khơi dậy sự tò mò của hầu hết mọi người. Lục Nguyệt Tuyết gửi y con tò mò, phá hiểu đạo hữu đã gửi ủy thác. Nhưng tại sao nó lại khơi dậy sự tò mò của hầu hết mọi người? Mặc dù phá hiểu đạo hữu nổi tiếng, nhưng nó không khiến nhiều người tò mò về ủy thác đến vậy chứ. Tiêu tiểu mặc, bởi vì nội dung được ủy thác bởi phá hiểu đại lão là yêu cầu một tài liệu, nhưng không ai nghe nói về tài liệu này, cho nên họ càng tò mò. Hơn nữa, càng ngày càng nghiêm trọng. Liễu y y, nếu là tò mò thì thôi, nhưng sao lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trần ức, bởi vì tìm hiểu qua nhiều cách khác nhau, họ phát hiện thứ phá hiểu đại lão muốn rất có thể liên quan đến thân thể của hắn, là lý do tại sao phá hiểu đại lão có thể thăng cấp một cách nhanh chóng như vậy mặc ngôn tiên tử gửi y con kinh ngạc tại sao tôi muốn học mau nói cho tôi biết khả năng chạy trốn của mặc ngôn quả thực không tồi nhưng sức chiến đấu thực sự không tốt tốc độ tu luyện cũng không nhanh như vậy mặc dù nó nhanh đối với những người khác song vẫn chậm hơn nhiều so với lục nguyệt tuyết xích huyết đồng tử và những người còn lại đặc biệt là đan tuyết ma nữ không biết kém hơn là bao nhiêu tiêu tiểu mặc nó không dành cho cô vừa nhìn đã biết cô không học nổi ma tu mặc ngôn hãy nhìn vào biệt danh của tôi đi Ma tu mặc ngôn, còn có gì mà ma tu chúng tôi không học được? Tiêu tiểu mặc, bọn họ nói đó là thất tình lục dục quyết, dựa vào cảm xúc để cao tu vi, sau khi rèn luyện thì vô dục vô cầu. Ma tu mặc ngôn, cô làm được hay không? Mặc ngôn tiên tử, không được, làm sao có thể, tôi rất thích linh thạch. Xích huyết đồng tử, cô thích chết thì có. Lục nguyệt tuyết, xích huyết đồng tử, mặc ngôn vừa mới khen anh với các sư tỷ sư muội của tôi, cuối cùng còn bỏ thêm một câu, thật đáng tiếc anh thích nam đạo lữ không ngờ nói vậy càng khiến các sư tỷ sư muội của tôi quan tâm đến anh hơn xem ra sắp tới chắc anh sẽ tương đối đào hoa đấy mặc ngôn tiên tử tôi đột nhiên phát hiện đạo tu các người so với ma tu của tôi còn trông dị thường hơn xích huyết đồng tử tôi có nên vui không đúng rồi mặc ngôn trước khi trở về liệu mà ăn một kiếm của tôi trước đã giang tả kinh ngạc nhìn điện thoại những người này cho rằng hắn đã luyện thất tình lục dục quyết chuyện được đọc bởi kênh haley audio nhưng giang tả không quan tâm chỉ cần lúc tô kỳ phát hiện giải thích là được rồi nếu không tô kỳ cũng nghĩ như vậy thì sẽ rất tồi tệ sau đó giang tả gõ bàn phím điện thoại phá hiểu các người có biết thất tình lục dục thạch là gì không mặc ngôn tiên tử tôi không biết nhưng tôi có thể giúp đại lão hỏi thăm nói không chừng ma tu có thứ này tiêu tiểu mặc tò mò hỏi phá hiểu đại lão thật sự tu luyện thất tình lục dục quyết phá hiểu loại công pháp đó tôi không thích công pháp này tuy mạnh nhưng đối với giang tả công pháp đó là không đủ cho dù luyện thành cũng không đạt được trí cao thực sự. Ngụy trí cao mà thôi. Nếu Giang Tả đã nói vậy, bọn họ có thể tin tưởng phá hiểu thực sự không tu luyện loại công pháp này. Trần ức, vậy có cần phải giải thích giúp đại lão không? Chúng tôi kết hợp lại vẫn có phần hiệu quả. Phá hiểu, không cần. Tại sao hắn phải giải thích? Như vậy cũng tốt, bởi vì tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, người khác không thể hiểu được, hiện tại có thể lý giải rồi, chắc sẽ không rảnh rỗi đi tìm hắn làm phiền nữa. Tốt cho tất cả mọi người. Còn những người trong nhóm, nếu không hỏi thì hắn cũng không định nói. Hỏi rồi thì không có gì phải giấu. "Liễu Y, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về Thất Tình Lục Dục Thạch. Nó có hiếm không?" "Phá hiểu, Thất Tình Lục Dục Thạch xuất hiện cùng với Thất Tình Lục Dục Quyết. Chỉ có một viên duy nhất từ thời viễn cổ đến nay. Về phần nó được tạo ra như thế nào, không ai biết. Trước đây Giang Tả cũng rất tò mò về Thất Tình Lục Dục Thạch, từng thử tạo ra nó. Trên thực tế, hắn có thể tạo ra nó." nhưng hắn đã phân tích với thất tình lục dục thạch ban đầu, nó khác với thất tình lục dục thạch mà hắn tạo ra. Viên đá đó dường như được hình thành bởi tự nhiên. Lúc này, mặc ngôn tiên tử gửi tới một tin nhắn, phá hiểu đạo hữu, tôi có tin tức, sư phụ nói, thất tình hải có thể có thất tình lục dục thạch. Thất tình hải, giang tả thật sự không rõ lắm, kiếp trước hắn có được thất tình lục dục thạch, không phải do tìm mà có người gửi cho hắn. Người đó ra vẻ đã tu luyện đến cực hạn, thái thượng vong tình nên không còn sợ hãi, ngược lại còn quá tự tin khi tìm đến giang tả người phụ nữ đó bị cử tịch bất ngờ xuất hiện trà đạp tới chết một ngụy trí cao không thể là đối thủ của cử tịch đang ở trí cao đỉnh phong sau đó thất tình lục dục thạch bị đánh rơi được cử tịch nhặt lại giang tả nghĩ rằng viên đá này rất thú vị vì vậy hắn đã thuận tay giết cử tịch và nhặt viên đá kia sau đó không biết cử tịch phát điên cái gì bọn họ lại gây gổ hàng nghìn năm khoảng thời gian lúc đó thật sự vô giá trị Lúc này, mặc ngôn tiên tử lại gửi đến một tin nhắn khác, phá hiểu đại lão, tôi đã nhờ sư phụ xem rồi. Nếu tôi lấy được, liệu tôi có thể đưa ra yêu cầu không? Phá hiểu, được, giang tả vừa nói có thể, mặc ngôn liền đặc biệt hưng phấn. Sau đó gõ nhanh vào hộp trò chuyện. Mặc ngôn tiên tử mong muốn của tôi là xích huyết đồng tử không có kem quay để ăn. Lục Nguyệt Tuyết mở miệng nói chuyện mỗi ngày, tốt nhất có thể trở thành một kẻ lải nhải. Lục Nguyệt Tuyết, xích huyết đồng tử, những người khác nhất thời cũng không nói nên lời tưởng mặc ngôn muốn cái gì hóa ra là những chuyện này hại người không lợi thân không biết mặc ngôn đang nghĩ cái gì nữa đây là lối tư duy của ma tu à lục nguyệt tuyết để không bị cơn ác mộng ngậm nhấm tôi đã để mặc ngôn nằm xuống một lần nữa lần này tôi khẳng định sẽ không bị cơn ác mộng quấy nhiễu giang tả không quan tâm đến mấy người này nữa những gì mặc ngôn vừa nói ban nãy khiến giang tả có chút khó xử lý muốn xích huyết đồng tử không ăn kem que điều này khá khó thuyết phục bằng lời nói chắc chắn không hiệu quả giết chóc lại không thích hợp đối với việc để lục nguyệt tuyết nói càng khó hơn quả nhiên cứ nguyền rủa là thích hợp nhất nhưng nguyền rủa kiểu này nếu không khéo sẽ bị các tiền bối của môn phái họ đột ngột loại bỏ thật không may không có trận pháp như vậy nếu không nó sẽ được thực hiện trong vài phút xích huyết đồng tử đang ăn kem cùng với lục nguyệt tuyết đang gõ chữ đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh cuối cùng xích huyết đồng tử liên lạc với lục nguyệt tuyết Tôi nghĩ Phá Hiểu Đạo Hữu đang nghiêm túc suy nghĩ về những gì Mặc Ngôn nói đấy. Chúng ta sắp gặp nguy hiểm rồi." Lục Nguyệt Tuyết gật đầu. Họ đang gọi video, cho nên có thể gật đầu. Xích Huyết đồng tử nói, "Tôi sẽ bảo Sư Huynh cùng Sư Tỷ của mình đi thất tình hải, cô cũng để Sư Tỷ mình đi đi. Chúng ta phải lấy được thất tình lục dục thạch trước, sau đó để Phá Hiểu Đạo Hữu xử lý Mặc Ngôn." Lục Nguyệt Tuyết lại gật đầu. Cuối cùng họ đã đạt thành nhận thức chung việc tiếp theo là nghĩ cách để sư huynh sư tỷ của mình tìm được thất tình lục dục thạch lúc này giang tả bắt đầu kiểm tra ủy thác có rất nhiều ủy thác nhị giai nhưng đa số đều không có ở giang thành giang tả gần đây không muốn đi xa vì vậy sau khi dạo một vòng giang tả đã tìm thấy một khoản ủy thác bình thường nội dung của ủy thác rất đơn giản cũng cực kỳ cũ kỹ sùng vật của ai đó bị mất và muốn nhờ người tìm giúp ngay khi nhìn thấy ủy thác này giang tả đã biết hồ ly của nhà cố kiếm sinh lại mất tích vừa mới được một tháng con hồ ly kia lại biến mất nó đang làm gì vậy giang tả cảm thấy mình nên trực tiếp bẻ gãy chân nó nếu như hồng thự dám đùa dỡn mất tích giang tả nhất định sẽ tìm trở về không phải lo lắng nó bị mất mà lo lắng nó bị nhặt được đem nướng nếu đã vậy không bằng để hắn tìm về rồi nướng cho những chỗ khác không tiện ăn phần cánh chắc vẫn được nhỉ có điều giờ nghĩ lại hồng thự không phải đang bị nướng trong nhà rồi sao Lúc về có thể nếm thử chút hương vị xem thế nào. Sau đó, Giang Tả rời tập đoàn Thiên Hòa và đến thẳng nhà của Cố Kiếm Sinh. Giang Tả nhanh chóng gõ cửa nhà Cố Kiếm Sinh. Hắn đến đây đã không phải một hoặc hai lần, nhưng luôn có cảm giác như lần tới trước đó đã cách rất xa. Sau đó giọng nói của Cố Kiếm Sinh vang lên, "Vào đi, cửa không khóa." Giang Tả mở cửa và nhìn thấy Cố Kiếm Sinh đang nằm trên ghế, quay lưng lại với Giang Tả. "Đã đến rồi sao?" Cố Kiếm Sinh đột ngột nói giang tả không để ý tới hắn nhìn xung quanh xem xét cố kiếm sinh không đợi được câu trả lời đặc biệt khó chịu những lời kịch phía sau hắn đã chuẩn bị tốt rồi thế là hắn quay đầu nhìn về phía giang tả hiện giờ tôi đã là ngũ giai tiền bối anh không thể khách sáo hơn được sao cố kiếm sinh thực sự là ngũ giai lần trước khi giang tả nhìn thấy hắn hắn đã nửa bước tiến vào hàng ngũ giai không nghĩ tới nhanh như vậy liền trực tiếp thăng cấp tuy nhiên giang tả không quan tâm đến cấp bậc của hắn mà chỉ hỏi, nói rõ đang xảy ra chuyện gì, nó không ở quanh đây. Cố kiếm sinh thở dài, đã hứa sẽ đưa nó đến đông thủy đảo chơi sau thiên kiếp, nhưng đông thủy đảo chìm hẳn, không tới một năm rưỡi không thể phục hồi. Cho nên nó nổi cáo và bỏ nhà ra đi. Giang tả. Lúc sau, Giang tả hỏi, có manh mối gì không? Cố kiếm sinh gật đầu, có thì có, nhưng ủy thác chủ yếu là muốn tìm một nơi để mang nó đi chơi. Anh có đề xuất gì không? Giang tả, ông gọi tôi tới để đưa ra đề xuất giúp ông cố kiếm sinh nói thực tế thì không phải như vậy nhưng tiểu lê nghịch ngợm tôi muốn đưa nó đến một nơi an toàn hơn nếu có chuyện gì xảy ra tốt xấu tôi còn có thể kiểm soát được giang tả nhíu mày hắn không hiểu ý của cố kiếm sinh sau đó cố kiếm sinh lại nói không biết gần đây đạo hữu định đi đâu giang tả nói kiếm tu nhất mạch sau đó giang tả nhìn thấy cố kiếm sinh như thở dài nhẹ nhõm hắn lại nói ông có ý gì cố kiếm sinh cũng không hề giấu giếm không biết đạo hữu có nghĩ tới chuyện này không? Cậu đi tới Thánh Địa, Thánh Địa có lịch sử lâu đời lại xảy ra biến cố lớn như vậy, thậm chí cường giả trong không gian cũng phải khóa cảnh mà ra. Sau đó cậu tới Ly Uyên Đảo, mặc dù không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng nghe nói Thiên Kiếp suýt chút nữa đã phá hủy Ly Uyên Đảo. Rồi tiếp tục đến Thiên Vân Sơn mạch, nghe nói cậu cũng đi, Ma Tu đã phải chịu một mất mát đen tối vì điều này. Nghiêm trọng nhất là Đông Thủy Đảo, thấy bảo nó đã bị đánh chìm, tuy rằng những thứ này có thể không liên quan đến đạo hữu nhưng cậu nhất định đều có mặt ở hiện trường cho nên suy đoán tương tự kiếp nạn của kiếm tu nhất mạch rất có thể đang tới lần này giang tả trực tiếp đen mặt những thứ này liên quan gì tới hắn rõ ràng mỗi lần như vậy đạo sĩ kia đều xuất hiện đối phương mới là đầu sỏ gây nên nhưng giang tả không thèm giải thích hiện giờ đạo sĩ đó đã đến ngự linh tông hắn cũng muốn xem liệu ngự linh tông hay kiếm tu nhất mạch sẽ gặp chuyện không tốt cho nên ông chỉ muốn biết tôi đi đâu liền đem tam vĩ hồ ly của ông đi nơi khác Giang tả nói. Cố kiếm sinh đáp, đúng thế, có điều, tiểu lê có tứ vĩ rồi. Cho nên, giờ ông đã biết rồi, còn cần tôi đi tìm hồ ly nữa không? Giang tả lại nói. Cố kiếm sinh gật đầu, vẫn cần. Bây giờ năng lực ẩn nấp của tiểu lê càng ngày càng mạnh, người bình thường không thể phát hiện ra được nữa. Tuy nhiên, cố kiếm sinh rất tin tưởng vào giang tả. Không có biện pháp, người này nói ném liền ném, thô lỗ thì có chút thô lỗ, nhưng là thực có tài năng, những người khác đều không thể tìm thấy tiểu lê ít nhất với mức giá hiện tại là không thể sau đó giang tả nói cho tôi biết suy đoán của ông vừa rồi cố kiếm sinh nói mình có manh mối giang tả tự nhiên muốn hỏi càng biết nhiều càng nhanh tìm được cố kiếm sinh gật đầu nếu tôi đoán đúng tiểu lê có lẽ vẫn đang ở gần nhà giang tả gật đầu vừa rồi hắn chắc chắn không có trong sân nhưng sân này là nói đến sân trước mà nhà của cố kiếm sinh còn có sân sau phần thưởng giang tả vươn tay lần này cố kiếm sinh không nói gì trực tiếp đưa nguyệt lệ châu cho giang tả thu hồi nguyệt lệ châu giang tả lấy đồng xu ra rồi lấy cả tấm chắn sau đó hắn đặt đồng xu vào trong tấm chắn tạo ra một trọng lượng trận pháp lên đó rồi ném chiếc khiên lên cao nó nhanh chóng rơi xuống với tốc độ cực nhanh dầm một tiếng tấm chắn rơi xuống đất ngay khi nó tiếp đất một tiếng hét vang lên phá hiểu cố kiếm sinh tức giận nếu tiểu lê xảy ra chuyện tôi sẽ không để yên cho cậu đâu Lúc này, Giang Tả đã cầm tấm khiến chạy đi rồi. Giang Tả không chút cảm giác gì đối với sự tức giận của Cố Kiếm Sinh. Không phải chỉ đánh sủng vật của ông ta một chút thôi sao? Một con sủng vật gây rắc rối nhiều như thế, sao phải dịu dàng? Nhắc mới nhớ, nhà hắn cũng nuôi không ít. Giang Tả không biết hồi trước đầu óc mình bị sao, mà lại muốn ban công có thêm chút sinh khí. Giờ tới nhà cũng sắp bị phá hủy. May mà đã tiễn bọn nó đi rồi. Sau khi rời khỏi nhà của Cố Kiếm Sinh, giang tả định quay lại xem đám hồng thự còn sống hay không nếu nó vẫn còn sống thì phải nghĩ cách khác trước khi được kiếm thập tam đón hắn phải xử lý tốt pháp bảo và trận pháp ngay sau đó giang tả trở về nhà không có đám hồng thự trong nhà liền yên ổn khi giang tả đến ban công kiểm tra trận pháp trận pháp không có vấn đề gì pháp bảo vẫn không ngừng vận hành sau đó giang tả mở mặt trên pháp bảo ra vừa nhìn vào bên trong liền sửng sốt không phải nhìn thấy chúng nó bị cháy xém mà là thập thất thập bát đang vây quanh hồng thự còn hồng thự dùng cánh ôm lấy tất trung đản sau đó dùng tất trung đản chống lại đòn tấn công thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi vừa nhìn thấy giang tả hồng thự liền vui vẻ kêu lên cạc giang tả bốn đứa này ở cùng nhau cũng có khả năng công kích đấy nhỉ còn chơi đùa rất vui vẻ nữa đoạn kiều cũng ngạc nhiên mấy tiểu đệ của nó vẫn còn sống cảm động quá giang tả không nói gì nữa còn sống thì cứ để sống đi sau đó giang tả cất pháp bảo Tiếp đó, hắn nắm lấy hồng thự, để lại một ấn ký trên người nó, rồi rút một tia khí tức từ viêm thạch, dùng nhập nó vào ấn ký. Làm xong liền vứt nó sang một bên. Hồng thự khó hiểu, cạc. Không mất bao lâu, hồng thự liền kinh hoàng kêu lên, cạc, cạc, cạc. Trường kỳ thiêu đốt, để hồng thự trải nghiệm niềm vui bị đốt vĩnh viễn. Sau đó là tất trung đản và thập thất thập bát. Cuối cùng cả đám đều lan lộn một góc. Giờ thì thập thất thập bát cũng không đủ khả năng gỡ bỏ ấn ký này giúp hồng thự trừ khi có đoạn kiều cứu tuy nhiên đoạn kiều đã bị giang tả dẫn đi giang tả không muốn cho đám này tiếp tục ồn ào như vậy nữa quăng chúng vào ban công giang tả quay trở lại phòng hắn cần tu luyện tuy không thể thăng cấp ở nhà nhưng không có nghĩa là không thể tu luyện thánh địa kiếm thập tam nói với ông chủ quán đậu phụ tôi nói thật đấy ông chủ quán đậu phụ khinh thường nói tôi dạy không được cậu đi đi tôi có thể học từ từ kiếm thập tam không muốn bỏ cuộc học từ từ cậu muốn làm gì tiệm của tôi đã bị phá hủy 30 lần. Còn muốn từ từ đến bao giờ? 10 năm hay 100 năm? Tôi sẽ không mở cửa hàng nữa, thế là được đúng không? Hai ngày trước, kiếm thập tam nói với hắn muốn học cách nấu ăn, ít nhất là cách làm thế nào để nấu thịt vịnh tê. Là bạn tốt, hắn đương nhiên đồng ý, hơn nữa hắn cũng biết vì sao kiếm thập tam muốn học. Hắn đặc biệt vui vẻ khi làm những điều này. Mấy trăm năm qua, hắn theo dõi tiến độ chậm chạp của kiếm thập tam cũng không khỏi sốt ruột, nhưng hắn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chỉ có thể đứng nhìn. Bây giờ có thể giúp đỡ, đương nhiên hắn rất sẵn lòng. Nhưng chỉ trong hai ngày, cửa hàng của hắn đã bị phá bỏ 30 lần, tất cả chỉ trong nháy mắt. Người này không có tài nấu nướng, hoặc có thể do kiếm pháp quá mạnh ảnh hưởng đến hắn. Nếu không xử lý tốt chuyện này, hắn cũng không định dạy nữa, thật sự không dạy được. Vậy làm thế nào cậu mới chịu dạy tôi? Kiếm thập tam hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn không thể từ bỏ hoặc hắn không biết từ bỏ là gì. Từ khi Nguyệt Tịch trở thành thánh nữ, hắn đã theo đuổi Nguyệt Tịch, bây giờ đã sắp đến gần, hắn không thể nào buông tha được. Học cách khống chế kiếm của cậu, không, là quên đi chuyện mình là kiếm tu, quên đi kiếm của cậu. Ông chủ quán đậu phụ chưa kịp nói xong, Kiếm Thập Tam liền nói, "Không thể nào, tôi không thể quên kiếm của tôi, nó phải luôn ở đó, tôi cần phải bảo vệ sư muội." Ông chủ quán đậu phụ bất lực, "Vậy cậu nhìn xem nấu ăn bình thường là thế nào đi." Kiếm Thập Tam ngập ngừng nói, để tôi hỏi một người tiểu hữu ông chủ quán đậu phụ kinh ngạc lập tức nói giang tả kiếm thập tam cũng rất ngạc nhiên ông cũng biết vị tiểu hữu đó ông chủ quán đậu phụ gật đầu coi là vậy đi sở dĩ tôi có thể chạm đến ngưỡng cửa của đạo hoàn toàn nhờ tiểu hữu đó kiếm thập tam gật đầu chỉ cần nhớ giữ bí mật là được ông chủ quán đậu phụ gật đầu giới trẻ bây giờ nhiều thủ đoạn quá sau đó kiếm thập tam gọi điện cho giang tả giang tả vừa tu luyện xong đang ngủ say thì bị đánh thức hắn liếc nhìn điện thoại của mình lúc đầu hắn còn tưởng những kẻ lừa đảo bây giờ tận tâm thế đêm rồi vẫn gọi điện hắn không nghĩ là tô kỳ bởi vì tô kỳ sẽ không gọi điện thoại buổi tối tuy nhiên sau khi nhìn thấy là cuộc gọi từ kiếm thập tam hắn chỉ có thể nghe máy hắn nghe thấy kiếm thập tam hỏi tiểu hữu hôm nay khi học nấu ăn tôi gặp chút phiền toái nhỏ đừng vô nghĩa nói thẳng nấu ăn quá khó giang tả có khi còn không biết kiếm thập tam lập tức nói ra khó khăn của mình vì lý do kiếm đạo tôi không thể nấu ăn bình thường nhưng tôi không có khả năng quên đi kiếm của mình tôi không thể làm được giang tả không chút biểu cảm đáp chỉ vậy thôi kiếm thập tam nói đúng vậy tiểu hữu có cách nào không giang tả nói anh thích gì nhỏ đúng không bà ấy chẳng khác nào thanh kiếm trong tay anh đúng không vậy khác gì anh đang nắm gì nhỏ trong tay kiếm thập tam sửng sốt sau đó bật cười ra vậy tiểu hữu thật là không đợi kiếm thập tam nói xong giang tả đã cúp máy kiếm thập tam ông chủ quán đậu phụ tò mò hỏi cúp máy rồi kiếm thập tam nhìn lên bầu trời phát hiện đã muộn liền nói chúng ta ảnh hưởng tới giấc ngủ của tiểu hữu sao dù sao kiếm thập tam cũng biết giang tả chỉ có nhị giai nhị giai bình thường đều phải ngủ ông chủ quán đậu phụ hình như đã thực sự muộn lúc này ông chủ quán đậu phụ lại nhìn kiếm thập tam lập tức ngây ngẩn cả người sau khi thay đổi hơi thở kiếm đạo trên người kiếm thập tam hoàn toàn biến mất kiếm đạo bị kiềm chế, hoàn toàn bị kiềm chế. Loại cảnh giới này không biết cao hơn hắn gấp bao nhiêu. Hơn nữa kiếm thập tam vừa vấn đạo, có thể ẩn giấu kiếm đạo quả thực là không dễ. Đây mới là phong hoa tuyệt đại chân chính. Lần đầu gặp kiếm thập tam, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng kiếm thập tam sẽ có thể trở thành một người kiêu ngạo như vậy. Lúc này kiếm thập tam nói, "Giờ đã có thể học được chưa?" Ngày hôm sau, kiếm thập tam mang một chiếc bát lớn đi đến nơi ở của Nguyệt Tịch. Sau một đêm nghiên cứu, cuối cùng hắn cũng làm được, tuy không đẹp lắm nhưng hương vị thì khá ổn. Ông chủ quán đậu phụ giơ ngón tay cái lên, mặc dù ánh mắt có chút chết tâm. Nhưng không còn thời gian nữa, chẳng bao lâu họ sẽ lên đường đến kiếm tu nhất mạch. Nếu không đưa nó cho sư muội, rất khó để nói liệu hắn có bị ghét bỏ hay không, dù sao hiếm khi hắn nói được vài lời với nguyệt tịch. Lúc này, trong đống đổ nát của tiệm đậu phụ, ông chủ quán đậu phụ đang sùi bọt mép ngã trên đất. Nguyệt tịch chống má ngồi trên ghế đá, cô chỉ muốn sư huynh tự mình đưa đồ ăn tới thôi, ai ngờ hắn lại tự mình chạy đi nấu ăn động tĩnh phát ra kinh động tới cả thánh địa còn tưởng hắn bị điên cuối cùng rất nhiều người thật sự cho rằng hắn điên rồi bát giai vấn đạo vẫn còn xuống bếp không phải điên thì là gì bát giai vấn đạo rất hiếm gặp bên ngoài thánh địa ngay cả thất giai nhập đạo còn không có huống chi là bát giai vấn đạo ở các môn phái khác nhiều nhất chỉ có thất giai nhập đạo bát giai đã hiếm huống chi là vấn đạo cho nên một cao nhân trong truyền thuyết như kiếm thập tam lại không làm gì khác chỉ chạy xuống bếp thật sự là khó hiểu kiếm thập tam nhanh chóng đi đến nơi ở của nguyệt tịch khi kiếm thập tam đến nguyệt tịch cũng nhìn thấy nhưng vừa nhìn kiếm thập tam nguyệt tịch đã choáng váng kiếm thập tam bây giờ trông rất bình thường nhưng lại có cảm giác không bình thường rõ ràng cảnh giới của hắn đã tiến bộ thêm bước nữa thật sự là biến thái tại sao hắn lại có thể tiến bộ nhanh như vậy thăng cấp mà không cần giảm sóc sao nguyệt tịch không khỏi suy nghĩ trong lòng nhưng nhìn cái bát lớn trong tay Kiếm Thập Tam, Nguyệt Tịch có chút mong chờ. Hoàn toàn khác với lần trước, lần này sư huynh tự tay làm, còn đích thân mang đến. Nói gì cô cũng phải nếm thử. Lúc này, Nguyệt Tịch đã đứng dậy, cười nói, "Sao huynh lại ở đây?" "Ta, ta." Kiếm Thập Tam cảm thấy mình không thể nói rõ được, cho nên hắn trực tiếp đưa bát ra, nói, "Ăn đi." Nguyệt Tịch chỉ vào chính mình nói, "Cho muội sao?" Kiếm Thập Tam gật đầu. Nguyệt Tịch không giả vờ giả vịt nữa vươn tay cầm lấy bát lớn, sau đó nở nụ cười nói, cảm ơn sư huynh. Không có gì. Lúc sau kiếm thập tam lại nói, vậy. Vậy vậy ta, ta đi đây. Nguyệt tịch đi đến thạch bàn, đặt bát lớn xuống, nói, sư huynh, huynh không nếm thử xem hương vị thế nào sao. Kiếm thập tam sững sờ, sau đó nói, có, có thể không. Nguyệt tịch gật đầu nói, muội đã không phải thánh nữ nữa rồi. Không phải là thánh nữ có nghĩa và không chỉ có thể tiếp xúc với nam nhân, mà còn có thể kết hôn, Kiếm Thập Tam chỉ gật đầu, vậy thì ta, ta đứng đây, nhìn, nhìn muội ăn cũng được. Lần này Nguyệt Tịch không nói gì, đứng yên cũng được, còn hơn nấp sau lưng lén nhìn. Sau đó, Nguyệt Tịch mở cái bát lớn ra, lông mày cau lại. Lần trước bà không mở cái bát kia, nhưng cũng biết bề ngoài của nó nhìn không tệ, nhưng thứ này, thành thật mà nói, có một chút mơ hồ. Màu không trong, hơi tối, nhưng có thể lờ mờ nhận ra đây là những lát thịt. Kiếm Thập Tam bối rối nói, đây là lần đầu tiên lần đầu tiên lần đầu tiên ta nấu ăn hơi hơi kém một chút nguyệt tịch cũng không quan tâm lắm dùng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng khoảnh khắc đó nguyệt tịch cảm thấy mình như muốn nổ tung quá 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 khó ăn rồi nếu không phải do sư huynh đưa tới bà sẽ nghi ngờ là ai đó muốn giết mình mất tuy nhiên nguyệt tịch vẫn cắn vài miếng rồi nuốt xuống kiếm thập tam hỏi ngay sao thế nào thế nào nguyệt tịch nở một nụ cười gượng ép cũng được không tệ vậy thì ta thử xem nói rồi kiếm thập tam cũng định nếm thử món ăn mình làm nhưng nguyệt tịch bất ngờ ôm bát lên sau đó lắc đầu không không được kiếm thập tam bối rối nguyệt tịch nói tiểu nguyệt và tiểu cửu chuẩn bị rời khỏi đây huynh mau đi xem đi đừng lo ăn nữa nguyệt tịch đã nói vậy kiếm thập tam tự nhiên sẽ không nhiều lời dù sao nguyệt tịch thích món ăn hắn nấu là được như vậy chứng tỏ sư muội không chán ghét hắn còn có thể nói thêm vài lời so với trước kia thật sự tốt hơn rất nhiều hắn cảm thấy mình càng ngày càng mạnh sẽ càng ngày càng gần với nguyệt tịch hơn cho đến một ngày hắn có thể cưới nguyệt tịch làm vợ đạt đến cảnh giới trí cao không phải là mục đích nó chỉ là một phương tiện một quá trình cưới được nguyệt tịch mới là mục tiêu thực sự sau khi kiếm thập tam đi rồi nguyệt tịch vất vả nằm trên bàn nhìn chiếc bát to mà kiếm thập tam mang tới bất lực nói xem ra chỉ có thể dùng làm đồ sưu tập về sau để hắn tự mình ăn thử giờ tạm thời không đả kích hắn làm gì phía tĩnh nguyệt quả thực đã chuẩn bị gần xong sáu người dự định sẽ khởi hành chỉ cần có một thời gian tốt để xem địa điểm được ghi lại trong ghi chép của thánh địa tô kỳ ngồi ở một góc ngẩn người thanh liên tò mò hỏi sư tỷ đang nhớ tới giang đại ca sao tô kỳ lắc đầu không sao chỉ có lúc nghỉ ngơi buổi tối mới cực kỳ nhớ chủ yếu là hôm nay cảm thấy không ổn tĩnh nguyệt nói không phải chỉ mới mấy ngày thôi sao có cần nhớ như vậy không tô kỳ lập tức gật đầu nhớ chứ cực kỳ cực kỳ nhớ tĩnh nguyệt vừa nghiên cứu cây thương vừa nói đừng mong đợi chị sẽ cho em trở về chờ xong việc nhất định sẽ cho em đi hoặc là khi cảm xúc của tiểu giang nhà em không ổn thì cho em về tránh cho em thành một tiểu oán phụ thực sự tô kỳ nhìn tĩnh nguyệt nói nhưng sư tỷ từ sáng em đã bắt đầu cảm thấy xui xẻo rồi nghe những lời này tĩnh nguyệt choáng váng thanh liên cũng ngây ngẩn vận rủi của tô kỳ là thứ bọn họ đã từng nhìn thấy đặc biệt khoa trương tĩnh nguyệt nói không phải vẫn chưa đến lúc sao Tô Kỳ nói: "Ừm, đúng là còn một khoảng thời gian mới tới, nhưng lần này vận rủi rất nhẹ, không khác mấy so với lần trước." Tĩnh Nguyệt gật đầu, "Vấn đề không lớn, chúng ta cứ để nó qua đi, nhân tiện quan sát xem nó có bùng phát như lần trước không." Nhìn thấy vẻ oán hận trên mặt Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt cười nói: "Đừng lo lắng, có tỷ tỷ ở đây, chắc chắn vấn đề không lớn. Nhưng giờ không thích hợp để phát sóng trực tiếp nữa, trong trường hợp không may phát sóng trực tiếp, rất dễ mất fan." Tô Kỳ, Thanh Liên lúc này tiêu tiêu chạy vào nói thánh nữ sư tỷ thánh nữ sư tỷ sư bá đến rồi hỏi nhóm chúng ta có phải sắp đi không tĩnh nguyệt nói đúng chúng ta chuẩn bị lên đường thôi không lâu sau tĩnh nguyệt và những người khác leo lên miên vân lần này họ coi miên vân như thú cưỡi kiếm thập tam xuất hiện trước mặt họ và nói ta đưa cho miên vân một đạo kiếm khí để mọi người có thể đến nơi nhanh chóng đến lúc đó ta cũng sẽ tới nhưng để không bị kiếm tu nhất mạch quan tâm quá nhiều ta sẽ trốn trong bóng tối mấy đứa cứ việc yên tâm là được. Tĩnh Nguyệt kính cẩn nói, cảm ơn sư bá. Kiếm thập tam gật đầu, rồi vung tay lên, một đạo kiếm khí xuất hiện bao quanh Miên Vân, không chỉ giúp Miên Vân tăng tốc độ mà còn bảo vệ cả nhóm. Có thể nói, tiền bối kiếm thập tam vô cùng chi kỷ. Sau khi các cô khởi hành, kiếm thập tam cũng lên đường, đương nhiên hắn không đi ngay mà vòng qua đón Giang Tả. Hắn biết chỗ đại khái là được. Không rõ vị trí cụ thể thì cứ để Giang Tả định vị là xong lúc này nguyệt tịch đang ngồi trong thánh thú hồ dùng chân vỗ vỗ mặt nước nói lão ngũ người nói xem có phải ta già rồi hay không giọng huyền vũ non nớt vang lên không phải lão thất nhỏ tuổi hơn ta nguyệt tịch cười nói đột nhiên ta phát hiện một chuyện huyền vũ khó hiểu chuyện gì nguyệt tịch chạm vào chiếc vòng trên cổ tay nói ta rất thích chiếc vòng này huyền vũ khinh thường rõ ràng khó coi như vậy ánh mắt của nhân loại không tốt lão thất bị làm hỏng rồi tiểu tỷ tỷ, ngươi thật ngốc, từ nay về sau để ta làm tỷ tỷ đi. Huyền Vũ trực tiếp lao đầu rắn tới cắn. Nó mới là tỷ tỷ. Tuy nhiên, Nguyệt Tịch đã đoán trước được Huyền Vũ sẽ cắn người, ngay lập tức tránh đi. Lão Ngũ, mau gọi tỷ tỷ, về sau tỷ tỷ sẽ bảo vệ muội, mang đồ ăn cho muội. Lão Thất, ngươi, đứng lại, để ta cắn xem nào. Hôm nay Giang Tả vừa tỉnh liền định đi làm, nhưng nửa chừng kiếm thập tam lại gọi điện đến, nói rằng hắn chuẩn bị đến kiếm tu nhất mạch rơi vào đường cùng giang tả chỉ có thể ở nhà đợi kiếm thập tam đến đón nghĩ lại sắp được gặp tô kỳ thì cũng vui hắn đã không gặp cô một tuần rồi đi ra ban công hồng thự và thập thất thập bát đều đang hấp hối có vẻ như không có vấn đề gì lớn lúc quay về vừa vặn bị hành hạ đến chết là được càng dễ giải thích cho tô kỳ sau đó giang tả thu tất cả linh quả đi thay thế chúng bằng những quả lê bình thường cạc cạc hồng thự kêu lên trái cây ngon như thế nó còn chưa ăn sao đã lấy đi hết cả rồi giang tả mặc kệ nó những thứ khác giang tả không hề động vào không để lại cái gì khiến tô kỳ nghi ngờ là được sau khi kiểm tra xong giang tả liền cất đoạn kiều đi bây giờ thời gian đã gần đến kiếm thập tam cũng nên xuất hiện dù sao hắn cũng không phải là tu sĩ bình thường di chuyển rất nhanh quả nhiên không bao lâu sau kiếm thập tam đã xuất hiện bên ngoài ban công nhà giang tả xuất hiện hơi đột ngột có lẽ do tốc độ quá nhanh giang tả kiếm thập tam nhìn giang tả có chút bất đắc dĩ tiểu hữu cậu bị nhốt ban công nhà giang tả có lan can bảo hộ có cần tôi giúp tiểu hữu phá vỡ nó không kiếm thập tam lại nói giang tả anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở thời đại này thì tốt nhất nên tìm hiểu thêm về nó trên mạng kiếm thập tam hắn bế quan nhiều năm như vậy cũng đã tìm hiểu về ly uyên đảo nhưng ly uyên đảo không có những căn nhà như vậy ban đầu hắn tưởng chúng dùng để nhốt tù nhân nhưng nghĩ kỹ lại Điều này cũng đúng, dù sao người bình thường cũng cần được bảo vệ như vậy. Sau đó kiếm thập tam nói, tiểu hữu muốn đi ra như thế nào? Giang tại yêu cầu kiếm thập tam đợi ở cầu thang. Có một trận pháp ẩn trên người kiếm thập tam, cho nên không cần lo lắng về việc bị nhìn thấy. Sau đó, Giang tả liền đứng trên phi kiếm của kiếm thập tam. Ngay lập tức, kiếm thập tam mang theo Giang tả bay về phía kiếm tu nhất mạch. Trên đường đi, Giang tả hỏi, anh xuống bếp nấu cơm cho gì nhỏ? Kiếm thập tam gật đầu, ừm, um sáng nay mang đến cho sư muội sư muội còn nói cũng được giang tả lông mày giật giật điều đó có nghĩa là kiếm thập tam có tài nấu nướng chỉ một đêm đã có thể làm ra được đồ ăn giỏi hơn hắn không biết bao nhiêu lần chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio chẳng biết vì sao ở phương diện này hắn lại không có thiên phú nếu tô kỳ không chịu nấu ăn thì đúng là khủng khiếp nghĩ đến tô kỳ giang tả cảm thấy ngoài tính khi nóng nảy ngoài việc thích đánh người ngoài việc hơi tùy hứng ngoài việc Tóm lại ngoài việc đẹp ra thì chẳng có gì. Nhưng trong mắt Giang Tả, Tô Kỳ thực sự rất tốt. Có thể được sống cùng nhau là cảm giác vô cùng tốt đẹp. Tiểu Hữu chỉ muốn đi gặp thánh nữ đạo lữ của mình thôi hả?" Kiếm Thập Tam hỏi. "Là thánh nữ dự bị." Giang Tả sửa lại. "Tô Kỳ không thể là thánh nữ, miễn là tôi vẫn còn ở đây." Kiếm Thập Tam không nói gì, nhưng hắn vẫn rất ngưỡng mộ Giang Tả. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, vẫn chỉ có thể nói thêm được vài câu với sư muội trong khoảng thời gian này còn phải nhờ sự giúp đỡ của giang tả mới có thể để sư muội ăn những món hắn làm mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt hắn cảm thấy một ngày nào đó mình cũng có thể giống như giang tả cưới thánh nữ làm vợ lúc này kiếm thập tam nghiêm nghị nói tiểu hữu hỏi cậu một chuyện giang tả không nói đợi kiếm thập tam hỏi lúc quay lại tôi thấy tiểu huyền vũ đang tu luyện một công pháp cực kỳ cao thâm những người khác có lẽ không nhìn thấy gì nhưng thân là bát giai vấn đạo tôi vẫn có thể nhìn ra nhưng tôi không thể hiểu đó là gì, chỉ có một số suy đoán, không biết chuyện này có liên quan gì đến tiểu hữu không? Kiếm thập tam hỏi. Giang tả kinh ngạc, tại sao anh nghĩ như vậy? Kiếm thập tam không che giấu chút nào, đoán thôi, bởi vì bên ngoài thánh địa, không ai có tư cách làm chuyện này. Những người trong bóng tối thì không quan tâm đến những người ở bên ngoài. Giang tả gật đầu, đúng vậy, tôi dạy nó đấy. Tiện tay. Kiếm thập tam nhìn Giang tả nói, là di giới thánh tượng. Giang tả lầm bầm, nhưng nó đã được tôi sửa đổi từ di giới thánh tượng gốc. Những gì tôi dạy nó là, pháp quyết trí cao có thể đánh đổ toàn bộ thánh thú tứ tộc. Kiếm thập tam không hỏi nhiều, chỉ nhìn về phía trước, nói, thật không? Tôi rất mong đợi, nhưng tiểu huyền vũ không được thông minh cho lắm. Giang tả nói, là ngớ ngẩn, linh thú bình thường nếu học được những gì tôi dạy, đã sớm phi tốc thăng thiên từ lâu. Nó thì ngược lại, đến giờ một chút động tĩnh cũng không có. Kiếm thập tam cũng mỉm cười, hắn lớn lên cùng nguyệt tịch, cùng theo dõi và cùng nguyệt tịch lớn lên. Cho nên hắn thường xuyên nhìn thấy huyền vũ, nhưng huyền vũ không hề có dấu hiệu trưởng thành. Nó luôn là một đứa trẻ, vẫn còn nhỏ. Bây giờ đứa nhỏ này có thể học được công pháp siêu việt thánh thú tứ tộc, hắn cũng rất vui. Vì khi đó, nguyệt tịch chắc chắn sẽ rất vui. Lúc này, kiếm thập tam đột nhiên hỏi, nếu tôi kết hôn với sư muội có phải tiểu hữu sẽ gọi tôi là dượng không? Giang tả cao mày, sau đó lạnh lùng nhìn kiếm thập tam, loại chuyện này sao anh không đi hỏi gì nhỏ của tôi ấy kiếm thập tam không cần nghĩ cũng biết kiếm thập tam căn bản không dám nói trên nghiên vân lúc này tuyết ngọc và y nhược cùng tiêu tiêu nhìn xung quanh thốt lên oa wow, đây là bên ngoài sao em lớn như này lần đầu tiên được nhìn thấy tiêu tiêu còn nhỏ từ bé đến lớn đều ở thánh địa cho nên chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài ngay cả tuyết ngọc và y nhược cũng gần như vậy cho nên bọn họ vô cùng ngạc nhiên thanh liên cười nói sau này nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội lớn lên rồi có thể tùy ý đi ra ngoài tiêu tiêu vui vẻ nói thật sao vậy em muốn mau chóng lớn lên tĩnh nguyệt nói càng lớn càng cô đơn tiêu tiêu khó hiểu nhìn tĩnh nguyệt thánh nữ sư tỷ nói vậy có ý gì tô kỳ nói thánh nữ của chúng ta mỹ mạo vô song toàn bộ tu chân giới ít người có thể so sánh được cho nên chị ấy rất cô độc loại cô độc này chúng ta không thể hiểu được tiêu tiêu khở dại nói vậy em không cần loại cô độc ấy Tô Kỳ mỉm cười, xoa đầu Tiêu Tiêu rồi hỏi Tĩnh Nguyệt, sư bá muốn đi cùng để làm gì? Tĩnh Nguyệt thản nhiên đáp, đón Tả Ca nhà em. Tô Kỳ đen mặt, sư tỷ, Tả Ca không gây chuyện với chị, sao chị lại đổ hết mọi chuyện lên đầu anh ấy? Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ nghĩ ngợi, để em vui vẻ một chút chăng? Hay là do ảo tưởng? Tô Kỳ bất lực, thôi được rồi, cô thừa nhận nếu Giang Tả thực sự đến, cô sẽ rất vui. Nhưng điều này là không thể, hơn nữa cô cũng không muốn Giang Tả phải khó chịu ở chỗ này cho nên loại ảo tưởng kia, cô thật sự không muốn ôm lấy. Sau đó Tô Kỳ bất lực thở dài. Tĩnh Nguyệt nói, tiểu oán phụ, gần đây lại than thở chuyện gì? Không phải do lỗi của chị sao? Tự nhiên nhắc đến tà ca, làm em cứ nghĩ về anh ấy. Tô Kỳ tức giận nói. Tĩnh Nguyệt xòe hai tay, tiện thì nhắc tới thôi, không phải muốn em vui lên à? Chỉ cần là chuyện có liên quan đến tà ca nhà em thì em mới có thể vui vẻ. Ai biết em lại biến thành một tiểu oán phụ, Lúc này, Kiếm thập Tam đã đưa Giang Tả đến Ly Uyên đảo. Giang Tả kinh ngạc, anh muốn tới đây xem? Kiếm thập Tam gật đầu, "Ừm, um, dạo này không rảnh nên giờ tôi muốn qua xem một chút, xác nhận xem trạng thái của Thâm Uyên thế nào." Giang Tả không nói gì, dù sao hắn cũng không có loại suy nghĩ này, ở đây nổ hay không nổ, hắn cũng không tổn thất gì, dù sao Tô Kỳ cũng không ở đây. Sau đó, Kiếm thập Tam đưa Giang Tả đến chỗ phong ấn, bởi vì có Ly, Kiếm thập Tam lại giúp Giang Tả thêm một lớp che giấu. Phương pháp của bát giai vấn đạo là thứ mà bây giờ Giang tả không thể sử dụng. Hơn nữa, phương pháp của kiếm thập tam khác với những người khác, dưới vấn đạo chắc chắn không thể nhìn thấu được. Khi đến gần phong ấn, Ly liền tỉnh dậy. Ly cảm giác được khí thức cường đại, bị buộc phải thức tỉnh. Khi nhìn thấy Giang tả và kiếm thập tam, Ly thở vào nhẹ nhõm, cô cười nói, tại sao hai vị tiền bối lại ở đây? Tôi sắp chết rồi sao? Tỷ tỷ tôi nói rằng trước khi chết phải viết di thư. Giang tả, hắn chỉ có thể bỏ qua nó. Nhưng Kiếm Thập Tam đã mở miệng đáp, "Tiểu Hữu không cần lo lắng, chúng tôi chỉ đến xem cô có thể tiếp tục bế quan." Ly cảm tạ, "Cảm ơn tiền bối, nhưng tỷ tỷ nói, khách nhân chưa đi mà mình cứ ngủ là không được lịch sự." Lần này tới Kiếm Thập Tam cũng không muốn để ý Ly. Kiếm Thập Tam đang định nhìn xung quanh, Ly đột nhiên bật cười. "Ha ha, Giang tả, Kiếm Thập Tam." Nhìn thấy Giang tả và Kiếm Thập Tam đều đang sững sờ, Ly nhịn không được cười nói tỷ tỷ tôi nói, nhìn thấy khách đến nhất định phải cười vui vẻ. Tôi còn chưa đủ vui sao? Giang tả có suy nghĩ muốn đánh ngất cái người này. Cho nên tỷ tỷ cô ta là Lam Nguyệt. Rốt cuộc vấn đề là của ai? Cuối cùng, kiếm thập tam nói, tiểu hữu, cô không cần lo lắng cũng không cần quan tâm cái gì, cứ yên lặng ngồi đó là được. Ly gật đầu, lần này không làm gì cả. Kiếm thập tam nói với Giang tả, tiểu hữu cảm thấy có vấn đề gì với phong ấn không? Giang tả lắc đầu, phong ấn không có vấn đề gì, sau đó giang tả hỏi kiếm thập tam tại sao anh phải đến đây nhìn xem một chút kiếm thập tam nhìn vào trung tâm của đáy vực nói tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây nhưng tôi không thể nói rõ được giang tả nhíu mày hắn không cho rằng kiếm thập tam nghi thần nghi quỷ tu vi bát giai vấn đạo của hắn không thể xuất hiện ảo giác cho nên thực sự có vấn đề ở đây với tu vi hiện tại của giang tả tự nhiên có những thứ không thể nhìn ra được giang tả hỏi việc này có liên quan đến thiên địa đại cục không kiếm thập tam lắc đầu tôi không hiểu lắm về thiên địa đại cục thiên địa đại cục liên quan tới nhân quả bát giai vấn đạo chưa đủ để lý giải tuy nhiên kiếm thập tam cũng không định lý giải thiên địa đại cục hắn đưa giang tả vào tận đáy thâm uyên chẳng bao lâu sau kiếm thập tam và giang tả đã đến đáy giữa ở vị trí này người bình thường hoàn toàn không thể đứng vững thực lực là một chuyện quan trọng hơn là chỗ sâu của thâm uyên có thể mê hoặc tâm trí kiếm thập tam là kiếm tu cho dù thâm uyên vô cùng uy lực cũng không đủ khiến hắn lạc đường giang tả lại càng không chỉ cần không chạy đi rèn thì hắn sẽ không bao giờ đánh mất bản thân đoán tạo đúng là có độc kiếm thập tam và giang tả đứng ở chỗ này khi họ nhìn xuống thâm uyên thâm uyên cũng nhìn về phía mấy người giang tả ánh mắt của giang tả trực tiếp xuyên thấu qua những luồng khí tức thâm ảo kia đó là những biểu tượng của thâm uyên người bình thường sẽ bị lạc vào những thứ này đó là bí ẩn của thâm uyên sức mạnh trung tâm tối thượng Đáng tiếc, những thứ này không có tác dụng đối với Giang Tả. Kiếm thập tam là kiếm tu, bất luận hắn hiểu hay không, mọi thứ đều phải tránh ra, bao gồm cả những thứ này. Ngay sau đó Giang Tả và kiếm thập tam đã nhìn thấy một thứ. Có một hòn đảo nằm sâu trong thâm uyên, trên đảo có không ít người đi lại. Mà một người ở bên trên cũng đang nhìn bọn họ. Cô gái này rất giống Ly, khả năng là mô phỏng Ly để xuất hiện. Giang Tả nhíu mày, phải biết kiếp trước khi hắn đến đây, dưới thâm uyên không phải như thế này chỉ có một ly cùng với sự tồn tại của thâm uyên sự tồn tại đó chiếm cả một khu vực rộng lớn đem thâm uyên mở rộng tới gần hết hải dương khi đó giang tả cảm thấy thâm uyên như vậy hẳn đang ở thời điểm đỉnh cao nhưng sau khi nhìn thấy hòn đảo nhỏ này hắn lại cảm thấy thâm uyên của kiếp trước có lẽ đã bị phá hủy bởi vì giang tả cảm giác thâm uyên lúc này mới hoàn toàn đầy đủ mới có thể trở lại đỉnh phong chân chính thâm uyên như vậy hẳn sẽ có biện pháp phá vỡ phong ấn nó thực sự là mối nguy hiểm tiềm ẩn giang tả có lẽ đã hiểu ra ly là môi giới dù thất bại cũng không có việc gì thâm uyên tồn tại sẽ sử dụng ly để mô phỏng ra không gian thâm uyên hoàn chỉnh cũng chính là hòn đảo kia hòn đảo đó là thế giới nội tâm thuần túy bên trong ly tức ly uyên đảo hòn đảo tuy nhỏ nhưng rất hoàn chỉnh điều này mang lại cho thâm uyên khả năng phát triển không giới hạn sau khi lợi dụng ly dù có bị chấn áp hay không bọn họ cũng không thua thiệt gì điều hắn thiếu bây giờ là thời gian giang tả nói anh định phá hủy hòn đảo nhỏ kia kiếm của kiếm thập tam đã xuất hiện nếu chúng ta không đoán sai đảo nhỏ mới là cốt tủy trung tâm phá hủy nó mới có thể chấn áp đối phương giang tả không nói gì trực tiếp dẫn động phong ấn và tứ phương chấn áp yên tâm công kích đi tốc chiến tốc thắng hắn còn đang chờ đi gặp tô kỳ đây tồn tại giống như ly ở trong thâm uyên lạnh lùng nhìn về phía giang tả cùng kiếm thập tam sau đó khinh thường nói lại là các ngươi muốn làm càn thì thế nào Nơi này không như các ngươi nghĩ đâu. Thâm Uyên Ly không có động tĩnh gì, Thâm Uyên là nơi nào cơ chứ? Cho dù có chỗ hồng ở đây, cũng không phải thứ mà hai người bên ngoài có thể tùy ý xen vào. Nếu Thâm Uyên là nơi có thể bị một hai người tùy tiện can thiệp, làm sao nó có thể tồn tại lâu như vậy? Lúc này, Giang Tả dẫn động phong ấn đi tới, mà chấn áp lực cũng bắt đầu tràn ngập Thâm Uyên, Giang Tả khống chế càng tinh xảo. Sau đó chấn áp lực bắt đầu phân giải xuyên qua bí ẩn của Thâm Uyên, nhanh chóng chấn áp vô số ký hiệu đan sen trong không trung, như thể đó là một trận chiến kỳ lạ có một không hai. Không lâu sau, chấn áp lực liền chiếm ưu thế, một khe hở xuất hiện, thâm uyên chân chính vì thế mà lộ ra. Khi khe hở xuất hiện, thâm uyên ly đột nhiên đứng lên, không thể nào. Nó có chút không thể tin được, phòng ngự của thâm uyên bị nứt ra. Điều này sao có thể? Đó là một phần hơi thở của thâm uyên, ai có thể tìm hiểu và phá giải được chứ? Năm ấy những người đó cũng không thể làm được tuy nhiên không ai để ý tới nó khe hở mở ra thanh kiếm của kiếm thập tam bắt đầu nở rộ đó là một thanh kiếm đỉnh thiên lập địa kiếm thập tam hai tay cầm kiếm bắt đầu tấn công đảo nhỏ trong thâm uyên thâm uyên ly lập tức mắng ngươi dám kiếm thập tam không có ý định trả lời bất cứ điều gì hắn đến đây để giải quyết chuyện này nếu không hắn không thể yên tâm ở lại thánh địa sư muội hắn đang ở thánh địa cho nên hắn đương nhiên muốn ở thánh địa nhiều hơn vì vậy hắn phải phá hủy hòn đảo nhỏ này dù đối phương có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn được tâm tư này của hắn thâm uyên ly rất tức giận đối phương có thể tấn công được đây là điều mà hắn không bao giờ mong đợi sắc mặt thâm uyên ly có chút dữ tợn nhân loại các ngươi sẽ phải hối hận sau đó hai tay nó tạo thành hình chữ thập cung kính lạ thường nói cung thỉnh hình chiếu tiên tổ lúc này cơ thể của thâm uyên ly bắt đầu tiêu tán hòn đảo ban đầu bỗng bị bao phủ bởi một tòa hắc thành khổng lồ trong tòa thành có một người đang đứng người này ngẩng đầu nhìn kiếm thập tam sau đó nói, nhân loại, ngươi sẽ phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình. Giọng nói của người này rơi xuống, khí tức của thâm uyên vô tận cùng sức mạnh khổng lồ lập tức dâng lên. Nhân loại, khao khát quyền lực đi, để rồi cuối cùng trở lại thâm uyên hoặc hủy diệt thế giới. Giọng nói này có sức cám dỗ vô tận. Đặc biệt khi đối mặt với sức mạnh khủng khiếp đó, ai cũng sẽ vô cùng thèm muốn. Mà những kẻ khao khát thứ quyền lực này, bất cẩn một chút sẽ rơi xuống thâm uyên. Nhưng kiếm thập tam không hề lay động, kiếm của hắn, thâm uyên này không đủ tư cách để lây nhiễm, bởi nó thuần túy và hoàn mỹ, không một tỷ vết. Hắn không cần những thứ dư thừa kia. Trước ý chí của kiếm thập tam, hình chiếu kia trong thâm uyên cũng bị bất ngờ. Đối phương rõ ràng là bát dai, nhưng hắn vẫn có thể giữ được lòng mình trong hoàn cảnh này. Nhân loại, ngươi là người thứ hai đứng vững được trước mặt ta. Người trước đó đã biến mất, bây giờ đến lượt ngươi. Tồn tại này thâm uyên mang theo sự tự tin như thể phán xét được tất cả thế giới giang tả lạnh lùng nhìn hắn lúc này ấn ký bỗng đột nhiên dao động nó mãnh liệt đến mức dù giang tả không lấy ra vẫn có thể cảm nhận được tin đang đến ngay cả kiếm thập tam cũng cảm thấy ở gần đó có chuyện không ổn nhưng hắn không có thời gian để phân tâm hắn cần phải giải quyết việc ở đây đã hình chiếu mới này mạnh hơn nhiều so với tồn tại lúc đầu kiếm thập tam cần phải toàn lực giết đối phương hơi thở vô tận của thâm uyên cùng kiếm quang chém giết tất cả trong nháy mắt va chạm mãnh liệt vào nhau truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé lúc này giang tả nhìn hai cỗ lực lượng va chạm với nhau hơi thở của thâm uyên áp đảo vạn vật cuối cùng lao thẳng lên trời còn có một mỹ nữ đứng trên trời cao tuy không thấy mặt nhưng cũng khiến người ta cảm thấy xinh đẹp sức mạnh của thâm uyên nháy mắt bao phủ cô không lâu sau hơi thở của sinh mệnh biến mất hơi thở của thâm uyên cũng tan biến nữ tử kia rơi xuống Giang tả sững sờ, bởi vì hắn phát hiện ra nữ tử đó chính là Tần Thiên Ngưng. Lúc sau Giang tả kiểm tra ấn ký, thấy ấn ký đã chia sẻ video. Nhưng giờ Giang tả không quan tâm, chuyện xảy ra quá đột ngột đến mức ấn ký cũng không kịp phản ứng. Kiếm thập tam ngạc nhiên, tiểu hữu, có chuyện gì xảy ra? Kiếm thập tam nhìn Tần Thiên Ngưng nói, thật đáng tiếc, cứ như vậy mà chết. Giang tả lắc đầu, chuyện này không thích hợp để cậu biết. Nhưng mà nữ tử kia có thể liên quan tới thánh địa, kiếm thập tam không hỏi nhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát ngay khi thi hài tần thiên ngưng sắp rơi xuống thâm uyên một người mặc đồ trắng bước ra khỏi không gian hắn nhẹ nhàng đỡ lấy tần thiên ngưng hắn ôm thiên ngưng một lúc lâu hoàn toàn không để ý đến sự ăn mòn của thâm uyên đối với mình sau đó khí tức quanh thân hắn biến hóa trong khoảnh khắc âm u vô tận bùng nổ trên cơ thể thậm chí như muốn nhấn chìm cả thâm uyên bầu trời tối sầm lại vào lúc này một giọng nói thâm thúy tăm tối truyền khắp bốn phía ta muốn tất cả các ngươi đều phải chết. Khí tức u ám lập tức cuồng bạo, mang theo khí thế muốn hủy thiên diệt địa, như thể cả thế giới này tan tành cũng không đủ để xoa dịu cơn tức giận của hắn. Ngay khi người đó sắp bạo tẩu, một bàn tay đặt lên vai hắn, không khí âm u khổng lồ lập tức bị dập tắt. Âm u nam tử quay đầu lại nói, đừng cản ta. Trên đời này có thể một tay chấn áp hắn, chỉ có một người. Ngoại trừ tần thiên, không có người thứ hai. Khi Giang tải nhìn thấy người này, hắn lập tức nhận ra, đúng, đây chính là tần gia huynh muội và tiên linh phủ chủ. lúc này tần thiên nói, uti, ngươi đang bị phẫn nộ chi phối. tiên linh phủ chủ, vậy thì sao? không có thiên ngưng, hắn giữ lý trí để làm gì? hắn không cần gì cả. tần thiên vẫn bình tĩnh, ngươi còn nhớ rõ vạn diệp tiên linh của mình sao? thiên ngưng có thể được cứu. tiên linh phủ chủ sừng sốt, sau đó nói, ý của ngươi là? tần thiên gật đầu, trên lý thuyết là có thể, nhưng ta không biết rõ ràng chuyện này ngươi còn hiểu biết hơn ta nơi này giao cho ta chúng ta không còn thời gian để trì hoãn nữa vào lúc này âm u hơi thở lập tức biến mất tiên linh phủ chủ ôm tần thiên ngưng nói ta hiểu rồi sau đó hắn biến mất cùng với thiên ngưng còn tần thiên nhìn về phía tồn tại bên trong thâm uyên kia giang tả và kiếm thập tam cũng nhìn thấy nó tồn tại này hóa ra chính là người vừa được mô phỏng kia nhưng không biết nó mạnh hơn hình chiếu bao nhiêu lần người này nhìn về phía tần thiên Nhân loại, ngươi rất mạnh, đủ tư cách trở thành kẻ địch của ta. Chưa kịp nói xong, Tần Thiên đã cử động, trực tiếp vung tay lên, một cỗ uy lực vô song lập tức hất văng người kia ra. Sự tồn tại của Thâm Uyên nhanh chóng tái hợp lại cơ thể, miệng phun ra hơi thở của Thâm Uyên. Vừa muốn nói tiếp, Tần Thiên đã bước tới, mỗi bước đi mang theo khí thế hủy diệt, mỗi bước đi đều có thể khiến Thâm Uyên chấn động, mỗi bước đi để làm cho Thâm Uyên lùi bước. Cuối cùng, Tần Thiên dẫm lên tồn tại trong Thâm Uyên, lạnh lùng nói, là kẻ địch ngươi cũng xứng sao. Sau đó, Tần Thiên nặng nề dẫm một cước, sự tồn tại trong thâm uyên trực tiếp vỡ tan, Tần Thiên lại vươn tay bóp nát linh khí đang vỡ vụn của thâm uyên. Cuối cùng chỉ còn lại một sợi tơ mỏng manh. Khi Tần Thiên chuẩn bị phá hủy sợi tơ mảnh này, dưới thâm uyên bỗng xuất hiện một luồng khí tức khổng lồ, sức mạnh ngang ngửa Tần Thiên. Khí tức này cũng đem sợi tơ mỏng manh đi. Cuối cùng chỉ còn lại một tồn tại mạnh mẽ dưới thâm uyên. Nhưng Giang Tả có thể thấy được, tồn tại này hoàn toàn không phải đối thủ của Tần Thiên. Đời trước, Giang Tả đã từng giết kẻ này. Khi đó đối phương còn mạnh mẽ hơn bây giờ. Một khi thâm uyên hoàn thành, đối phương rất có thể sẽ có được thực lực ngụy trí cao. Giang Tả nhìn nơi này liền biết sắp kết thúc, Tần Thiên chấn áp mọi chuyện, thâm uyên nối liền với thâm uyên thế giới, thâm uyên thế giới xen vào, cho nên hắn không thể nhanh chóng giết chết sự tồn tại của thâm uyên. Vì vậy hắn chọn cách chấn áp phong ấn, kiếp trước khi Giang Tả giết chết hắn, thâm uyên thế giới không có động thái gì, nghĩ kỹ lại thì có lẽ đã không kịp ra tay đi. Rốt cuộc, ngay khi vừa gặp nhau, hắn đã bị Giang Tả giết chết. Muốn làm gì đó cũng không còn thời gian. Đối phương không kịp phản ứng lại. Sau đó, hình ảnh bắt đầu biến mất. Trước khi tan biến, Giang Tả và Kiếm Thập Tam nghe thấy Tần Thiên nói, ta có thể tạm thời để hắn đi vì lợi ích của thế giới và loài người. Nhưng nếu hắn sống đến cùng, ta hy vọng sẽ có người đến thay ta giết chết hắn sau đó hình ảnh hoàn toàn biến mất ầm um, thanh kiếm của kiếm thập tam vẫn đối đầu với thâm uyên đầu ảnh lực lượng hai bên va chạm không ai có thể chiếm thượng phong kiếm thập tam cầm kiếm đột nhiên nói tiểu hữu cậu thấy thế nào giang tả hồi phục lại nói tần thiên rất có thể chính là tần vũ vương thiên hạ đệ nhất thời kỳ viễn cổ cứu tinh của loài người lấy sức mạnh của một người chỉnh đốn nhân tộc tạo ra một thế giới mới cho loài người cuối cùng mai cốt nơi viễn cổ chiến trường kiếm thập tam vậy giang tả nhìn thâm uyên nói hãy làm theo nguyện vọng cuối cùng của hắn kiếm thập tam cười nói vậy thì tôi sẽ giết hắn đúng lúc này trong tay kiếm thập tam xuất hiện một thanh kiếm vô hình thanh kiếm này tràn ngập uy lực của đạo sau đó kiếm thập tam lao thẳng xuống thâm uyên tiểu hữu giúp tôi mở thông đạo giang tả không nói gì chỉ khống chế phong ấn nhanh chóng phá vỡ kết giới thâm uyên tuy đối thủ chỉ là hình chiếu nhưng kiếm thập tam muốn giết hắn cũng không dễ dàng những gì Giang Tả có thể giúp là để cho kiếm thập tam tốn ít sức nhất có thể. Khi tất cả phòng ngự của Thâm Uyên bị Giang Tả đánh nứt, kiếm thập tam đã tới tòa thành đó, Thâm Uyên đầu ảnh lạnh lùng nhìn kiếm thập tam, "Nhân loại, ngươi rất mạnh, ngươi." Kiếm thập tam không có ý định nói nhảm, càng ở đây lâu thì càng thiệt thòi, việc duy nhất cần làm là tốc chiến tốc thắng. Ngay sau đó, trận chiến giữa Thâm Uyên đầu ảnh và kiếm thập tam nổ ra. Ảnh hưởng của cuộc chiến vô cùng rộng lớn, nếu không phải âm ly ở trong phong ấn, nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng mà thân tử đạo tiêu cô vô cùng khiếp sợ khi nhận ra hai vị tiền bối kia có thể mạnh đến vậy không chỉ ly bị ảnh hưởng mà toàn bộ ly uyên đảo cũng thế một kiếm xuyên qua toàn bộ ly uyên đảo chịu chấn động cực lớn nếu không phải những người trên đó hầu hết là tu sĩ hoặc là có hệ thống rút lui thì khó nói sẽ thành thế nào bởi vì lúc này ly uyên đảo đã muốn nứt làm đôi đảo chủ thở dài lời cảnh cáo của kiếm thập tam quả nhiên rất hữu dụng đúng vậy ngay từ đầu kiếm thập tam đã nhắc nhở hắn bất ngờ có thể phát sinh phải chuẩn bị sơ tán bất cứ lúc nào sau đó nó thực sự xảy ra nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra bên trong mấy hòn đảo dạo này đang luân phiên nhau sao một vị tu sĩ nào đó thở dài hắn vừa mới từ đông thủy đảo đến ly uyên đảo ai biết rằng sự cố chìm đảo lại xảy ra một lúc lâu sau kiếm thập tam bước ra từ thâm uyên mà phía dưới thâm uyên bỗng chuyển tới một tiếng gầm thảm thiết đầy giận dữ nhân loại khi thâm uyên lại đến chính là ngày các ngươi tuyệt vọng kiếm thập tam không có trả lời khi thâm uyên lại đến chính là ngày ngươi tan thành mây khói đối thủ là hình chiếu kiếm thập tam không thể giết hắn hoàn toàn nhưng chỉ cần hắn dám xông tới thì sẽ có ngày kiếm thập tam giết hắn sau khi giang tả bố trí lại phong ấn hắn nhìn thấy tồn tại trong thâm uyên kia lại ẩn nấp trong thâm uyên cách rất gần với thâm uyên thế giới giang tả không chủ động giết nó kiếm thập tam cũng vậy bởi vì thâm uyên thăm thẳm họ chưa thể nhúng tay vào hòn đảo trong thâm uyên đã bị kiếm thập tam phá hủy xem như yên ổn trên thực tế tồn tại trong thâm uyên kia rồi sẽ trở nên rất mạnh thậm chí mạnh hơn cả người kia khi còn ở đỉnh cao đáng tiếc đời này xui xẻo đụng phải giang tả cũng đụng phải kiếm thập tam cùng với tĩnh nguyệt và tô kỳ thích làm loạn giang tả và kiếm thập tam rời khỏi thâm uyên lại nhanh chóng ra khỏi ly uyên đảo âm ly nhìn họ rời đi mà không mảy may nghi ngờ bởi vì cô không thể cảm thấy gì ngoại trừ ban nãy chấn động mạnh một chút cô thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài trước khi kiếm thập tam rời đi vẫn truyền âm với đảo chủ vấn đề đã được giải quyết hơn phân nửa tạm thời sẽ không có chuyện gì đảo chủ lại thở dài lần trước bọn họ cũng đã nói như vậy nghe nói ở thánh địa có một nam thánh nữ dự khuyết trên đường đi tới kiếm tu nhất mạch kiếm thập tam đột nhiên nhắc tới giang tả lãnh đạm nói ừm um. kiếm thập tam đúng vậy không giang tả ừm um kiếm thập tam vậy tôi yên tâm rồi kiếm thập tam không hỏi giang tả cũng không nói rõ ràng loại chuyện này là như thế nào cuối cùng kiếm thập tam hỏi tần thiên là ai giang tả trực tiếp ném cuốn sách trên ly uyên đảo cho kiếm thập tam lật một lúc kiếm thập tam trả sách lại cho giang tả nói rất phiến diện giang tả nói thật ra tôi biết nhiều hơn một chút nhưng cũng không quá nhiều sau đó bọn họ không nói thêm gì nữa bởi vì bọn họ cũng không thực sự hiểu rõ tần thiên giang tả chỉ biết tần vũ vương rất nổi tiếng mị lực cũng vô song rất nhiều người đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn nhất là thiên quân vạn mã kia mọi người đều một lòng một dạ muốn đi theo tần vũ vương dứt khoát thể sống chết loại chuyện này giang tả không thể làm được nhưng cuối cùng tần thiên vẫn không cam lòng đúng không không bảo vệ được em gái mình cũng không có cách nào trả thù cho cô ấy nếu hắn thực sự là tần vũ vương hắn có thể là một anh hùng nhân loại nhưng không phải là một người anh tốt Giang Tả không biết lý do thực sự bên trong nên chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng chuyện này dù sao cũng không quan trọng, hắn và Kiếm thập Tam sẽ đáp ứng yêu cầu của Tần Thiên, dù sao cũng không thể không giết tồn tại dưới Thâm Uyên kia. "Gần đến rồi, cậu đã nghĩ ra được cách giải thích chưa?" Kiếm thập Tam đột ngột hỏi. Giang Tả nhíu mày, "Gần đến rồi." Giờ đang ở trên núi nhưng Giang Tả không có một chút cảm giác quen thuộc nào. Sau đó, Giang Tả nói, "Kiếm tu nhất mạch ở gần đây." Kiếm thập Tam gật đầu, "Ừm." được rồi giang tả xác nhận vị trí của kiếm tu nhất mạch thực sự khác với những gì hắn biết hơn nữa còn khác biệt cực kỳ lớn vậy kiếp trước nơi này là gì giang tả hỏi ở đây có bản đồ không kiếm thập tam đưa tay ra địa hình gần đó nhanh chóng xuất hiện giữa không trung đây là một dãy núi khổng lồ nhưng giang tả vẫn không nhìn thấy cái gì sau đó hắn lấy điện thoại ra để định vị vị trí ở đây có thể không có trên bản đồ nhưng giang tả chỉ cần nhìn qua đại khái là được sau khi nhìn rõ tấm bản đồ hắn liền choáng váng kiếp trước hắn đã từng ở đây hoặc nói đơn giản ngay từ đầu hắn đã rất thích nơi này sở dĩ thích là bởi vì nó có thể ngăn chặn cửu tịch tuy nhiên đây không phải là một nơi tốt chút nào cuối cùng giang tả thở dài hiện tại tôi đột nhiên cảm thấy thánh nữ đi đâu nơi đó liền không còn an toàn nữa kiếm thập tam tò mò kiếm tu nhất mạch cũng không có quá nhiều nguy hiểm có vấn đề gì sao giang tả gật đầu vấn đề nằm ở bí cảnh kia đại khái tôi đã biết nó là gì nếu không xử lý tốt kiếm tu nhất mạch có lẽ sẽ chết hơn phân nửa thiên hằng thất mạch cũng không tốt lành được kiếm thập tam nhíu mày những gì tiểu hữu nói chính là sự thật vậy tiểu hữu có biện pháp nào không giang tả lắc đầu không biết đi đến đâu hay đến đó vậy tôi cũng muốn tiến vào bí cảnh kia nếu đám người tô kỳ đi lung tung bọn họ rất có thể sẽ chết nếu giang tả nhớ không lầm nơi này rất nguy hiểm mặc dù không biết nguy hiểm này có phải do bí cảnh gây ra hay không nhưng đời trước sau khi nguy hiểm hình thành ngay cả cửu tịch cũng không dám bước vào nơi sâu nhất. Nhưng kẻ ở trong cũng không dám ra ngoài, bởi đi ra ngoài hắn không đánh lại được cửu tịch. Cho nên chỉ có thể trốn ở bên trong. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy giang tả, hoàn toàn không biết giang tả. Còn đặc biệt kiêu ngạo, phải biết khi đó rất nhiều môn phái đã bị xóa sổ, cửu tịch gần như là mạnh nhất. Kẻ mạnh nhất còn không làm được gì hắn, huống chi là những người khác. Đáng tiếc kết quả thực thê thảm. Mà ở đời trước, tên gọi của nơi này là Nguyền Rùa Chi Địa giang tả nghi ngờ bí cảnh có liên quan đến nguyền rủa bởi vì trên người hắn vẫn còn một viên chớ chú thạch mà viên đá này được lấy ra từ bí cảnh giang tả đơn giản nói chuyện này với kiếm thập tam kiếm thập tam ngạc nhiên ý cậu là nơi này rất có khả năng liên quan đến nguyền rủa giang tả gật đầu đối với anh nguyền rủa không là gì đối với tôi cũng không phải là vấn đề lớn nhưng là đối với tô kỳ và những người khác chính là trí Chí mạng nguyền rủa là thứ rất khó hiểu hơn nữa nguyền rủa không có quy tắc nào nguyền rủa cũng giống như ngôn ngữ có thể có hàng nghìn loại khác nhau, rất khó để phòng bị. Ví dụ, nếu Tô Kỳ bị nguyền rủa không có con, thực sự sẽ rất kinh tởm. Tô Kỳ sẽ khóc đến chết đi sống lại. Khi đám Giang Tà chuẩn bị tới nơi, Tô Kỳ và những người khác đã đến. Kiếm Tu nhất mạch cũng ra đón tiếp bọn họ, thậm chí còn sắp xếp ổn thỏa xong xuôi. Sau đó, bọn họ mới biết bí cảnh đã xuất hiện, bọn họ đã đúng, đó quả thực là vị trí được ghi lại trong thánh địa. Nhưng điều này bây giờ không quan trọng. Điều quan trọng là nam thánh nữ dự khuyết lại vừa gửi một video, hơn nữa có vẻ là một video khá quan trọng. Kế hoạch hồi sinh tần thiên ngưng, sự tức giận của tiên linh phủ chủ, lời nói cuối cùng của tần thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này Tô Kỳ nói, vậy giờ chúng ta phải giúp hắn giết chết sự tồn tại ở thâm uyên kia sao? Tĩnh Nguyệt nói, tùy tình huống, nếu giết được thì giết, nếu không giết được thì đừng giết. Bây giờ điều chúng ta cần quan tâm là, vừa nãy thánh nữ dự khuyết kia có phải đang ở Lý Uyên đảo không? vậy có chuyện gì xảy ra đã với ly uyên đảo thanh liên lập tức nói sư tỷ tin tức vừa đến ly uyên đảo chỉ một nửa tĩnh nguyệt sững sờ sau đó nhìn về phía tô kỳ tô kỳ ghét bỏ nói không liên quan gì đến tả ca của em tĩnh nguyệt nói không phải ý chị là tại sao lần này em không ở đảo lại chìm lần trước mỗi khi có chuyện không may thì em đều ở đó tô kỳ tai ách tiền tệ của em không khoa trương đến vậy đâu tĩnh nguyệt không nói chuyện với tô kỳ mà hỏi có ai biết chuyện gì đã xảy ra không thanh liên đáp phía chính phủ giải thích là núi lửa phun trào tất cả mọi người đều là người tu chân giải thích có lệ như vậy có công bằng với họ không tĩnh nguyệt nói có thể thâm uyên đã xảy ra sự cố nhưng chị không biết nó là gì để chị gọi điện hỏi thăm xem sao nhưng ngay sau đó tĩnh nguyệt đã đặt điện thoại xuống tô kỳ tò mò hỏi thế nào tĩnh nguyệt lắc đầu tô kỳ hiếu kỳ không liên lạc được sao vẻ mặt của tĩnh nguyệt ảm đạm vẫn lắc đầu đã xảy ra chuyện gì tô kỳ có chút lo lắng tĩnh nguyệt nói một cách đặc biệt khó chịu điện thoại di động chị đang hết tiền tô kỳ thanh liên thánh nữ sư tỷ để em cho chị mượn điện thoại sau đó tĩnh nguyệt dùng điện thoại của thanh liên để gọi đi nhưng đáng tiếc không kết nối được đối phương có lẽ đang bận đi xem ra phải chờ một lúc mới hỏi được nhưng thánh nữ dự khuyết kia thật biết gây chuyện chưa được bao lâu đã kích hoạt tin nhắn Tĩnh Nguyệt ném lại điện thoại cho Thanh Liên, sau đó nói, nạp cho chị 10.000 tiền cước điện thoại. Gần đây không gọi điện thoại đường dài mấy, sao hết nhanh vậy nhỉ? Tô Kỳ ngơ ngác nhìn Tĩnh Nguyệt, một, 10.000 tiền cước. Đủ cho nhà cô chi tiêu trong vài tháng. Tu chân thật là nhiều tiền. Bởi vì điện thoại di động của cô hầu như chỉ liên lạc với Giang Tả cho nên, không mất nhiều tiền phí cho lắm. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ ghen tị với ai, tất cả đều là giả dối, chỉ có Giang Tả là thật. Người khác muốn hâm mộ cũng không được. Dù chưa thấy ai hâm mộ nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Ngẫm nghĩ lại nhớ đến Giang Tả, nếu bây giờ có thể gặp được anh ấy thì tốt quá. Lúc này Giang Tả đã ở trên kiếm tu nhất mạch, nhưng hắn không đi xuống. Hắn nói với Kiếm thập Tam, tôi không thể hành động cùng với mấy người Tô Kỳ, cho nên gặp mặt xong vẫn phải trốn đi, đến lúc đó anh hãy nói đã đưa tôi trở về. Kiếm thập Tam gật đầu, tôi thì không có vấn đề gì, nhưng thực sự không sao chứ? Giang Tả bình tĩnh nói, không sao, cùng lắm thì bị đánh gãy chân nhiều nhất nằm một năm rưỡi là khỏi không chết được kiếm thập tam giang tả đã nói như vậy hắn còn có thể nói gì sau đó hắn đưa giang tả đến sân nơi mà đám người tô kỳ đang ở không ai nhận ra sự xuất hiện của kiếm thập tam và giang tả trận pháp không ngăn được giang tả đám cao thủ bên ngoài cũng không đủ cho kiếm thập tam hành cho nên muốn phát hiện hai người là chuyện không có khả năng có cần tôi ở lại không kiếm thập tam nói giang tả lắc đầu không cần tôi sẽ nói là đến nhờ một đạo kiếm quang của anh nếu chúng ta đến cùng nhau việc cùng xuất hiện ở ly uyên đảo sẽ bị phát hiện nếu không xử lý tốt tô kỳ và những người khác sẽ nhận ra kiếm thập tam nói cần người thứ ba xuất hiện sao vấn đề của tôi không lớn nhưng nếu sư muội hỏi đến tôi không có cách nào lừa gạt được đến lúc đó rồi nói sau không phải vấn đề lớn nói rồi giang tả chuẩn bị gõ cửa kiếm thập tam cũng rút lui cốc cốc giang tả gõ cửa vài lần sau khi cửa được mở ra giang tả nhìn thấy một cô gái nhỏ ừm vị thánh nữ dự khuyết nhỏ tuổi nhất tiêu tiêu giang tả nói với tiêu tiêu để cử tịch sư tỷ của em ra mở cửa lần nữa giang tả nói xong thuận tay đóng cửa lại tiêu tiêu vẫn còn bằng hoàng cô hẳn đã nhìn thấy người này nhưng những gì người đó nói vẫn khiến cô choáng váng sau đó tiêu tiêu quay trở lại chỗ mọi người đang thảo luận tô kỳ hỏi chuyện gì vậy có phải ai đó của kiếm tu nhất mạch đến tìm chúng ta không tiêu tiêu lắc đầu không biết phải nói sao cốc cốc lúc này cửa lại vang lên tuyết ngọc nói để em đi xem sao tiêu tiêu còn nhỏ không biết nhiều gây phiền phức cho người khác sẽ không hay lắm sau đó tuyết ngọc mở cửa khi nhìn thấy nụ cười trên mặt giang tả liền sừng sốt nụ cười của giang tả biến mất ngay lập tức giang tả có thể để cử tịch sư tỷ qua mở cửa được không nói rồi giang tả vươn tay đóng cửa lại sau khi cửa đóng tuyết ngọc kinh ngạc nghĩ hóa ra người này có thể cười nhìn thấy tuyết ngọc quay lại tĩnh nguyệt cũng nói làm sao vậy cốc cốc lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên y nhược đứng dậy cô cảm thấy đã đến lượt mình tuy nhiên tuyết ngọc lại nắm lấy y nhược nói với tô kỳ sư tỷ chị đi mở cửa đi có lẽ chị có thể hiểu được tĩnh nguyệt thuận miệng nói tiểu giang đến hả tuyết ngọc tiêu tiêu tô kỳ đảo mắt sau đó định đi qua mở cửa giang tả rất bất lực cứ tưởng người thứ hai mở cửa sẽ là tô kỳ nên mới đặc biệt nở nụ cười cuối cùng vẫn không phải tô kỳ lần này hắn nhịn không cười nữa nếu người mở cửa không phải tô kỳ hắn sẽ trực tiếp xông vào hắn chỉ muốn cho tô kỳ một chút ngạc nhiên nhưng những thánh nữ dự khuyết này quá tệ sau khi giang tả gõ cửa vài lần cánh cửa lại mở ra may thay lần này giang tả đã nhìn thấy tô kỳ mà tô kỳ nhìn thấy giang tả liền vô cùng sửng sốt cô thậm chí không thể tin được hoặc trực tiếp nghĩ đây là ảo ảnh giang tả cười nói em làm sao vậy tưởng đang nằm mơ không phải em từng nói chỉ có anh thật anh giả, không có anh mà em không nhận ra được sao? Bây giờ hãy đoán xem anh có phải là thật không đi. Tô Kỳ đã hoàn hồn, không nói gì, lập tức lao về phía trước ôm lấy Giang Tả. Còn rụi đầu vào lồng ngực Giang Tả, sau đó nói, giả, dạ, giả, dạ, nhất định là giả. Dạ. Là giả dạ em còn ôm, anh sẽ tức giận. Giang Tả nói, lúc này Tô Kỳ càng ôm chặt hơn. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói, sao anh lại ở đây? Giang Tả nói nhỏ, em nói nhớ anh muốn ôm anh cho nên anh đã tới tô kỳ ngẩng đầu nhìn giang tả tò mò hỏi nhưng làm sao anh đến đây được sao biết em ở đây còn nữa em thật sự rất vui vẻ giang tả mỉm cười xoa đầu tô kỳ gọi cho kiếm thập tam hắn một kiếm đưa anh tới tô kỳ bất mãn nói sao anh có thể trực tiếp gọi tên của sư bá cho dù không gọi sư bá cũng phải gọi là tiền bối sau này còn phải gọi là dượng lúc sư phụ vui vẻ nói không chừng còn phải gọi là giang tả trực tiếp bịt miệng tô kỳ không cho nói thêm nữa nói nữa hắn sẽ muốn giết kiếm thập tam mất tô kỳ trực tiếp cắn tay giang tả sau đó lại ôm lấy hắn vẫn là cảm giác này tốt đẹp có giang tả ở đây tâm cô liền an ổn trong lòng đầy thỏa mãn chỗ đông người có thể bớt phóng túng chút được không giọng tĩnh nguyệt đột nhiên vang lên tô kỳ nhảy dựng lên cô quên mất ở đây có rất nhiều người sư tỷ tĩnh nguyệt nói tuy rằng chị không phản đối hai người nhưng tiểu oán phụ em có biết hễ tả ca của em ở đây em liền biến thành kẻ ngốc không tô kỳ giang tả cũng đặc biệt bất lực sau khi bọn họ vào phòng tĩnh nguyệt hỏi giang tả cậu có thể nói cho tôi biết làm thế nào nhờ được sư bá không cậu gọi cho sư phụ sao giang tả nói thẳng gọi cho hắn dù sao tôi cũng là người dạy hắn cách theo đuổi gì nhỏ tôi có kinh nghiệm tĩnh nguyệt tô kỳ những người khác tô kỳ ngồi bên cạnh giang tả cảm giác như thể tất cả những chuyện này đều là do cô dù sao chỉ có thánh nữ dự khuyết là cô bị siêu lòng, còn lấy chồng, suýt nữa thì mất mặt thánh nữ, nhưng cô không quan tâm đến việc làm mất mặt thánh nữ, chỉ hơi xấu hổ thôi. Tĩnh Nguyệt không hỏi nhiều, cũng không có ý nghĩa. Sau đó cô nói, đến thì đến đi, nhưng khi cậu đến đây chắc không ai biết đúng không? Sư bá đi rồi sao? Hắn dùng một kiếm đưa tôi tới. Giang Tả mặt không chút thay đổi nói, sau đó Giang Tả lại tiếp tục, đừng quá phiền phức, tôi chỉ đến xem Tô Kỳ, lát nữa kiếm thập ừm kiếm tiền bối tiễn tôi trở về vốn dĩ muốn nói kiếm thập tam nhưng ánh mắt tô kỳ không tốt giang tả chỉ có thể thay đổi lời nói giang tả cảm thấy chuyện này mình cần phải kiên trì hắn không thể theo ý tô kỳ được lúc này tĩnh nguyệt nói không đi được phải ở lại ít nhất một đêm giang tả truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé hắn không hiểu lắm sự hiện diện của hắn thực sự ảnh hưởng đến hiệu suất của tô kỳ những cô gái đang yêu thường rất hay có vấn đề về chỉ số thông minh tĩnh nguyệt nói vợ cậu phát bệnh ừm không phải bệnh tương tư hay gì đó mà là tai ách tiền tệ vì sự an toàn tối nay hãy giúp nó nạp một ít may mắn đi giang tả tô kỳ được rồi chỉ một đêm thôi vấn đề không lớn tô kỳ không nói gì cô đột nhiên cảm thấy chúng tai ách tiền tệ cũng thật tốt cô và giang tả không thể không ở cùng nhau lúc này tĩnh nguyệt nói chúng ta đi xung quanh bí cảnh xem xét các người trở về phòng mình sống thế giới hai người đi. Đúng rồi, bởi vì kiếm tu nhất mạch không biết em rể đã tới, nên hai người cố gắng đừng đi ra ngoài. Tô Kỳ ngồi bên cạnh Giang Tả gật đầu, có Giang Tả ở đây, cô đi đâu cũng được. Giang Tả cảm thấy bất lực, hắn ngàn dặm xa xôi tới đây để gửi may mắn sao. Sau khi tĩnh, Nguyệt và những người khác đi ra ngoài, Tô Kỳ cũng đưa Giang Tả trở về phòng của mình. Vừa trở lại phòng, Tô Kỳ liền nghiêm túc hỏi Giang Tả, đến đây có phải không quen không? Anh không bị tủi thân chứ? sư bá không làm anh khó xử đúng không giang tả mỉm cười em nghĩ nhiều rồi kiếm thập kiếm tiền bối vẫn rất dễ nói chuyện hơn nữa vì muốn theo đuổi được gì nhỏ nên hắn nhất định sẽ không làm gì anh còn về nơi này anh chưa gặp ai ngoại trừ nhóm bọn em nên không có áp lực thật sao tô kỳ nhéo mặt giang tả nói anh chắc chắn mình không giả vờ bình tĩnh chứ giang tả nói anh nên hoảng sợ sao tô kỳ cười nói đúng vậy bởi vì trời còn chưa tối còn lâu mới đến rạng sáng ngày hôm sau anh không sợ sao giang tả đen mặt tô kỳ không thể nghĩ đến điều gì khác ư tô kỳ ôm giang tả nói em đùa thôi đây không phải ở nhà em còn đang sợ khiến anh không thoải mái đây nhưng buông tha cho anh là không có khả năng rồi cho nên kết quả vẫn là giống nhau có điều giang tả không nói gì vận rủi vẫn cần phải giải quyết hắn không thể để tô kỳ chạy lung tung trong khi đang bị ảnh hưởng bởi vận rủi giang tả chạm vào mái tóc của tô kỳ Dây buộc tóc cũng được cột rất tốt, chỉ cần Tô Kỳ không chạy lung tung, vấn đề sẽ không quá lớn. Trong lúc Giang Tả còn đang suy nghĩ những chuyện này, Tô Kỳ đột nhiên nhẹ giọng nói, "Hôn em đi." "Giang Tả?" Lúc này nhóm Tĩnh Nguyệt bên ngoài đã đến gần bí cảnh. Tiêu Tiêu tò mò hỏi, "Thánh nữ sư tỷ, hai người ngủ cùng nhau không phải sẽ sinh em bé sao?" "Sư tỷ sắp có em bé ạ?" Tĩnh Nguyệt nhìn Tiêu Tiêu, "Em đã hơn 10 tuổi rồi mà vẫn không hiểu điều này." Tiêu Tiêu lắc đầu, "Thánh nữ sư tỷ đang nói đến cái gì?" Tĩnh Nguyệt không còn cách nào khác, đành phải nói, sư tỷ có bí pháp trong người, sẽ không mang thai. Tiêu Tiêu tỏ mò, bí pháp là gì? Thanh Liên cũng kinh ngạc, không phải sư tỷ đã dùng biện pháp bình thường sao? Tĩnh Nguyệt nói, uổng công mấy đứa là người tu chân, làm sao có thể là phương pháp bình thường được? Đây cũng có thể coi là một loại công pháp, được sư phụ đặc biệt lựa chọn cho tiểu oán phụ tu luyện, chưa tới thời điểm thích hợp thì không thể hủy bỏ loại công pháp này. Nhưng công pháp này cũng có chỗ sai sót, trong thời gian ngắn thì không vấn đề nhưng để lâu dài sẽ không còn hiệu quả. Tính thử một chút, sư tỷ mấy đứa cũng luyện mấy năm rồi, không chừng 3 tới 5 tháng nữa sẽ mất đi hiệu lực. Cũng không biết sư phụ có thể để tiểu oán phụ thay đổi công pháp không, mong là bà ấy sẽ quên mất. Tiêu Tiêu hỏi, đến lúc đó sư tỷ sẽ có em bé sao? Tĩnh Nguyệt gật đầu, lấy trình độ bám người của sư tỷ mấy đứa, không sinh là không thể. Tiêu Tiêu kích động nói, vậy em có thể ôm được không? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không thể trước khi tiêu tiêu kịp tổn thương tĩnh nguyệt lại nói bởi vì chị phải ôm trước tiêu tiêu nhất thời không nói nên lời thôi trở thành nữ sư tỷ ôm xong thì ôm cũng được tĩnh nguyệt xoa cái đầu nhỏ của cô nói có phải em đang nghĩ sau khi chị ôm thì sẽ đến lượt mình đúng không thực ra không phải vậy trước em còn có ba sư tỷ đang chờ nữa kìa tiêu tiêu cô muốn khóc đêm tô kỳ dựa vào người giang tả không khỏi nói cảm giác thân thể của anh hơi lạ giang tả tò mò lạ có sao không hắn không nhận ra có điều gì đó không ổn với cơ thể mình. Anh còn tưởng rằng thân thể của em mới là lạ. Giang tả lại nói. Tô Kỳ ngồi dậy, không phục nói. Tô Kỳ bế nguyệt tu hoa, da rẻ nõn nà, là dáng vẻ hoàn mỹ nhất trong lòng Giang tiên sinh, sao có thể kỳ lạ được. Ngược lại anh mới lạ, cảm giác như vừa bị tổn thương. Giang tả. Để chút mặt mũi được không? Tô Kỳ đến gần Giang tả nói. Anh muốn có vợ sao? Ừm, không đúng, anh muốn ngủ ngon không? Giang tả, em nói gì cũng đúng tô kỳ dựa vào người giang tả rồi khoác tay hắn ở nhà có đi khoe khoang ma pháp với em gái nhỏ nào không giang tả nói ngây thơ cũng không phải em gái nào cũng là tô kỳ rất lâu trước đây giang tả sẽ xuất hiện khoe khoang trước mặt tô kỳ nhưng sau khi lớn lên hắn không ngốc như vậy mặc dù thỉnh thoảng vẫn thế nhưng đời trước sau khi tu chân hắn không còn sở hữu những thứ đó nữa lại càng không khoe khoang bất cứ điều gì đời trước cũng không có ai đáng để hắn phô trương ở kiếp trước người đẹp nhất mà hắn từng gặp là cửu tịch người ở lại với hắn lâu nhất cũng là cửu tịch nếu có điều gì muốn khoe khoang thì cũng chính là chuyện đi giết cửu tịch tuy nhiên vẫn không thể giết được cô mà cửu tịch kiếp này đã ngả vào vòng tay hắn không giống với cảm giác ghê tởm ở kiếp trước tô kỳ kiếp này thực ra khiến hắn rất muốn ôm nhưng da thịt nõn na thì giang tả thử hai lần được rồi cũng gần như thế tô kỳ quay đầu nhìn giang tả nói không sờ nữa sao giang tả Tô Kỳ tò mò hỏi, có phải kết hôn đã lâu, nơi thích chạm vào cũng thay đổi. Chán. Không đúng, em chưa từng nghe nói về chuyện này. Hay là do anh đã thay đổi? Giang tả. Trong lúc tuyệt vọng, Giang tả không còn cách nào khác, đành phải nói, em có thể nghĩ, tới chuyện gì bình thường được không? Tô Kỳ nắm lấy tay Giang tả, đến gần, nói, nói nhớ em, yêu em. Anh đã nói vài lần rồi. Không, hôm nay một lần cũng chưa nói. Tô Kỳ vặn lại. Ngay lập tức, Tô Kỳ lại tiếp tục, Đừng nói với em là anh thay đổi, anh suốt ngày nhấn mạnh rằng mình không thay đổi. Giang tả tựa vào chán Tô Kỳ nói, sẽ không có gì thay đổi, ngày tháng còn rất dài. Tô Kỳ nói, nhưng mà vẫn chưa nói yêu em đâu, em cảnh cáo anh, chúng ta còn chưa mặc quần áo. Giang tả, trời tối như vậy còn đi ra ngoài, không ngủ sao. Trên sườn nói, Giang tả kinh ngạc nói. Tô Kỳ nắm lấy tay Giang tả nói, sư tỷ cùng những người khác còn chưa trở lại, tiện ra ngoài xem một chút, bằng không ai biết bọn họ có nhìn trộm hay không, đây cũng không phải nhà chúng ta. Giang tả có chút bất lực, tĩnh nguyệt và những người khác đúng là vẫn chưa trở về, nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của người khác, ý thức của Giang tả hoàn toàn mở ra, nếu có người nhìn trộm, hắn sẽ biết. Tất nhiên, chủ yếu không phải để ngăn chặn ai đó nhìn trộm, mà là lo lắng có nguy hiểm. Không lâu sau đó, Tô Kỳ liền đưa Giang tả đến một cái đỉnh núi. Tô Kỳ cao mày nói, mọi chuyện có vẻ không ổn. Lúc em đi lên, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy người đi đường, Trời sắp tối rồi, bọn họ tám phần là đang tu tiên. Giang tà an ủi. Dù sao em khác với bọn họ, hoàn toàn không tu luyện chút nào. Mặc dù nghe có vẻ chiếu lệ, nhưng Tô Kỳ lại không tìm ra điểm vô lý. Đây không phải là một thành phố bình thường của con người, ai không có việc liền thức đêm đi dạo phố. Tất cả đều chỉ muốn tu tiên. Lúc này, Giang tả bỗng nghe thấy truyền âm của kiếm thập tam, tiểu hữu, vấn đề có chút lớn, bí cảnh kia đã mở. Rất nhiều người bị hút vào, cảnh giới của tôi quá cao nên bị cự tuyệt tôi chưa dám tùy ý xông vào tiểu hữu có tiện không kiếm thập tam muốn giang tả giúp đỡ trong tình huống bình thường giang tả sẽ không để ý tới người khác tô kỳ ở bên cạnh hắn không rảnh nhưng lần này thì khác dường như hắn không thể nói ra hai từ không rảnh ngay khi giang tả đang suy nghĩ xem nên lấy cớ gì một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên ở phía xa ầm um, vụ nổ cực lớn khiến tô kỳ giật mình sau đó cô nhìn một chút rồi trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho tĩnh nguyệt chỉ trong vài phút, Tô Kỳ đã gọi cho tất cả mọi người, nhưng không ai trong số họ có thể liên lạc được. Tô Kỳ có chút hoảng hốt, lúc này Giang Tả mới nói, vấn đề không lớn, Tĩnh Nguyệt cũng không phải người thường, em đừng quá lo lắng. Tĩnh Nguyệt đã qua một lần đại nạn, giờ không giống một người đoàn mệnh. Tô Kỳ gật đầu, sau đó nhìn nơi xảy ra vụ nổ lớn rồi lại nhìn Giang Tả. Giang Tả nói, đi đi, đến lúc đó anh sẽ liên lạc với kiếm tiền bối, để hắn đưa anh trở về. Sẽ không có chuyện gì, lúc này tô kỳ vươn ngón út nói ngoéo tay giang tả bất lực đưa ngón út ra rồi móc vào ngón út của tô kỳ không được mạo hiểm không được làm bừa em nhất định sẽ bình an quay trở về tô kỳ nghiêm túc nói giang tả gật đầu anh chờ em trở lại sau đó tô kỳ tiến đến chỗ giang tả cắn lên môi hắn rồi nói ở đây chờ sư bá em qua đó xem sao giang tả xoa đầu tô kỳ gật đầu đi đi sau đó tô kỳ nhanh chóng rời đi chờ tô kỳ biến mất khỏi tầm mắt giang tả mới bất đắc dĩ nói chưa được bao lâu đã vậy không thể có một ngày tốt lành sao kiếm thập tam xuất hiện bên cạnh giang tả nói chuyện xảy ra vào buổi chiều rất nhiều người đã bị hút vào tiểu hữu nói đúng nơi đó có khí tức nguyền rùa rất nồng đậm lúc đầu người của kiếm tu nhất mạch còn chưa phát hiện nhưng sau khi nó bắt đầu hút người vào khí tức nguyền rùa liền bắt đầu bùng phát giang tả hỏi kiếm tu nhất mạch đối phó với nó như thế nào kiếm thập tam đáp, bởi vì uy lực của nguyền rùa tương đối yếu, hơn nữa năng lực phá giải nguyền rùa chính là luyện kiếm pháp, rất nhiều đệ tử kiếm thuật đã tiến vào. Nhưng trước mắt, chỉ có nhị giai mới có thể chủ động tiến vào. Còn những thứ bị hút vào thì không giới hạn cấp bậc. Giang tả khá kinh ngạc, vậy Tô Kỳ không vào được. Về phần kiếm tu nhất mạch anh Dũng đi chịu chết, Giang tả không quan tâm. Không anh Dũng sao có thể chuyển nhà. Sau đợt này, không chỉ kiếm tu nhất mạch mà là cả thiên hàng thất mạch, đều sẽ đại thương nguyên khí. Kiếm thập tam lắc đầu, cũng không phải, nhìn thấy vụ nổ lớn ban nãy chứ. Chính là kiếm tu nhất mạch đang suy nghĩ biện pháp để tăng giới hạn. Bây giờ khó có thể nói giới hạn là tứ dai hay tam dai. Giang tả, bọn họ đúng là gấp rút đi tỉnh chết, tên kia hẳn đã tỉnh lại. Một khi tỉnh lại, cho dù cậu ở đó cũng không thể giữ được nơi này. Kiếm thập tam nhíu mày, tiểu hữu có cách. Giang tả lắc đầu, khó nói, phải xem hắn đang ở trạng thái nào. Đưa mấy người tô kỳ ra ngoài an toàn là được, vấn đề không lớn chỉ cần các người đừng lộn xộn vậy xin nhờ tiểu hữu tôi sẽ ở bên ngoài tiếp ứng cho mọi người kiếm thập tam không phải người cổ hủ không thể cứu kiếm tu nhất mạch hắn sẽ không ép buộc phải cứu đương nhiên thánh nữ quan trọng hơn nhưng cho những người của kiếm tu nhất mạch vài lời nhắc nhở cũng được nghe hay không thì không phải việc của hắn sau đó giang tả liền đi về phía tiểu bí cảnh mà kiếm thập tam cũng đi làm chuyện của mình giang tả không định để kiếm thập tam đưa bản thân đến đó Tô Kỳ vừa mới khởi hành, hắn không thể đi đến trước Tô Kỳ. Bây giờ chỉ có thể chậm rãi đi theo phía sau. Không cho Tô Kỳ đi vào là không có khả năng. Bên trong có nhiều sư tỷ sư muội như vậy, nói gì cô cùng phải đi vào. Nếu không nhỡ xảy ra chuyện gì, Tô Kỳ sẽ cảm thấy tội lỗi suốt đời. Cho nên Giang Tả không định ngăn cản, có một số việc không làm không được. Nhưng Giang Tả sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Tô Kỳ. Hắn sẽ để Tô Kỳ không phải lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Về phần núi tiếc không thể trở thành thánh nữ, vẫn nên để cô nuối tiếc cả đời đi giang tả khoác một lớp sương mù sương mù được kiếm thập tam phủ lên ngay cả thất giai cũng không thể nhìn rõ cho nên hắn có thể tùy ý hành động nhưng cái này chỉ dùng để tránh đám người tô kỳ còn ở bên ngoài giang tả không cho rằng có người nhìn thấy hắn nhưng đi chưa được bao xa giang tả đã nhìn thấy một người lơ lửng trên bầu trời vừa nhìn thấy người này giang tả liền phát hiện gặp người quen sau đó một hỏa cầu bay lên hỏa nguyên tố tiểu đệ vì đại ca mà chào hỏi vô cùng phấn khởi sau đó hỏa nguyên tố tiểu đệ bị một thanh kiếm chém làm đôi đối phương cao mày công kích yếu ớt như vậy mà dám đánh lén cao thủ lục giai người ở phía dưới có bị ngu không vậy hắn liền hạ xuống muốn xem là kẻ nào bên dưới đã ăn gan hùm mật gấu nhưng khi hắn đi xuống liền sửng sốt bởi vì người này đang đeo mặt nạ mà hắn dùng cách nào cũng không thể cảm giác được gương mặt thật sự phía sau chuyện này không bình thường đã lâu không gặp giang tả tháo mặt nạ xuống nói phá phá hiểu đạo hữu. Đối phương có chút kinh ngạc. Đúng vậy, người này chính là Bắc Thiên Kiếm Khách. Nhìn thấy phá hiểu, Bắc Thiên Kiếm Khách vẫn rất vui mừng. Đây là địa bàn của hắn, có thể dùng hết sức để thể hiện thái độ của chủ nhà. Cũng để cho đối phương nhìn xem, hắn ở trong kiếm tu nhất mạch vẫn rất có thân phận. Hắn không thích khoe khoang với người khác, nhưng đối với Giang Tả, không biết vì sao, hắn lại muốn khoe khoang. Nhưng nghĩ đến đây, Bắc Thiên Kiếm Khách lại tò mò nói, phá hiểu đạo hữu đến như thế nào, có người mời vào sao?" Giang Tả nói thẳng, là bằng hữu trực tiếp đưa tôi đi vào. Bắc Thiên Kiếm khách không nói nên lời, như vậy phá hiểu đạo hữu xâm phạm phi pháp. Giang Tả, hộ sơn đại trận của các người quá kém. Bắc Thiên Kiếm khách lại còn trách ngược bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Lúc này Giang Tả hỏi, kiếm tu nhất mạch định đối phó với bí cảnh đó như thế nào? Bắc Thiên Kiếm khách không ngạc nhiên khi Giang Tả biết điều này tất nhiên hắn cũng không định quan tâm đến việc xâm phạm bất hợp pháp của đối phương bằng khả năng của người này toàn bộ trận pháp của kiếm tu nhất mạch cũng không thể ngăn cản nghĩ đến đây bắc thiên kiếm khách vô tình nghĩ đến mật thất của mình rồi lại lắc đầu chuyện này là không thể phá hiểu đạo hữu là người tốt như vậy không chỉ dạy hắn đạo kiếm tu mà còn dạy hắn bắc thiên thất kiếm đúng ra mà nói phá hiểu đối với bắc thiên kiếm khách tương tự như một đại tiền bối vĩ đại là người đáng để hắn tôn trọng vứt bỏ loại suy nghĩ viển vông này Bắc Thiên Kiếm khách nói, thực ra có người vừa truyền âm cho chúng tôi, nói rằng bí cảnh là nơi bị nguyền rủa, không nên coi thường, để chúng tôi cẩn thận một chút. Tốt nhất là chuẩn bị cho việc thiên hằng thất mạch rút lui. Giang tả hỏi, mọi người có biết người bên kia là ai không? Bắc Thiên Kiếm khách không hề che giấu, kiếm thập tam đại tiền bối. Kiếm thập tam là bát giai đại cao thủ, đại tiền bối chân chính. Bát giai vấn đạo đấy, sự tồn tại vượt ngoài sức tưởng tượng của không biết bao nhiêu người kiếm thập tam thật sự trực tiếp tiết lộ thân phận chuyện này giang tả không nghĩ tới nếu là hắn nhiều nhất chỉ tùy tiện nhắc nhở vài câu có chết hay không hắn cũng không để ý xem ra kiếm thập tam vẫn hy vọng đối phương có thể chuẩn bị đương nhiên điều này càng cho thấy hắn tuyệt đối tin tưởng lời của giang tả nếu không làm sao hắn có thể dùng tên của mình để thông báo cho những người này cho nên giang tả rất sẵn sàng làm bằng hữu với đối phương tiếc là đối phương chỉ muốn làm dượng của hắn vậy các người quyết định thế nào giang tả nói bắc thiên kiếm khách thở dài từ chối lòng tốt của kiếm tiền bối thiên hằng thất mạch không cho rằng một bí cảnh có thể có nhiều uy lực đến vậy cũng phải giang tả nói thử nghĩ xem thiên hằng thất mạch có nội tình không cạn cho dù kiếm thập tam là bát giai cũng không đủ để khiến đối phương động tâm đây đơn giản chỉ là một trò đùa nếu đối phương không phải là kiếm thập tam thì không biết còn bị trào phúng thành dạng gì nữa bắc thiên kiếm khách liếc mắt nhìn giang tả hỏi phá hiểu đạo hữu thấy bí cảnh này thế nào Giang tả nói thẳng, những gì kiếm thập tam nói chính là tôi nhắc nhở. Bắc thiên kiếm khách hoàn toàn choáng váng. Sau đó hắn hỏi, nếu mặc kệ thì tình hình sẽ thế nào? Giang tả bình thản nói, sự tồn tại ở nguyên rùa chi địa thức tỉnh, toàn bộ thiên hàng thất mạch, không ai có thể ngăn cản hắn. Bắc thiên kiếm khách sừng sốt, cuối cùng thở dài, tôi không thể thuyết phục được bọn họ. Đúng vậy, ngay cả khi hắn có quyền hạn và tiếng nói nhất định, thì đó cũng chỉ là tiếng nói trong kiếm tu nhất mạch, đối diện với toàn bộ thiên hàng thất mạch tiếng nói của hắn vẫn rất nhỏ bé giang tả nói kiếm thập tam đã lên tiếng la ảnh không tính một quẻ sao bắc thiên kiếm khách thở dài la ảnh tiền bối không thể đoán ra được giang tả không kinh ngạc lắm la ảnh cũng không đoán ra được xem ra là bị thứ gì đó trực tiếp che mắt so với hắn còn nghiêm trọng hơn rất có thể là thiên địa đại cục thay đổi rốt cuộc thiên địa đại cục đều do đám người tần thiên an bài thiên địa đại cục tại ly uyên đảo đã bị phá vỡ thánh địa ở nơi này cũng có ghi chép khả năng sẽ có một phần của thiên địa đại cục. Lý Uyên đảo đang chấn áp thâm uyên, thiên vân sơn mạch đang chấn áp hỗn độn, cho nên việc kiếm tu nhất mạch chấn áp chớ chú chi chủ cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên nếu thánh địa đã cho phép người tới thì nhất định còn có hậu chiêu, chỉ không biết hậu chiêu này có tác dụng gì hay không. Sau đó, Giang tả không nói gì, chỉ bắt đầu đi về phía trước. Nhìn thấy Giang tả rời đi, Bắc thiên kiếm khách cũng đi theo. Phá hiểu đạo hữu, cậu có cách nào xử lý được không? Bắc thiên kiếm khách hỏi giang tả đeo mặt nạ lên nói đã luyện thành bắc thiên thất kiếm chưa bắc thiên kiếm khách lúng túng nói vẫn chưa đã nhiều ngày như vậy thiên phú của ông quả thực rất bình thường giang tả nói bắc thiên kiếm khách đen mặt không biết nên phản bác như thế nào mới được giờ mới qua có mấy ngày thôi được không luyện thành được mới là có vấn đề ấy giang tả nói tôi chỉ mới liếc nhìn qua đã luyện thành bắc thiên thất kiếm hơn nữa còn là chỉ nhìn tàn chiêu mà ông tôi đã chỉ dẫn kỹ càng đến vậy thế mà vẫn chưa học xong, Bắc Thiên Kiếm khách hoàn toàn không thể phản bác, hắn cảm thấy hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Sau đó Giang Tả nói, mấy ngày này tu luyện chăm chỉ chút, có lẽ sau này sẽ dùng đến. Cho dù tôi đi vào xử lý vấn đề, xung quanh bí cảnh có lẽ vẫn khó lòng may mắn thoát được. Giang Tả đã nói đến vậy, phần còn lại đành phụ thuộc vào việc Bắc Thiên Kiếm khách có thể làm được bao nhiêu. Có thể nói nhiều như vậy đã không dễ dàng, chủ yếu bởi vì hắn cảm thấy Bắc Thiên Kiếm khách vẫn còn chút năng lực sau đó giang tả để bắc thiên kiếm khách rời đi mà bắc thiên kiếm khách cũng không muốn ở lại quá lâu hắn cần phải tu luyện bắc thiên thất kiếm hơn nữa gần đây là nơi hắn tọa lạc hắn cần để mọi người rút lui trước người khác có thể không tin nhưng hắn vẫn chọn tin ngay cả khi nó là giả cùng lắm bị chế nhạo chút mà thôi dù sao từ khi dưỡng tất chúng đản hắn đã bị âm thầm chế nhạo không ít lần bây giờ hắn đã cởi mở hơn có lẽ do đi ra ngoài gặp gỡ thế giới mở mang đầu óc đi hoặc do đối mặt với phá hiểu khiến hắn có chút thay đổi, hoặc do nhìn thấy kiếm thập tam khiến hắn cảm thấy vô cùng sâu sắc. Tóm lại, bây giờ hắn đã khác trước rất nhiều. Giống như có được sự kiêu ngạo chân chính, mọi thứ bề ngoài chẳng qua là hư không. Giang tả nhanh chóng xuất hiện gần bí cảnh, xem ra nơi này đã ổn định lại, xung quanh bắt đầu có người giao dịch. Ở đâu có nhiều người ở đó sẽ có nơi giao dịch. Hiếm khi tụ họp với nhau, luôn có người muốn đem những thứ không dùng được đổi thứ có ích. Đây là chuyện rất phổ biến, tuy nhiên phạm vi không lớn cái chính là phải để kiếm tu nhất mạch gật đầu nếu không sẽ không cho mọi người lập quầy hàng giang tả nhìn xung quanh sau đó đột nhiên nhìn thấy một người người đang la hét ở phía đó cũng bất ngờ nhìn về phía giang tả không ai trong số họ có sắc mặt tốt những gì họ đang nghĩ có lẽ đều giống nhau ví dụ như chẳng trách nơi đây xảy ra đại họa hóa ra là đối phương đã tới nhưng giang tả đã bình tĩnh hơn rất nhiều hắn bước tới không phải ông nói đi ngự linh tông sao không phải cậu đã nói không đi đâu sao người này lên tiếng người này chính là vị đạo sĩ kia giang tả lấy đi một viên hạt trâu trong gian hàng của đạo sĩ nói giữa đường thay đổi nói xong lại ném ra một viên tam phẩm linh thạch đạo sĩ nhíu mày lập tức nói vợ cậu tới tìm kìa lúc này giang tả lại cầm một hạt trâu khác vừa rồi là màu đen bây giờ lại là màu trắng nét mặt hắn không chút thay đổi nói hôm nay tôi mang mặt nạ ai tới cũng vô dụng đúng vậy mặt nạ của hắn thất giai cũng khó có thể nhìn thấu huống chi là tô kỳ cũng không thành vấn đề lớn vả lại vị đạo sĩ này có tiền án nên cũng khó phân biệt được là lừa đảo hay không sau đó hắn lại ném thêm một viên tam phẩm linh thạch vào tay đạo sĩ vốn dĩ giang tả còn muốn chọn thêm nhưng tay đã bị đạo sĩ kia bắt lấy tiểu hữu tôi chỉ là buôn bán nhỏ xin hãy thủ hạ lưu tình bần đạo nhà chỉ có bốn bức tường trông cậy vào chút buôn bán nhỏ này để sống qua ngày giang tả không chọn tiếp nữa bởi vì khi đạo sĩ này nói chuyện đã thu dọn hết đồ đạc của mình thiếu việc chạy trốn nữa thôi nhắc mới nhớ tại sao đi đâu cũng thấy ông chú châu và tịnh châu không phải do ông mang ra từ bí cảnh chứ họa là do ông gây ra giang tả đột nhiên nói nghe được lời nói của giang tả đạo sĩ sửng sốt sau đó nghiêm nghị nói tiểu hữu đúng là đã muốn vu cáo thì thiếu gì tội danh bần đạo đi khắp thiên hạ dệt nên tạo hóa cho vô số người không bao giờ gây ra tài họa cho thế giới hơn nữa sự kết hợp giữa chú châu và tịnh châu chỉ có thể kiểm soát sức mạnh của nguyên rùa ở một mức độ nhất định công dụng thực sự của chúng là tu luyện vô thượng thể thuật không lẽ tiểu hữu không biết giang tả gật đầu biết chỉ là thường xuyên nhìn thấy ông khiến tôi cảm giác người ở nơi nào rắc rối ở chỗ đó đạo sĩ đen mặt cũng vậy bần đạo đối với tiểu hữu cũng có ý tưởng này giang tả hắn là một người bình thường liên quan gì đến hắn chỉ là giang tả chưa kịp phản bác đạo sĩ đã chạy mất Giang tả chỉ có thể từ bỏ. Vị đạo sĩ này không hề đơn giản chút nào, Giang tả này vẫn luôn biết điều đó, nhưng không nhìn ra được gì từ hắn. Điều này khiến Giang tả có chút tò mò. Tất nhiên, đó chỉ là sự tò mò thuần túy. Hắn không chủ động điều tra. Lúc này Giang tả đã tiếp cận bí cảnh, bí cảnh ở trong một cái hố sâu, có chút khổng lồ. Sau khi Giang tả nhìn thấy cái hố này liền hoàn toàn xác nhận. Đây là địa bàn của chớ chú chi chủ, loại khí tức này đến giờ hắn vẫn còn nhớ kỹ đó là một khoảng thời gian tương đối thư giãn cử tịch hoàn toàn không thể đến gần trung tâm lúc đó tu vi của cô không cao lúc đầu cô còn cưỡng chế tiến vào không ngừng xoát độ tồn tại ở chỗ giang tả sau đó liền biến mất khoảng một vài tháng đến khi gặp lại cử tịch đã làm thịt chớ chú chi chủ tốc độ thăng cấp thực sự đáng sợ mà giang tả cũng biết sự khủng khiếp của chớ chú chi chủ nếu để nó bùng nổ ở đây toàn bộ dãy núi sẽ không còn nữa ít nhất ở kiếp trước toàn bộ dãy núi này đã trở thành một phần của vùng đất bị nguyền rùa lúc này giang tả lấy điện thoại di động ra trực tiếp gửi vào nhóm một cái tin nhắn bí cảnh của kiếm tu nhất mạch tốt hơn là không nên tham gia xích huyết đồng tử gửi y con ngạc nhiên phá hiểu đạo hữu đã đi chuyện gì đã xảy ra lục nguyệt tuyết không thể liên lạc với y y được nữa xích huyết đồng tử biên hải đao khách đã khởi hành từ chiều giờ cũng không thể liên lạc được phá hiểu bí cảnh có dị thường có lẽ bọn họ đã bị hút vào nơi bị nguyền rủa cực kỳ nguy hiểm đi vào chính là chịu chết ngay cả kiếm tu nhất mạch cũng khó thoát mọi người có thể đoán ra ma tu mặc ngôn có cần đặt may mộ trôn quần áo và di vật trước không giảm giá nếu mua theo nhóm giảm giá cho cả ủy thác đầu tiên lục nguyệt tuyết tiền thuốc men của cô đều do tôi chi trả cô có định nói chuyện bình thường không ma tu mặc ngôn rõ ràng là do cô đánh tôi trọng thương cô nên trả tiền thuốc men tôi hiện đang xem xét có nên bán ảnh đời thường của cô để kiếm tiền hay không không bao lâu sau, Lục Nguyệt Tuyết lại xuất hiện, được rồi, đã xử lý xong mặc ngôn, không còn lo lắng cô ta trốn ra ngoài quấy rối nữa. Xích huyết đồng tử, đáng đời mặc ngôn. Lúc này, Trần Ước gửi tới một cái tin nhắn, vừa rồi phía thánh địa liên hệ, nói muốn dùng cảm chi của chúng tôi xem có tác dụng trong bí cảnh không. Giang tả sừng sốt, sau đó gửi một tin nhắn. Phá hiểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trần Ước đã thử, gần như không thể cảm chi được phá hiểu, nói cho tôi biết đại khái tình huống bên trong, tôi muốn đi vào một chuyến. Thấy Trần Ước đồng ý, Giang tả liền cất điện thoại, sau đó mở khóa phong ấn đoạn kiều, bên trong chắc hẳn không có tín hiệu. Nhưng có đoạn kiều ở đây, tín hiệu vẫn sẽ có. Những người còn lại trong nhóm cảm chi vẫn đang dối rắm Xích huyết đồng tử, lục nguyệt tuyết, chúng ta đi chứ. Lục nguyệt tuyết, không phải phá hiểu đạo hữu nói rất nguy hiểm sao. Đi để chịu chết à? Tiêu tiểu mặc, hay là đi nhặt xác cho biên hải đao khách? Sơ thanh, phá hiểu tiền bối đi vào, vấn đề đương nhiên sẽ không lớn, nói không chừng còn có thu hoạch. Ma tu mặc ngôn, chúng ta phải đi, tận mắt chứng kiến kiếm tu nhất mạch bị phá. Rồi chúng ta quay bán video, nhất định sẽ có lời. Lục Nguyệt Tuyết, tiền uống thuốc của cô lấy từ đâu ra? Xích huyết đồng tử, cô ấy ở chỗ tôi, cái gì không học lại học được cách bán đồ này nọ. Nhắc đến chuyện này, lòng xích huyết đồng tử đau nhói. Lục Nguyệt Tuyết. Sau đó, Lục Nguyệt Tuyết phát hiện ra cô lại mất một số linh thạch đó chính là linh thạch của cô, linh thạch mà cô lưu lại bấy lâu nay, linh thạch mà cô luyến tiếc không dám dùng. Lần này cô không giết Mặc Ngôn không? Được. Ma tu Mặc Ngôn, cô nghĩ mình lớn lên xinh đẹp là có thể muốn làm gì thì làm à? Nằm mơ, Giang tả không biết những người trong nhóm có tới bí cảnh hay không, nhưng chắc không nguy hiểm lắm. Lời nói của hắn vẫn rất hữu ích. Giang tả đã đến phía trước bí cảnh, hắn muốn tiến vào càng sớm càng tốt. Bởi vì có vẻ Tô Kỳ đã tiến vào, người liên lạc với đám tiêu tiểu mặc là cửu tịch mà cửu tịch chính là tô kỳ nhưng giang tả vừa muốn nhảy xuống liền có người ngăn lại vị đạo hữu này quy củ mới nhất những người có tu vi không đủ thì không được phép vào bên trong không phải tiên cảnh một đệ tử kiếm tu nhất mạch đột nhiên nói giang tả nhìn hắn những người đang xem bên cạnh cũng nhìn hắn lúc này lập tức có người nói không phải là muốn thu tiền sao nói đi bao nhiêu ai cũng biết trong bí cảnh có nguy hiểm nhưng nếu có nguy hiểm liền không đi, vậy thì không cần tu tiên nữa. Bởi vì tu tiên vốn đã rất nguy hiểm, thậm chí uống nước ăn cơm cũng nguy hiểm, không có gì trên thế giới này là an toàn 100%. Cười cũng có thể cười đến chết. Cho nên, nguy hiểm không thể là cái cớ để ngăn cản họ bước vào bí cảnh. Họ chỉ muốn thu phí. Giang Tả không nghĩ nhiều, đưa tiền thì đưa, miễn không cản trở là được. Tuy nhiên, đệ tử kia lại lắc đầu, rồi thả pháp bảo xuống hố lớn, pháp bảo này nhanh chóng mở ra kết giới phòng ngự. Cấp độ phòng ngự không cao cũng không thấp, không có cấp độ cụ thể, nhưng nhận về bao nhiêu đòn tấn công sẽ tạo ra bấy nhiêu sức phòng thủ, hoặc bùng nổ đủ mạnh, hoặc đủ lâu, nếu không sẽ không thể phá vỡ. Áp dụng cho ngũ giai trở xuống, chuyên dùng để kiểm tra các đệ tử ưu tú. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.